Người khác tựa hồ cũng nhìn ra cái này Ngân Trùy trưởng lão lửa giận trong lòng, bất giác khẽ cười một tiếng, cho hắn cái lối thoát, giải vây nói, Ngân Trùy trưởng lão, mời trước bất giận, nghĩ đến cái kia ba tên nữ tử lúc này vẫn chưa trốn xa, bằng vào chúng ta cước trình rất nhanh là có thể đuổi kịp. Triệu Đức Trụ tiểu tử này mặc dù có chút mau bệnh, nhưng cũng không lớn, không có gì quan trọng. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, trước cho hắn ghi lại cái này khuyết điểm, đợi hoàn thành tông môn nhiệm vụ về sau, hồi tông lại nói. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Ngân Trùy trưởng lão thuận theo mà xuống, đạm mạc gật đầu. Ngay sau đó, tám người liếc nhìn nhau về sau, tựa như ngầm hiểu lẫn nhau giống như, cùng nhau hướng Trác Phàm sau lưng đuổi theo, dường như hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt đồng dạng. Triệu Đức Trụ, tiểu tử này lưu cho các người đối phó, nếu là nhiều người như vậy còn có sai lầm lời nói, hừ hừ. Lạnh lùng hừ một cái, Ngân Trùy trưởng lão cảnh cáo lên tiếng. Triệu Đức Trụ đuổi vội cúi đầu hẳn là, Trắng Hạc trưởng lão gặp, cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, để điểm nói, các ngươi những tiểu tử này, đừng muốn bị cái kia ra hỏa Ly Gián Chi Ngôn mê hoặc. Nếu là có thể chém giết hắn lời nói, tất cả mọi người có thể được công. Nếu để cho hắn dùng kế chạy, như vậy các ngươi đừng mơ có ai sống. Vâng, mọi người cùng âm thanh hét lớn, thanh âm to rõ. Trưởng lão mệnh lệnh, cùng Triệu Đức Trụ đệ tử này thân phận mệnh lệnh cũng là khác biệt. Lập tức liền nhen nhóm tại chỗ tất cả hóa hư cao thủ hùng tâm tráng trí. Tất cả trưởng lão thấy tình cảnh này, liền hài lòng gật đầu, sau đó trực tiếp hướng Trác Phàm sau lưng đuổi theo, cũng không có xuất thủ cầm Trác Phàm ý tứ. Nói thật, Trác Phàm chết ở trong tay bọn họ còn thật có chút ngượng ngùng. Bọn họ người trong chính đạo là muốn mặt mũi, vinh mai mối khi dễ hóa hư cảnh. Ha ha, vẫn là để chính bọn hắn giải quyết đi. Đến mức cái kia ba tên nữ tử, bọn họ cũng hữu dụng chỗ, dù sao cũng là rất hy hữu thể chất. Oanh! Thế mà, còn không đợi bọn hắn bay qua, một tiếng vang thật lớn nhưng lại là đột nhiên phát ra, khí thế cường đại nhất thời đem tám người quần áo thổi đến kêu phần phật, cái kia đại lực xích long vương hất lên long đuôi, hung tợn nhìn lấy bọn hắn. Ta nói qua, có ta ở đây nơi này, hôm nay người nào cũng đừng hòng bước qua cái này đường nét một bước. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy mọi người, đạm mạc lên tiếng. Rear map theo gió rung động, tám đại trưởng lão nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt lại là giếng cổ không gợn sóng, không giận không sợ hãi, bởi vì bọn hắn căn bản không có đem một cái hóa hư cường giả để vào mắt. Triệu Đức Trụ gặp này, lại là lớn tiếng cười khẩy nói, ha ha ha. Trác Phàm, người nhà thật sự là không biết tự lượng sức mình, thế mà vọng tưởng ngăn trở tám vị trưởng lão cước bộ. Người cũng đã biết. Dung hồn cảnh cùng hóa hư cảnh ở giữa có như thế nào thiên địa khác biệt. Đúng vậy a, chúng ta không muốn cùng người tiểu oa này giao thủ, là có chướng ngại thân phận, khác được một tấc lại muốn tiến một thước a. Trắng Hạc trưởng lão cũng là mỉm cười, giễu cợt nói cho cùng, người còn chưa xứng cùng chúng ta động thủ. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, thật sao, nếu không muốn giao thủ, vậy liền ở lại đây đừng nhúc nhích. Sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, tám đại trưởng lão khuôn mặt đều là bất thiện. Chốc lát, Ngân Trùy trưởng lão thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, thở sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười nói thôi, đã cái này tiểu ma đầu muốn chết tại chúng ta dung hồn cảnh cao thủ thủ hạ, vậy lão phu liền thành toàn hắn đi. Nói, Ngân Trùy trưởng lão thân tử mãnh lắc một cái, khí thế cường đại liền hô một tiếng gào thét ra, mãnh liệt uy áp làm cho tại chỗ tất cả hóa hư cường giả nhịn không được vội vã lui lại. Một đạo cao mấy chục trượng cự nện bóng người, chậm rãi phủ hiện tại hắn sau lưng. Hừ hừ hừ, lão phù thần hồn chính là khí thần hồn, phá thiên thần trùy, uy vũ bá đạo. Ông, một trận vô hình ba động phát ra, cái kia đạo nện ảnh dần dần dung nhập trong cơ thể hắn, cũng ngay một khắc này, hắn thân thể bắp thịt hô một chút cao cao nổi lên, toàn thân tản ra lóa mắt ngân mang, một đôi quyền đầu răng rắc rung động, tản mát ra bạo liệt chi khí. Cùng thần hồn dung hợp về sau, lão phu thể như tinh cương, quyền như thái sơn, nhất quyền đi xuống, thì có thể để ngươi cái này cho dù là thiên long thần hồn, cũng phân mảnh. Trong mắt lóe lên một đạo bất thường tinh quang, Ngân Trùy trưởng lão cười lạnh, nói, nếu là ngươi cùng những thứ này hóa hư cao thủ qua tay, có lẽ còn có thể giãy giụa một chút. Thế nhưng là đã ngươi muốn tìm cái chết, hừ hừ, như vậy lão phu thành toàn ngươi. Vừa dứt lời. Ngân Trùy trưởng lão liền bỗng nhiên một bước cước bộ, hung hăng hướng Trác Phàm phóng đi, bạo ngược song quyền, thẳng tắp hướng đầu hắn nện xuống, mãnh liệt mà tàn bạo.
Ha ha ha, Trác Phàm, người dám chọc giận chúng ta dung hồn cảnh trưởng lão, thật sự là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh a. Triệu Đức Trụ nhất chỉ Trác Phàm cái kia lạnh lùng khuôn mặt, nhịn không được nhìn có chút hả hê cười to lên. Bạch Hạc trưởng lão cũng hơi hơi lắc đầu, cười khẩy nói ai, cái này cũng không nên trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, là tiểu tử này khiêu khích trước đây a. Đúng vậy a, có lẽ hắn cảm thấy chết tại dung hồn cảnh cao thủ thủ hạ, là loại vinh hạnh cùng bi tráng đâu. Một vị trưởng lão khác, cũng là bật cười lắc đầu, một mặt vẻ khinh miệt, thế gian luôn luôn có như thế si nhi, đối với mình chết đều yêu cầu cao như vậy, dường như chết tại cao thủ thủ hạ, là loại vinh dự giống như, ha ha ha. Trên thực tế, cái kia cũng không thể chứng minh, người chính là phối chết tại cao thủ bọn thủ hạ. Dù sao, cao thủ có khi, cũng sẽ nhịn không được giết chết mấy con kiến. Mọi người nghe đến, đều là hơi hơi gật gật đầu, một mặt tà cười nhìn sang. Cái kia mấy trăm hóa hư cao thủ, càng là nhảy cẫng hoan hô, phất cờ hò reo, vì có thể may mắn mắt thấy trưởng lão xuất thủ, mà cao hứng bừng bừng. Hô! Khủng bố uy áp, mang theo vô tận cương phong, hướng Trác Phàm bên này đè xuống, thẳng đem hắn ép tới thở không nổi, thân thể đang không ngừng lay động. Nhưng là hắn vẫn như cũ hung hăng nhất định đủ, lập trên không trung, sau đó chậm rãi đem cái kia đại lực xích long vương thu nhập thể nội. Nguy đầu bất giác vẩy một cái, ngân trùy trưởng lão coi là Trác Phàm sợ, không khỏi cười to lên, ha ha ha. Thế mà đem thần hồn thu hồi, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể miễn ở vừa chết sao? Lão phu chính là dung hồn cảnh cao thủ, một quyền này phía dưới, chẳng những thân thể ngươi phá nát, liền thần hồn cũng muốn hóa thành hư vô, ngươi chạy không, đi chết đi. Ha ha ha, vậy ngươi nhưng là sai, ta đem thần hồn thu hồi. Không phải là bởi vì sợ thần hồn bị hao tổn, chỉ là muốn thu nhỏ một chút phòng thủ phạm vi mà thôi. Khóe miệng hơi hơi một phát, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang, tà cười ra tiếng. Thế nhưng là ngân trùy trưởng lão nghe đến, lại là càng thêm châm chọc cười to lên, phòng thủ phạm vi. Ha ha ha, ngươi cho rằng tại lão phu một quyền này phía dưới, ngươi chân năng phòng đến xuống tới sao? Coi như ngươi có cửu phẩm linh giáp. Cũng tuyệt đối ngăn không được lão phu cái này hồn thể hợp nhất nhất quyền. Nói, cái kia ngân trùy trưởng lão xuất quyền tốc độ lại thêm nhanh 3 phần, đã là trong nháy mắt đi vào Trác Phàm mặt vị trí, nhất quyền nện xuống. Cái kia khủng bố quyền áp, thậm chí đã để Trác Phàm mặt mũi cũng bắt đầu rạn nứt ra, cuồn cuộn máu tươi không ngừng toát ra. Trong cơ thể hắn thần hồn, càng là nhịn không được sao động lên, tựa hồ đã đứng trước tránh thức hung hiểm, đang sợ một quyền này chi uy. Triệu Đức Trụ nhìn lấy đây hết thảy, đã hưng phấn mà toàn thân đều muốn run rẩy lên, cái này để hắn tại Song Long hội thể diện mất hết, tại trước mặt trưởng lão mất hết thể diện quái vật Trác Phàm, rốt cục muốn táng thân nơi này. Dư hóa hư cường giả, cũng theo giống to lên tiếng, hưng phấn dị thường. Mà thất tên trưởng lão thì là bật cười lắc đầu, khinh thường bĩu môi, hai người này thực lực sai biệt quá lớn, một trận chiến này thật không có gì đáng xem. Quả thực giống một cái chín thước cự hán. Đang khi dễ một cái 3 tuổi trẻ em một dạng. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người đã xác định trận chiến này kết cục, Trác Phàm vận mệnh về sau, lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Quát! Đột nhiên một chút, một đạo đỏ như máu ánh sáng, nương theo lấy màu đen ánh sáng, từ cái này ngân trùy trưởng lão thân trước lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, trưởng lão kia lập tức muốn tới gần Trác Phàm nhất quyền, lại là chợt một chút, liền phân liệt ra đến, vỡ thành hai nửa. Từ Trác Phàm hai tai ở giữa xẹt qua, từng tia máu tươi như tơ tằm giống như phiêu đãng tại Trác Phàm hai gò má một bên trong hư không, thỉnh thoảng rơi xuống hắn đầu vai. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, ngân trùy trưởng lão bất giác có chút mộng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một đạo cười khẽ lại là bỗng dưng truyền vào cái kia còn chưa mất đi công năng bên tai bên trong. Ha ha ha, phòng thủ xuống tới, ngươi cho rằng ta thu nhỏ phòng thủ phạm vi. Thật chỉ là làm phòng ở ngươi một quyền này sao? Khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo khiếp người hàn mang, khoan thai lên tiếng, ta làm như vậy, chỉ là muốn chuẩn xác hơn chặt ngươi mà thôi. Thân thể nhịn không được chấn động, ngân trùy lớn lên trong đôi mắt già nua vẫn là có một tia mê mang, nhưng là rất nhanh hắn liền cảm thấy thân thể bắt đầu cấp tốc rét run, cúi đầu nhìn qua, thấy một màn, nhất thời để hắn sợ mất mật. Chỉ thấy giờ này khắc này, hắn toàn bộ thân thể lại nhưng đã bị chia làm hai nửa, cuồn cuộn máu tươi càng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra lấy. Bởi vì hắn vào tới trước quan hệ,
hai nửa người một cách tự nhiên theo Trác Phàm trước người xẹt qua. Lúc này, hắn mới cuối cùng chú ý tới Trác Phàm trong mắt, ở trong đó tất cả đều là quyết tử ý chí cùng vô tận giết hại, nguyên lai tiểu tử này cho dù đối mặt dung hồn cao thủ, cũng đã dám lộ ra bản thân sát tâm. Chỉ là hắn vẫn không hiểu, hắn đến tột cùng là làm sao rơi vào kết quả như vậy. Đầu một trận mơ hồ, Ngân Trùy trưởng lão muốn tại sao cùng thời khắc hấp hối biết rõ đây là có chuyện gì, chết cũng không làm quỷ hồ đồ. Đáng tiếc thời gian đã không đợi hắn, ngay tại hắn muốn quay đầu trong nháy mắt, đã là song đồng không còn, triệt để không có sinh cơ, bịch một tiếng, rơi xuống mặt đất. Hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Chấn kinh, khó có thể tin chấn kinh. Tại chỗ tất cả mọi người, không chỉ là những cái kia hóa hư tu giả, cho dù là còn lại 7 tên dung hồn cường giả, cũng không nhịn được cùng nhau hít sâu một hơi, nhìn lấy cái kia máu tươi chảy đầm đìa thi thể, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là dung hồn cao thủ A, vậy mà một chiêu miểu sát, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đinh! Một tiếng kim loại ngâm khẽ vang lên, một thanh tản ra quỷ dị huyết mang, có khắc âm u màu đen đường vân trường kiếm, trong hư không đi một vòng, phạch một cái bay đến Trác Phàm trong tay, tản ra vui vẻ kêu khẽ. Dường như vừa mới cái kia một chém giết, cho nó mang đến lớn lao hưng phấn giống như, cái kia cỗ như đói như khát kêu to, truyền vang tại tràng tất cả mọi người trong tai. Khiến người ta thấy một lần, liền nhịn không được trong lòng phát run, khó có thể đối mặt. Là thanh kiếm kia a. Mí mắt hơi hơi run run, Bạch Hạc trưởng lão cùng còn lại 6 người liếc nhìn nhau, lại nhìn sang, sắc mặt bỗng dưng liền ngưng trọng xuống tới. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, lần này 8 người ra cái gì, nghĩ đến là kiện cực kỳ nhẹ nhõm sự tình, bất quá chỉ là đối phó mấy cái tên tiểu quỷ mà thôi. Bọn họ xuất thủ cũng chỉ là vì bảo vệ không có sơ hở nào, cũng không phải là một nhất định phải xuất thủ không thể. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, thì cái này một lần, lại đần độn u mê địa tổn mất một viên đại tướng, đối phương lại có thể tùy tiện chém giết dung hồn cao thủ lợi khí. Điều này không khỏi làm còn lại 7 vị trưởng lão, trong lòng tất cả đều siết chặt, không dám tiếp tục xem thường trước mặt nam nhân này. Triệu Đức Trụ càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi lui về phía sau mấy bước, trong miệng lầm bầm dao động cái đầu, không có khả năng, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể giết đến dung hồn cảnh trưởng lão? Hừ, ta nói qua, có ta ở đây chỗ này, người nào cũng đừng nghĩ vượt qua nơi này một bước. Không có liếc hắn một cái, Trác Phàm hất lên trường kiếm, không khỏi cười lạnh, như là một vị không ai bì nổi đế quân, hướng tại chỗ tất cả mọi người phát ra bản thân cấm lệnh, người nào đều không được vượt qua. Mi đầu lắc một cái, Bạch Hạc trưởng lão bọn người nhất thời khẩn trương lên. Có lẽ lúc trước bọn họ có thể không coi Trác Phàm là chuyện, nhưng bây giờ lại không thể khinh thường. Bởi vì cái kia thanh quỷ dị thần kiếm, đã để bọn hắn bản thân trải nghiệm đến tử vong hàng lâm. Đáng chết, cái kia đồ chơi đến tột cùng là cái gì, lợi hại như thế. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bạch Hạc trưởng lão thật sâu nhìn thanh kiếm kia liếc một chút, trên trán đã là chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Còn lại trưởng lão cũng giống vậy, đối thanh kiếm này vô cùng kiêng kỵ lui về 2 bước. Trong lúc nhất thời, song phương lần nữa tiến vào rằng co tình cảnh, ai cũng không dám vọng động một cái. Vốn là những cái kia hóa hư cao thủ gặp 8 vị trưởng lão đều tới, chính là sĩ khí đại trấn thời điểm, đang muốn vào tới trước, lại là trong nháy mắt, một tên trưởng lão chết, 7 vị trưởng lão nhất thời bị chấn nhiếp, lại trở lại điểm bắt đầu, lại là cũng không có cái gì chứng dùng. Tinh thần mọi người, lần nữa hạ xuống đến, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt cũng càng thêm hoảng sợ. Liền bọn họ trưởng lão đều sợ hãi nhân vật, bọn họ lại làm sao có thể không sợ. Khóe miệng xẹt qua lạnh lẽo đường cong, Trác Phàm quay đầu khẽ liếc một chút trường kiếm trong tay, hài lòng gật đầu. Lục phẩm thánh binh, Kình Thiên Kiếm. Tuy nhiên hắn còn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra người thánh binh này uy lực, nhưng lấy sắc bén, chém giết dung hồn cao thủ, lại là không thành vấn đề. Cũng nhờ có người thánh binh này tương trợ, hắn lại có thể ngăn trở những người này một đoạn thời gian, vì sợ Khuynh Thành các nàng gạt ra càng nhiều chạy trốn thời cơ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng lại là lộ ra hài lòng nụ cười. Đây đại khái là hắn đời này bên trong, sau cùng có thể vì Khuynh Thành làm việc đi. Dùng linh binh. Chợt, Bạch Hạc trưởng lão hét lớn một tiếng, dưới chân đột ngột đến một bước, liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm tiến lên, trong tay ánh sáng lóe lên, một cái dài 9 thước đao liền bỗng dưng hiện ra thân hình. Cửu phẩm linh binh Trảm Thiên Đao,
sông dài treo ngược phá nhật nguyệt. Còn lại 6 vị trưởng lão gặp, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, cũng lập tức hiểu. Đã cái kia ma kiếm lợi hại, cái kia mình thì dùng linh binh khắc hắn. Cho dù mình linh binh so ra kém hắn, cũng có thể bằng dung hồn cảnh thực lực, áp hắn một bậc. Kết quả là, bá bá bá, từng đạo mây ngũ sắc bay múa, kiện kiện linh binh hiện thân, cùng nhau hướng Trác Phàm chém tới. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng không sai, không thể bị bọn họ vây quanh, nhất định phải đuổi một kích phá. Sau đó phải đồng tử bên trong vầng sáng màu vàng óng lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất bóng người. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Bạch! Trác Phàm đột nhiên không thấy, để những cái kia đập tới linh binh nhất thời thất bại, đợi hắn lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đã đi vào Bạch Hạc trưởng lão sau lưng, một kiếm đánh xuống. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Bạch Hạc trưởng lão trong lòng hoảng sợ, vội vàng thân thể trốn một chút, tránh đi cái kia phong mang, tiếp lấy vung tay khẽ vẫy, lại đem Trảm Thiên đao chiêu tại trong tay, sau đó giơ lên toàn thân công lực, một đao hướng Trác Phàm bổ tới. Đụng! Giao kích kịch liệt tiếng vang hoàn toàn tại mọi người mà thôi trước, nhất kiếm nhất đao hung hăng đụng vào nhau, vừa chạm vào tức cách. Trác Phàm thân thể lắc một cái, bị cái kia dung hồn cảnh cao thủ cường hãn công lực chấn động đến thẳng vào đáy lòng, phốc một tiếng, nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, vội vã sau lui ra ngoài. Thế nhưng là, nhưng nghe ào 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 tiếng vang truyền ra, Bạch Hạc trưởng lão trong tay cái kia Trảm Thiên đao đúng là bỗng dưng vỡ vụn ra, tán thành toái phiến, phiêu tán không trung. Một thanh cửu phẩm linh binh, nhất thời phế. Cái này, làm sao có thể? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Bạch Hạc trưởng lão trong lòng càng là hoảng hốt, bất khả tư nghị nhìn sang, tiểu tử kia trong tay linh binh đến tột cùng là phương nào thần vật, làm sao có thể chỉ bằng vào thần chiếu cảnh công lực, chỉ là nhất kích, liền đem dung hồn cảnh cao thủ trong tay cửu phẩm linh binh chấn vỡ đâu. Bọn người người, cũng là mí mắt lắc một cái, bất khả tư nghị nhìn qua, triệt để ngây người. Không sai, linh binh tuy có đẳng cấp, nhưng là bị người khác nhau sử dụng, lực đạo cũng sẽ khác biệt. Tam phẩm linh binh như đến dung hồn cảnh cao thủ trong tay, như cũ có thể trải qua thần chiếu cảnh trong tay cửu phẩm linh binh. Thế nhưng là, cái này tựa hồ không cần phải vậy. Bởi vì thực lực sai biệt cách xa, dung hồn cảnh đối mặt thần chiếu cảnh, căn bản không tiếc dùng linh binh. Lần này nếu không phải Trác Phàm trường kiếm trong tay quá cường đại, bọn họ cũng sẽ không như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn xuất ra linh binh đến khi phụ người. Không khỏi hiển nhiên, dù vậy, bọn họ cái kia linh binh có vẻ như cũng không có gì chứng dùng, chỉ là giúp bọn hắn nhất thời cản một tai mà thôi, hơn nữa còn là duy nhất một lần. Cái này không khỏi thì để bọn hắn tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, Trác Phàm trong tay cầm đến tột cùng là phương nào thần binh, cho dù cửu phẩm linh binh cùng nó so ra, đều là lớn như thế chênh lệch. Bỗng dưng, mọi người nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Theo trên thực lực đến xem, Trác Phàm cùng bọn hắn so sánh, xác thực rất nhỏ yếu cùng con sâu gióm không có gì khác biệt. Thế nhưng là một khi cái này thần kiếm nơi tay, cái này sâu gióm liền không phải côn trùng, mà chính là trang răng nanh độc xà, cho dù nhìn qua nhỏ yếu đến đâu, bị nó gặm một cái, cũng là chí mạng. Điều này không khỏi làm những thứ này thiên địa chính nghĩa tông cao cao tại thượng các trưởng lão, cũng phạm lên sầu. Bạch Hạc trưởng lão càng là hung tợn nhìn chăm chú về phía Triệu Đức Trụ, mắng to tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, hắn có như thế nghịch thiên đồ chơi, làm sao đều không báo cáo. Bạch Hạc trưởng lão, ta cũng không biết a. Khóe miệng bất giác một xẹp, Triệu Đức Trụ cảm thấy rất ủy khuất, đồng thời quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt cũng là một trận kỳ quặc. Tiểu tử này làm sao giấu sâu như vậy, có thứ đồ tốt này, lúc trước đánh với Diệp Lân một trận lúc, thế mà cũng không có lấy ra. Thế nhưng là hắn chỗ nào biết, thanh kiếm này tuy mạnh, lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không phải sống còn, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất ra bảo bối, cho mình đưa tới giết chóc tai họa. Thì giống bây giờ, tuy nhiên những trưởng lão này cũng không biết rõ đây chính là trấn thủ Tây Châu Chí Bảo, Kình Thiên Kiếm, nhưng đã đối cái này cường hãn bảo bối. Lộ ra trần trụi dục vọng ánh mắt. Thứ này tại Trác Phàm trong tay đều có uy lực như thế, tại bọn họ những thứ này dung hồn cảnh cao thủ trong tay, chẳng phải mạnh hơn sao? Nghĩ như vậy, mọi người tựa hồ ngầm hiểu lẫn nhau, đạp chân xuống, liền cùng nhau hướng Trác Phàm phóng đi. Trong tay linh binh, như hạt mưa hướng Trác Phàm trên đầu tại hạ. Đồng thời, 6 đại cao thủ tiến lên, cũng toàn bộ xuất thủ,
chính là bốn mặt thụ địch, lui không thể lui chi cảnh. Đối mặt cái này lộn xộn công kích, Trác Phàm thủ đến một chỗ, thủ không hai nơi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một khi hắn vong, chúng người lập tức bắt đầu đoạt cái này thần kiếm. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm giống như có lẽ đã nhìn ra mọi người tham lam, bất giác nhếch miệng cười một tiếng, phải đồng tử bên trong lần nữa nổi lên một đạo vầng sáng màu vàng óng. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Trong lòng hét lớn một tiếng, phạch một cái, Trác Phàm thân ảnh biến mất không thấy, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào không có bất kỳ cái gì linh binh nơi tay Bạch Hạc trưởng lão trước, một kiếm đánh xuống. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Bạch Hạc một trận hoảng hốt, vội vàng trốn tránh, trong lòng đối Trác Phàm một trận mắng to, nha nha cái phi, ngươi cũng là kiếm quả hồng mềm nắm a, ta cái kia linh binh vừa mới bị ngươi đánh nát, không có che chắn, ngươi liền chạy ta chỗ này tới chém. Cũng chính là ngươi kiếm kia lợi hại, có loại buông kiếm, chúng ta đơn đấu sáp lá cả a. Trong lòng có chút ủy khuất, Bạch Hạc trưởng lão một đường chạy trốn, đằng sau thì là Trác Phàm một trận dồn sức. Bên cạnh những cái kia vây xem hóa hư tu giả, thì là nhìn mắt trợn tròn, thần chiếu cảnh truy sát dung hồn cảnh, đây thật là thiên cổ kỳ quan a. Đừng nói gặp, nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ nơi này liền lên diễn một màn. Bạch Hạc trưởng lão lúc này nội tâm là sụp đổ, cái này hận a, cũng là không có cách nào. Dung hồn cảnh hồn thể hợp một quyển là cực mạnh, nhưng là gặp phải thanh thần kiếm này, lại là nửa phần tính khí không có. Trước mặt mọi người, bị một tên tiểu quỷ truy tại phía sau cái mông truy sát, lại là quá mẹ hắn mất mặt. Nhưng hắn không mất mặt không được, không mất mặt liền không có mệnh. Cho nên hắn cũng chỉ có thể một mực chạy, mặc cho Trác Phàm một đường truy, còn kém hô cứu mạng. Bạch Hạc trưởng lão chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngươi. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, lại một tên dung hồn cảnh trưởng lão, dẫn theo một cây trường thương, hướng Trác Phàm bên này vọt tới, nhất thương đâm tới. Đồng thời, toàn thân hồng mang nở rộ, người kia đồng dạng là hồn thể hợp nhất, phát ra chói tai phong minh, nhất quyền hướng Trác Phàm đánh tới. Đây chính là song long xuất động, hai đường giáp công. Trác Phàm mặc kệ trường kiếm kia chú ý đến một đầu, thì chú ý không một đầu khác, khó có thể chống đỡ. Mà lại muốn hướng lên lần một dạng, thuấn gian di động lời nói. Nhấc mắt nhìn đi, Trác Phàm mi đầu lắc một cái, đã phát hiện, còn thừa những trưởng lão kia, đã là tại bốn phương tám hướng chấn giữ lấy. Vô luận hắn di động đến phương hướng nào, cuối cùng đều là muốn đối mặt một vị dung hồn cao thủ tập kích. Cho nên một trận chiến này, hắn chỉ có thể tiếp. Trong mắt xẹt qua một đạo tà dị ánh sáng, Trác Phàm trường kiếm vung lên, thẳng tắp quăng về phía cái kia cây trường thương, tiếp lấy kỳ lân tí hồng mang chợt thả, hung hăng nhất quyền hướng người kia đập tới. Người kia gặp này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to lên, ha ha ha. Người quyền đầu mạnh hơn cũng vô dụng, ta một quyền này thế nhưng là trực kích người thần hồn, người phòng không mảy may. Ha ha ha. Cái này ta biết, cho nên, bất giác nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt đột nhiên phát ra một đạo vầng sáng màu vàng óng, cho nên ta một quyền này, là nện ngươi linh binh dùng. Vừa dứt lời, đối phương sững sờ, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, phạch một cái, Trác Phàm cùng cái kia kình thiên kiếm đã là trong nháy mắt trao đổi vị trí. Đụng, Trác Phàm một quyền kia nện ở thanh trường thương kia phía trên, nhất thời bị cái kia dung hồn cảnh cường đại lực đạo đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Thế nhưng là người trưởng lão kia nhất quyền, vốn là hướng về phía Trác Phàm, chợt biến thành thanh ma kiếm kia, bất giác nhất thời dọa đến hãi hùng khiếp vía, hồn phi cửu thiên, dĩ nhiên đã muộn. Bạch! Tại một tiếng hét thảm bên trong, lại một tên dung hồn cảnh trưởng lão chết, thi thể ngã vào vũng máu bên trong. Thanh ma kiếm kia tại hư không bay một vòng về sau, lại trở lại Trác Phàm trong tay. Từng ngụm thở hổn hển. Trác Phàm đưa tay vệt một xuống khóe miệng vết máu về sau, lại là lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười, thì thào lên tiếng cái thứ hai. T. Trong lòng bất giác run lên, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, riêng là cái kia còn lại sáu tên trưởng lão, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt thì giống như là như nhìn quái vật, mặt sắc mặt ngưng trọng, song quyền nhìn không được rung động lên. Cái này mới bao nhiêu lớn công phu, đã có hai tên thần hồn cảnh trưởng lão chết tại chỗ. Tiểu tử này thủ đoạn giết người, coi là thật tà dị cực kỳ cái nào. Cùng tiến lên, mí mắt hơi hơi run run, Bạch Hạc trưởng lão trầm ngâm một chút, cuối cùng cắn răng nói, tiểu tử này ngay tại tận dụng mọi thứ,
đem chúng ta đuổi một kích phá. Có thanh kiếm kia uy hiếp, còn có hắn quỷ dị thân pháp, ta không thể không nói, cho dù chúng ta là dung hồn cảnh cường giả, cũng rất có thể tùy thời chết tại hắn dưới kiếm. Thân thể bất giác lắc một cái, mọi người cùng nhau nhìn về phía khác phương hướng, suy nghĩ một chút, đều là hơi hơi gật gật đầu. Xem ra chúng ta nhất định phải để xuống dung hồn cảnh cao thủ tư thái, bởi vì tiểu tử này, giá trị cho chúng ta làm như vậy. Thật sâu hít một hơi, Bạch Hạc trưởng lão con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, tiếp lấy lại nhìn về phía Triệu Đức Trụ nói, người mang 100 người đi truy mấy cái kia nữ tử, bọn người người theo ta lưu lại, cùng một chỗ trừ rơi cái này tiểu ma đầu. Vâng, mọi người cùng kêu lên hét lớn, riêng là Triệu Đức Trụ, càng là càn rỡ cười lớn một tiếng, Trác Phàm, hy vọng ta đem mấy cái kia nữ oa bắt trở lại lúc, người còn sống, ha ha ha. Vừa dứt lời, Triệu Đức Trụ liền dẫn người cùng nhau hướng Trác Phàm sau lưng đuổi theo. Oanh! Thế mà, còn không đợi bọn hắn bay qua, một tiếng vang thật lớn đột nhiên phát ra, một đầu to lớn đỏ thẫm long đuôi lần nữa ngang vung tại trước người bọn họ, ngăn trở bọn họ đường đi. Nghiêm sắc mặt, Trác Phàm lạnh lùng nói, ta nói qua, các ngươi người nào đều khác muốn. Đụng! Thế nhưng là, hắn lời còn chưa dứt, lại là một tiếng vang thật lớn phát ra. Trác Phàm ngữ khí trì trệ, nhất thời nhịn không được run run thân thể, phốc một tiếng phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi. Chậm rãi quay đầu đi, lại chính gặp chẳng biết lúc nào, cái kia cự long trước đã là xuất hiện một tên dung hồn cảnh trưởng lão, chính là một quyền nện ở cự trên thân rồng. Đại lực xích long vương cái kia cứng rắn khải giáp, nhất thời bị nện đến phân mảnh, kêu rên lên tiếng. Ha ha ha, rốt cục lại thả ra long hồn đến a. Bất giác khẽ cười một tiếng. Bạch Hạc trưởng lão lộ ra gian tà chi sắc, vừa mới ngươi vì thuận tiện cùng Ngân Trùy trưởng lão nhất chiến, đem chính mình thần hồn thu hồi, chính là vì thuận tiện hành động, không cho thần hồn thành vì chính mình nhược điểm. Đáng tiếc, ngươi vì ngăn bọn họ lại đường đi, lại không thể không thả ra thần hồn, đem chính mình nhược điểm bại lộ tại chúng ta cái này dung hồn cảnh cao dưới tay, xem ra tại trong lòng ngươi, cái kia mấy cái tên nữ tử thật so mạng ngươi còn trọng yếu hơn a. Trong mắt hơi hơi run run. Trác Phàm không nói gì, chỉ có khóe miệng một mực hướng ra phía ngoài chảy xuống máu, thân thể giả thoáng một chút, lại là lần nữa đứng lại. Chậm rãi lắc đầu, Bạch Hạc trưởng lão bất giác than nhẹ một tiếng, vô dụng, tại trước mặt chúng ta, ngươi long hồn đã trở thành ngươi nhược điểm, lại đến nhất quyền, ngươi long hồn liền nên sụp đổ đi. Ngươi kiếm kia mặc dù lợi hại, nhưng phòng không lớn như vậy phạm vi. Ha ha ha, không tệ, là muốn chính ngươi mệnh. Vẫn là để chúng ta tùy tiện qua đi, đem mấy cái kia nữ nhân bắt trở lại, từ ngươi tự mình lựa chọn. Bất giác cười lớn một tiếng, Triệu Đức Trụ điên cuồng kêu gào nói, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là để mở con đường a, ngươi như đem thần hồn thu, ngươi còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn một trận, nhưng nếu là không thu, lại đến nhất quyền, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng cứu không mấy cái kia nữ nhân. Nhưng nói đi thì nói lại, ngươi thu thần hồn, không phải tương đương với đem mấy cái kia nữ nhân giao cho chúng ta sao? Ha ha ha, ngươi muốn lựa chọn như thế nào, lựa chọn như thế nào? Triệu Đức Trụ hai mắt đỏ bừng, tựa hồ mười phần hưởng thụ nhìn đến Trác Phàm gian nan như vậy lựa chọn chàng diệt, hưởng thụ loại này hí ngược cảm giác. Khóe miệng xẹt qua một đạo hí ngược, Trác Phàm trong mắt một mực rất thư thái, thăm thẳm lên tiếng, ta nói qua, không có người có thể bước qua cái này đường nét. Vậy ngươi hãy chết đi. Trong mắt chừng một cái, Triệu Đức Trụ hét lớn lên tiếng, sau đó nhìn về phía cự long trước người trưởng lão kia nói, trưởng lão, xin động thủ. Cười to một tiếng, người kia cũng là trong mắt lộ ra huyết tinh chi sắc, nâng lên nhất quyền, mang theo ngút trời chi lực, hung hăng đánh tới hướng cự long lưng. Một quyền này nếu là đập thật, cái kia cự long lúc này liền muốn tán loạn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, phốc một tiếng. Một quyền kia nện xuống, lại không có phát ra tiếng vang, mà chính là mười phần bình tĩnh vang động. Sau một khắc, nhưng nghe rít lên một tiếng, toàn bộ cự long biến thành đen như mực sắc, cuồn cuộn khí lưu màu đen, đem người kia vững vàng cuốn lấy, không chút nào thả. Đây là có chuyện gì, thần hồn hình thái biến. Trong mắt nhìn không được hơi hơi co rụt lại, người trưởng lão kia hung hăng đánh tới hướng Hắc Long nhất quyền, nhất thời như là bị hút lại một dạng, vững vàng dán tại trên thân rồng. Làm sao Bạt Đô rút không đứng dậy, bất giác kinh hãi. Triệu Đức Trụ gặp này, cũng là nhìn không được kêu lên sợ hãi, đây là Trác Phàm long hồn dị biến, thôn thiên ma long vương.
không tệ, chính là thôn thiên ma Long Vương. Khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, Trác Phàm thân thể lắc một cái, lại là phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi về sau, lộ ra nụ cười dữ tợn, thôn thiên ma Long Vương trên thân hắc khí, có thể đem bất luận cái gì ngoại vật hóa thành của mình. Cho dù là dung hồn cảnh cao thủ, nhất quyền nện xuống, hơn phân nửa lực đạo cũng muốn tiêu tan tận. Muốn nhất quyền đập chết lão tử. Hừ hừ, nhưng là không dễ dàng như vậy, mà lại. Trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát ý, Trác Phàm cầm kiếm bàn tay buông lỏng, phải đồng tử vầng sáng màu vàng óng lóe lên, thanh ma kiếm kia liền phạch một cái, lần nữa biến mất không thấy. Đợi lại xuất hiện lúc, đã là đi vào người trưởng lão kia trước mặt. Cái này không khỏi đem trưởng lão kia dọa đến lúc này hồn phi phách tán, sợ chết khiếp, muốn co cẳng liền chạy, lại không biết sao một nắm đấm vẫn như cũ thân hãm cái kia thôn thiên ma Long Vương trong hắc khí, không nhổ ra được. Cuối cùng, tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết dưới, thanh ma kiếm kia tại trưởng lão kia trong hai con ngươi dần dần phóng đại, sau đó trong nháy mắt xuyên qua, đem hắn chém thành hai nửa. Đầm đìa máu tươi như trời mưa vẩy hướng bốn phía. Quỷ dị ma kiếm lại đi một vòng về sau, lại bay trở về đến Trác Phàm trong tay, phía trên huyết mang, nhìn ở chung quanh trong mắt người, là như thế chướng mắt. Mà lại, bị ta cái này thôn thiên ma Long Vương hấp ở, muốn nhất thời thoát thân, nhưng cũng không dễ dàng như vậy, ha ha ha. Trác Phàm cười khẽ tại tất cả mọi người trong tai tiếng vọng, để tại chỗ tất cả mọi người bất giác nhất thời trong lòng run lên, không rét mà run. Riêng là còn lại năm tên trưởng lão. Nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đã không đơn thuần là lúc trước ngưng trọng, thậm chí đã có một chút hoảng sợ, trên trán cũng chảy ra tinh mịn mồ hôi. Cái thứ ba, đã cái thứ ba. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ người ở đây ai có thể tin tưởng, đường đường dung hồn cảnh cao thủ, vậy mà lại liên tiếp đưa tại một cái liền hóa hư cảnh cũng không đến tiểu tử trong tay. Là, trong tay hắn kiếm là rất quỷ dị, cực hung hiểm, cho dù dung hồn cảnh cao thủ cũng không phải địch. Nhưng là trừ thanh kiếm này, tiểu tử này còn có thể có cái gì? Đã không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp a. Thế nhưng là dù vậy, bọn họ hết sức rõ ràng thanh kiếm này lợi hại, trong lòng cũng nhấc lên 12 vạn phần tỉnh táo, muốn tránh đi nó phong mang, nhưng như cũ từng cái chết tại tiểu tử kia trong tay. Đây cũng không phải là thanh kiếm kia vấn đề, mà chính là Trác Phàm người này, bản thân liền là một cái đối bọn hắn tất cả mọi người, thật sâu uy hiếp. Đồng bạn liên tiếp chết thảm, rốt cục khiến cái này cao ngạo các trưởng lão, nhận rõ sự thật, nhìn thẳng vào lên trước mặt đối thủ. Đối bọn hắn có lớn nhất đại nguy hiểm không chỉ có riêng là kiếm, còn có người. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bạch Hạc trưởng lão cắn răng một cái, hét lớn lên tiếng, tất cả mọi người cùng tiến lên, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn đem cái này tiểu ma đầu chém giết ở đây, tuyệt không thể lại buông tha hắn còn mấy cái kia nữ nhân. Chờ bước qua hắn thi thể lại đi truy. Bạch Hạc trưởng lão, tiểu tử kia kiếm trong tay quá lợi hại, làm như vậy sợ tổn thất nặng nề a. Bên cạnh một vị trưởng lão nghe đến, bất giác vội vã lên tiếng. Chậm rãi lắc đầu, Bạch Hạc trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cắn răng nói, không có cách nào, tiểu tử này quá quỷ kế đa đoan, chúng ta như chính nhi bát kinh bài binh bố trận lời nói, chơi không lại hắn. Phương pháp tốt nhất, cũng là bầy sói chiến thuật. Lấy mạnh hiếp yếu, lấy cỡ nào áp thiếu, để hắn mệt mỏi, trong nháy mắt liền có thể đánh hắn. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, người kia còn đợi lại khuyên, Bạch Hạc trưởng lão lại là hung hăng khoát tay chặn lại, kiên định nói, nhiều lắm là bất quá chết mười mấy trên trăm hóa hư cao thủ thôi, chúng ta thiên địa chính nghĩa tông bồi lên. Vừa dứt lời, Bạch Hạc trưởng lão đầu tiên hướng Trác Phàm phóng đi, có điều hắn cũng không dám đang đối mặt địch. Mà chính là hướng hắn long hồn chỗ đó phóng đi, có linh binh đối bản thể hắn, không có linh binh, đều đem thần hồn phóng xuất, công hắn long hồn. Vâng, mọi người một gặp trưởng lão dẫn đầu xung phong, cái kia còn có cái gì dễ nói, quát to một tiếng, thân thể lắc một cái, ùn ùn kéo đến thần hồn nhất thời toàn phóng xuất. Còn lại bốn tên trưởng lão xem xét, liếc nhìn nhau, cũng là khẽ gật đầu, cầm lấy trên tay linh binh liền hướng Trác Phàm chỗ đó phóng đi. Khí thế cường đại nhất thời đè xuống. Phảng phất là hai tòa núi cao nguy nga từ trên trời giáng xuống đồng dạng, một tòa hướng Trác Phàm bản thân đè xuống, một tòa áp hướng hắn long hồn. Hai phe vô luận tòa nào núi áp đến, hắn đều là đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Thế nhưng là, hắn không thể tránh, bởi vì hắn đã lui không thể lui. Phía sau hắn, là Sở Khuynh Thành các nàng sinh lộ.
Ha ha ha, Trác Phàm, người muốn bằng sức một mình cho mấy cái kia nữ nhân chặn đường, vậy ta thì bước qua ngươi thi thể, đi đem mấy cái kia đàn bà bắt trở lại. Theo sát Bạch Hạc tốc độ, Triệu Đức Trụ lại phảng phất là hắn tại đi đầu giống như, kêu gào nói, ngươi cho ta xem trọng, không ra một phút, ngươi tất chết không có chỗ chôn. Mà tại ngươi ngã xuống một khắc này, mấy cái kia nữ nhân cũng không còn đường sống có thể nói. Ngươi, làm ra hết thảy đều là uổng phí, giúp không bất luận kẻ nào. Mi đầu hơi hơi run run, Trác Phàm thân thể trên không trung trôi nổi, nhìn như đã có chút suy yếu, nhưng trong hai con ngươi lại là tản ra không hiểu tinh quang, khoan thai cười nói, thật sao, đa tạ nhắc nhở, xem ra ta nhất thời nửa khắc còn không thể chết a. Phát ra một tiếng giống như cửu u địa phủ truyền ra nụ cười quỷ quyệt, Trác Phàm bất chợt tới đến song đồng chừng một cái, ấn quyết trong tay đánh tới. Thần hồn dị biến, kình thiên thanh long vương. Bạch. Đột nhiên, ma long vương thân thể hất lên, đã là trong nháy mắt thu hồi nồng đậm hắc khí, ngược lại toàn thân cao thấp, giấy lên nóng rực ngọn lửa màu xanh. Bạch Hạc trưởng lão giật mình, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra lúc, cái kia thanh long vương đã là trương khai long miệng, dùng lực phun một cái, nóng rực thanh viêm nhất thời bao phủ hướng bốn phía mấy trăm thần hồn. A a a. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, những cái kia sôi trào mãnh liệt thần hồn chưa đến gần long hồn trước người, đã là bỗng nhiên rơi vào một mảnh thanh sắc trong biển lửa, nhất thời chính là thân thể co lại, toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, không khỏi co rút lên. Có vội vã lui, có thì là không kịp lui ra, đã là tại biển lửa kia bên trong nháy mắt hóa thành cho tàn, thần hồn câu diệt. Chỉ là trong nháy mắt, lại có vài chục hóa hư cao thủ lúc này chết. Điều này không khỏi làm tại chỗ mọi người cùng nhau hoảng sợ, trong lòng một trận sợ hãi, riêng là Triệu Đức Trụ, hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái này tại đánh với Diệp Lân một trận lúc, một mực bị động bị đánh, không có gì thành tích thanh long vương, lại cũng như thế cường hãn, một miệng thổ tức, diệt đi mấy chục thần hồn, trọng thương trên trăm thần hồn. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, cái này hỗn độn thanh viêm tuy là lửa nhỏ, chiến đấu lực so ra kém cái kia lửa to, phần thiên kim viêm. Nhưng dù nói thế nào cũng là thánh thú lực lượng. Tại Kim Long Vương trước mặt lộ ra yếu đuối, đó cũng là so ra mà nói có được hay không. Nếu ngươi thật sự cho rằng cái này Thanh Long Vương yếu lời nói, vậy bây giờ kết quả chính là lớn nhất kết cục tốt. Bỗng dưng, Bạch Hạc trưởng lão vừa hung ác chừng Triệu Đức Trụ liếc một chút, tựa hồ tại trách cứ, hắn tại sao lại không có kịp thời báo cáo thực lực đối phương. Thế nhưng là Triệu Đức Trụ cũng rất ủy khuất, hắn cái nào có thể biết. Đang đối chiến chàng nhìn đến, cùng thật chính diện đối đầu Trác Phàm, là hai chuyện khác nhau a. Hắn thật là nhớ đến, trừ đại lực xích Long Vương có thể trả tay bên ngoài, còn lại mấy loại long hồn hình thái chỉ có phòng ngự, không có gì lực công kích a, làm sao hiện tại? Khóe miệng bất giác run run, Triệu Đức Trụ sắp khóc. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Trác Phàm cùng Diệp Lân trận kia đối chiến, là như thế nào thảm liệt, cảnh giới vượt xa khỏi bọn họ nhãn giới phạm trù. Không phải bọn họ có thể lý giải. Tiểu tử này mẹ hắn còn có thủ đoạn gì nữa, tiểu tử ngươi cho lão phu thành thật khai báo. Bạch Hạc trưởng lão hung hăng khẽ cắn môi, một trận mắng to. Triệu Đức Trụ hơi hơi lắc đầu, trong mắt có chút mê mang, hẳn là không cái gì, còn giống như có một cái biến hóa, vì tử Long Vương, bất quá đó là đánh lén dùng, không có cái gì lợi hại. Ầm ầm. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, nhưng nghe một tiếng kinh thiên lôi minh vang lên. Cuồn cuộn tử sắc thần lôi đột nhiên xuyên qua cái kia đầy trời biển lửa, hướng mấy trăm thần hồn đập tới. Bỗng dưng, liền lại có mấy mười thần hồn vẫn lạc tại chỗ, mấy chục thần hồn trọng thương lui ra, không cách nào lại chiến. Đây chính là ngươi nói, không có gì quan trọng thần hồn hình thái. Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, Bạch Hạc trưởng lão thật nghĩ một bàn tay quất chết tiểu tử này. Triệu Đức Trụ cũng là bất đắc dĩ cúi thấp đầu, trong lòng không còn gì để nói. Trác Phàm ra hỏa này, làm sao lúc đó song long hội phía trên, đối chiến Diệp Lân lúc xem ra rất yếu chiêu thức, bây giờ trở nên đều mạnh như vậy đâu. Ai, tính toán, không hỏi ngươi, cái gì cũng không biết, lão phu tự mình đi phá hắn long hồn. Tức giận hung ác nguyết hắn một cái, Bạch Hạc trưởng lão vung lên ống tay áo, đột ngột đến hướng cái kia long hồn bay đi, lấy dung hồn cảnh thực lực cường đại, trong nháy mắt liền đột phá cái kia tử lôi cùng thanh viêm phong tỏa. Bạch Hạc trưởng lão. Hắn tử Long Vương hình thái dưới, là Long Hồn phòng ngự thấp nhất thời điểm. Lão Phu sẽ không lại tin tưởng ngươi một câu, lăn. Triệu Đức Trụ lớn tiếng mở miệng nhắc nhở,
nhưng truyền về lại là Bạch Hạc trưởng lão một trận mắng chửi, lệnh hắn bất giác đầu co rụt lại, không lên tiếng nữa, trong lòng lại là thầm giận. Lão tử hảo tâm nhắc nhở, không nghe kéo xuống, hừ. Mà cùng lúc đó, Trác Phàm trước người, cái kia bốn tên trưởng lão cũng toàn đều mang linh binh, đi vào trước mặt hắn, mang theo khí thế cường hãn, hung hăng nện xuống. Trác Phàm trong tay ma kiếm vừa nhấc, hướng bốn người hung hăng vung đi. Bạch Hạc trưởng lão đi vào cái kia Tử Long Vương trước người, sớm đã nâng lên nhất quyền, lại là không có làm tức nện xuống, mà là tại nhìn Trác Phàm chỗ đó động tác. Vừa mới Trác Phàm thần thông, bọn họ sớm đã nhìn đến nhất thanh nhị sở, di chuyển tức thời, thực sự quá nghịch thiên. Giờ này khắc này, đối mặt bốn đại cao thủ toàn lực nhất kích, hắn như cứng rắn tiếp đó, cho dù cái kia ma kiếm có thể đem đối phương linh binh hủy đi, thế nhưng cỗ cường lực trùng kích lực cũng sẽ đem hắn đánh chết. Nhưng nếu là hắn thuấn gian di động thoát đi, như vậy vừa vặn hắn Bạch Hạc xuất thủ trừng trị hắn thần hồn, hắn như cũ chết không toàn thây. Sợ là sợ hắn đến lúc đó giống vừa mới một dạng, thuấn gian di động đến trước người hắn, đem hắn chém giết. Vì dự phòng loại kết quả này, cho nên Bạch Hạc trước không động thủ, sợ như lúc trước người trưởng lão kia một dạng, bị cái này long hồn hút lại, cho đối phương thời cơ lợi dụng. Cứ như vậy, cho dù Trác Phàm di động đến trước người hắn, hắn cũng có thể trong nháy mắt thoát đi, cùng Trác Phàm chiến đấu, mà còn lại bốn người lại đối phó hắn long hồn, để hắn đáp ứng không xuể. Cho nên ba loại lựa chọn, vô luận như thế nào, Trác Phàm đều là một con đường chết, quan trọng ngay tại chi tiết. Cái gọi là chi tiết quyết định thành bại, Bạch Hạc trưởng lão là người thông minh, cho nên lúc này, hắn lựa chọn đình trệ một chút, nhìn Trác Phàm động tác, mới quyết định. Đụng. Một tiếng vang thật lớn. Trác Phàm trường kiếm cùng tứ đại trưởng lão linh binh hung hăng đụng vào nhau, bốn người linh binh đều là vỡ vụn bay tán loạn, Trác Phàm lại cũng là bởi vì phía trên truyền đến cường đại trùng kích lực, mà nhịn không được phốc một tiếng phun ra một miệng lớn đỏ thẫm máu tươi, thậm chí máu tươi bên trong còn mang theo nhỏ vụn nội tạng. Bạch Hạc trưởng lão xa xa nhìn lại, bất giác đại hỉ, ha ha ha. Tiểu tử này là không còn khí lực lại di chuyển tức thời sao? Ba con đường bên trong, thế mà chọn một bị chết nhanh nhất đường, là cũng định từ bỏ chống lại đi. Bất quá dạng này cũng tốt, gia hỏa này đoán chừng thân thể nội tạng đã toàn bộ bị chấn nát, rốt cuộc dùng không thanh kiếm kia. Tiếp đó, cũng chỉ thừa lão phu nhất quyền đánh nát ngươi cái này long hồn liền có thể. Trong lòng mừng rỡ như điên, Bạch Hạc trưởng lão trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, một mực giơ lên cao cao quyền đầu, rốt cuộc nhẫn nại không ra dâng lên muốn ra lực lượng, hung hăng hướng phía dưới đập tới. Cuồn cuộn tử lôi càng không ngừng đánh tới hướng hắn thân thể, lại là vẫn như cũng ngăn không được cái kia không gì địch nổi nhất quyền. Oanh! Một tiếng khí thế rồi rào tiếng vang nhất thời vang vọng khắp nơi, Bạch Hạc trưởng lão khóe miệng hiện ra tà dị, ánh mắt lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn lấy phía dưới cái kia không ngừng rung động long thân, lẩm bẩm nói cái này, ngươi cái kia sụp đổ a, thiên long thần hồn. Bạch! Màu đen mực đậm lần nữa nhiễm lên long thân. Cái kia tử sắc cự long chỉ là trong tích tắc công phu, đã hoàn toàn biến thành đen, kêu gào một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, thì ra là thế, thời khắc mấu chốt lại hóa thành chịu đánh ma long vương đem lão phu lực đạo tiêu tán hơn phân nửa sao. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Bạch Hạc trưởng lão lúc này suy cười ra tiếng, bất quá cái này lại như thế nào. Coi như lão phu còn lại lực đạo, cũng đủ để đưa ngươi chấn thương. Người cái này long hồn hình thái không ngừng biến hóa, làm ra duy nhất một chút biết tròn biết méo chỗ, liền để cho ngươi nhiều mấy phần kéo dài hơi tàn cơ hội, sống lâu một trận mà thôi, nhưng kết quả là sẽ không thay đổi. Đợi lão phu lại đến mấy cái quyền, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói như vậy lấy, Bạch Hạc trưởng lão vừa định lại nâng lên quyền đầu, lại là bỗng dưng trì trệ, phát hiện cái kia nện quyền kế tiếp, lại cùng lúc trước tên kia bị chém giết trưởng lão một dạng, hoàn toàn bị hắc khí vần quanh. Cho hút lại. Khinh thường bĩu môi, Bạch Hạc trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng, nhất thời thân thể chấn động, khí thế cường đại đem chung quanh hắc khí toàn bộ đánh sơ xác, cái kia thiết quyền cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài rút ra, hừ, vùng vẫy giấy chết. Trác Phàm, thân thể ngươi hiện tại đã không thể dùng, nghĩ đến cái kia thuấn gian di động thần thông cũng phế đi. Ngươi cái này long thân hấp lực, cũng chỉ có thể định trụ chúng ta một hai giây thôi, cùng ngươi cái kia thân thể phối hợp. Có lẽ có thể cho chúng ta tạo thành uy hiếp, nhưng đơn độc chỉ có thần hồn ngươi, đã tuyệt đối không có khả năng lại lật bàn, hết hy vọng đi. Bạch Hạc trưởng lão. Thế mà, còn không đợi hắn lời nói xong,
một tiếng kêu sợ hãi lại là đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Bạch Hạc nghe xong, liền biết là cái kia bốn trưởng lão, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nghi nói, làm sao? Ta, chúng ta linh binh, không có vỡ nứt, một tên trưởng lão, không thể tin nâng từ bản thân linh binh, giống to lên tiếng. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Bạch Hạc trong lòng cả kinh, nhìn chăm chú lại đi nhìn qua, lại chỉ thấy nơi xa bốn tên trưởng lão đều là một mặt rất là kỳ lạ giơ chính mình linh binh, nhưng là trước mặt bọn hắn, Trác Phàm không ngừng thổ huyết thân thể, cũng xác thực tại lảo đảo hướng phía dưới đổ tới, trong tay thanh ma kiếm kia, tản ra tà dị ánh sáng, xác thực không sai. Cái này, đây là có chuyện gì? Nếu là bốn vị trưởng lão linh binh vẫn chưa bị hao tổn, như vậy nói rõ cách khác, bọn họ binh khí không cùng ma kiếm chạm vào nhau, nhưng là đã không có đụng vào, Trác Phàm tại sao lại bị xung kích lực cho đánh chết, chỉ để lại một con rồng hồn còn sót lại. Bạch Hạc trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ, trong đầu một trận mê mang. Thế mà, ngay tại lúc này, ông một tiếng không gian ba động vang lên, một cỗ mãnh liệt sát ý đột nhiên đánh úp về phía hắn sau lưng. Trong lòng bất giác chấn động, Bạch Hạc hoảng hốt, muốn vội vàng trốn tránh, lại mới tựa hồ vừa phát hiện giống như, hắn một nắm đấm còn bị vững vàng hút tại Ma Long Vương trên thân đây, tuy nhiên cái này hấp lực chỉ có thể định trụ hắn một hai giây mà thôi. Nhưng chính là cái này một giây đồng hồ, hắn dĩ nhiên đã cảm nhận được tử vong tới gần. Phốc! Một đạo trầm đục phát ra, nương theo lấy đầm đìa máu tươi vung vãi bên trong, Bạch Hạc trưởng lão thân thể bị lưng mỏi cắt đứt, trong mắt lại tràn đầy kinh dị cùng nghi hoặc. Bên trong, trúng kế, bờ môi hơi hơi run run, Bạch Hạc trưởng lão tại thời khắc hấp hối, khó khăn quay đầu đi, lại đối diện phía trên Trác Phàm cái kia lạnh lùng hai con ngươi, cùng không ngừng rướm máu khóe miệng, hỏi ra bình sinh cái cuối cùng nghi vấn, đến tột cùng. Chuyện gì xảy ra? Khụ khụ khụ. Càng không ngừng ho khan vài tiếng, Trác Phàm trong miệng máu tươi dâng trào, nhưng sắc mặt lại là 10 phần đạm mạc, lạnh lùng nói, người nhà đầy đủ cẩn thận, nhưng cẩn thận nữa người, tại thắng lợi trong tích tắc, vẫn là hội tự cho là đúng lộ ra sơ hở. Mà ta, chỉ là để ngươi cho là mình thắng mà thôi. Mí mắt hơi hơi run run, Bạch Hạc trưởng lão lại nhìn một chút nơi xa cái kia trên không trung tung bay Trác Phàm cái bóng, nhìn nhìn lại lúc này bên người Trác Phàm, trong mắt vẫn là một mảnh mê mang. Nơi này, tại sao có thể có hai cái Trác Phàm? Ha ha ha, vô tri thức sai lầm, lão tử bản sự, các ngươi còn không có toàn thăm dò đâu. Khóe miệng xẹt qua một đạo khinh miệt đường cong, Trác Phàm phải đồng tử bên trong ba nói vầng sáng màu vàng óng rạng rỡ phát sáng, không minh thần đồng tầng thứ ba, huyễn không, cảnh không thực. Bạch, vừa dứt lời, nơi xa cái kia tay cầm ma kiếm, không ngừng thổ huyết Trác Phàm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có đứng tại Bạch Hạc bên cạnh cái này Trác Phàm, khóe môi nhếch lên hí ngược nụ cười, nhìn về phía nơi xa cái kia bốn tên trưởng lão. Huyễn tượng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người minh bạch hết thảy, nguyên lai Trác Phàm biết cho dù thuấn di đến Bạch Hạc trưởng lão bên người, cũng chưa chắc có thể đem hắn chém giết, liền lợi dụng long hồn làm mồi, muốn dụ bị định trụ thân hình. Thế nhưng là có trước một trưởng lão vết xe đổ, Bạch Hạc làm thế nào có thể tùy tiện mắc lừa. Cho nên Trác Phàm liền chế tạo một cái huyễn tượng, để Bạch Hạc coi là Trác Phàm thân thể đã bại, không cách nào lại dùng, hết sức yên tâm đi công kích hắn thần hồn. Vốn là cái này huyễn tượng rất dễ dàng vạch trần, cái kia bốn tên trưởng lão phát giác chính mình linh binh cùng ma kiếm chạm vào nhau, nhưng lại chưa truyền đến lực đạo, liền đã phát giác ra kỳ quặc. Thế nhưng là nơi xa Bạch Hạc trưởng lão làm sao biết những thứ này, hắn chỉ có thể bằng ánh mắt đi xem mà thôi. Nhìn thấy đại sự đã thành. Tự nhiên không kịp chờ đợi xuất thủ, ngay trong sát na này chỉ vì cái trước mắt, để Trác Phàm lại một lần bắt đến vị trưởng lão này tay cầm, lúc này chém giết. Trong lòng không sai hết thảy, Bạch Hạc trưởng lão cũng nghênh đón hắn tử kỳ, trong mắt không còn, triệt để không có sinh cơ, bị chém thành hai khúc thi thể, thẳng tắp quẳng xuống, mặt hướng đất vàng, nhưng hai mắt nhưng thủy chung khó có thể nhắm lại. Ai có thể nghĩ tới, đường đường dung hồn cao thủ hội uất ức như thế chết mất. Riêng là Bạch Hạc trưởng lão bản tôn, càng khó có thể hơn tiếp nhận đi. Cái thứ tư, trong lòng bất giác hung hăng rung động, bốn vị còn sót lại trưởng lão xa nghiêng nhìn Trác Phàm cái kia há mồm thở dốc bóng người, thỉnh thoảng còn phun ra hai ngụm máu đến, lại là dọa đến hai chân lắc một cái, nhịn không được lui về phía sau. Một cái hóa hư cảnh không đến tiểu tử, tại trùng điệp vây quanh dưới, giết một tên dung hồn cường giả, khả năng này là kỳ tích, giết hai cái.
vậy thì thật là tốt, là ngoài ý muốn, nhưng làm hắn giết ba cái lúc, liền đã không thể lại để cho bất luận cái gì cao thủ ngồi chờ chết. Nhưng bây giờ, hắn giết bốn cái, vậy chỉ có thể chứng minh, hắn thật có dạng này thực lực. Trong lúc nhất thời, liền bốn vị trưởng lão đều run sợ, khó có thể nhìn thẳng cái kia hung ác ánh mắt, trong lòng đang gieo hò. Người này, đến tột cùng thần thánh phương nào a? Bất quá, dù nói thế nào, bốn người cũng là tu hành nhiều năm cường giả, đi qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ thế nhưng là dung hồn cao thủ, bị một cái thần chiếu tiểu tử liền giết bốn người, thành đạo lý nào? Lên cho ta, toàn đều cho ta phía trên, không có cái gì phân công, chỉ cần giết tiểu tử này, bỏ ra cái giá gì cũng không đáng kể. Rốt cục, tại liền tổn hại bốn viên đại tướng tình huống dưới, liền những trưởng lão này cũng biến thành điên cuồng, hét lớn một tiếng, liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm tiến lên, dư hóa hư tu giả, cũng tất cả đều phất cờ hò reo lấy theo thật sát. Triệu Đức Trụ càng là kẻ cầm đầu, trong mắt đều là huyết hồng chi sắc. Lần này tác chiến là hắn thỉnh cầu tông môn xuất thủ, kết quả một chút tổn thất bốn vị trưởng lão, nếu là còn bắt không được cái này kẻ cầm đầu lời nói, hắn nhưng là lại không có cách nào hồi tông lĩnh mệnh. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy cái này núi kêu biển gầm biển người hướng hắn bên này vọt tới, phảng phất muốn đem hắn bao phủ đồng dạng, bất giác trong tay ma kiếm gấp siết chặt, thật sâu hít một hơi, cố tự chấn định thân hình, khẽ cắn môi, kéo lấy thân thể bị trọng thương liền xông đi lên. Bỗng dưng, từ cổ chí kim, chỉ sợ từ trước tới nay đều chưa từng phát sinh qua, mấy trăm cao thủ bao vây một cấp thấp tu giả sự tình phát sinh, mà lại cuộc hỗn chiến này, còn đánh cho hôn thiên hắc địa, oanh liệt không gì sánh được. Nguyên bản, nếu là thiên địa chính nghĩa tông một đoàn người, tiếp tục có tổ chức vây công lời nói, tổn thất có lẽ còn không có lớn như vậy, nhưng bây giờ không giống nhau, một trận hỗn chiến, nhất định phải chết thương tổn thảm trọng. Một đám hóa hư tu giả không não thả ra thần hồn hướng Trác Phàm phóng đi, Trác Phàm thanh long vương một miệng long viêm, nhất thời thiêu chết không ít, tử long vương tử lôi đầy trời, lại đánh chết không ít. Nhưng vẫn là có vô cùng vô tận thần hồn xông mở lôi viêm. Đụng vào long hồn trên thân. Một tiếng tê minh, Trác Phàm nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, mắt tối sầm lại, lập tức liền muốn té xỉu, nhưng là vừa nghĩ tới phía sau hắn giai nhân, lại là cắn đầu lưỡi một cái, lại tỉnh táo lại. Tử Long Vương lại lập tức chuyển hóa thân hình, hóa thành Ma Long Vương, đem những thứ này thần hồn đập vào lực đạo hấp thu, sau đó lại chuyển thành đại lực Xích Long Vương, long đuôi hất lên, nhất thời lại đánh chết mấy chục thần hồn. Cứ như vậy, Trác Phàm long hồn không ngừng chuyển đổi, ứng đối lấy thần hồn trùng kích, một phiếu phiếu thần hồn cùng bão táp bao phủ mà qua phi điểu giống như vẫn lạc, từng tiếng thét lên kêu gào vang tận mây xanh. Mà cái kia long hồn cũng tại cái này từng lớp đánh chúng, mình đầy thương thích, gào rú không ngừng. Một phương diện khác, Trác Phàm cố nén thần hồn mang đến đập vào, xông vào đám địch, trận chiến trong tay ma kiếm thấy thần giết thần, gặp Phật giết Phật, hai mắt đã đỏ thẫm. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là chém giết phạm vi. Bỗng dưng, lại là một mảnh tu giả ngã xuống, lại không khả năng còn sống. Bốn vị trưởng lão trong tay cầm lấy linh binh, xông lên phía trước, cùng Trác Phàm giết làm một đoàn. Trác Phàm ma kiếm sắc bén, bốn vị trưởng lão khí thế mãnh liệt, đúng là giao chiến hơn trăm hội hợp, ai cũng không làm gì được người nào. Ma kiếm sắc bén, làm cho chư trưởng lão từng bước gấp lui, ta dị kiếm mang xẹt qua. Lại là để bốn phía mấy chục hóa hư cường giả ào ào nằm thương chúng chiêu, Trác Phàm cùng trưởng lão vòng chiến, không có người có thể tiếp cận, năm người chiến lực đi tới chỗ, là hồng khắp nơi. Cái này, đã không phải một trận sớm đã bố hạ bẫy dập đuổi bắt bao vây tiêu diệt, mà chính là diễn biến thành một cuộc chiến tranh, hơn 500 người đối một người phát động chiến tranh, đại hỗn chiến. Cái này, là nơi nào? Màn đêm buông xuống, một cái vết máu đầy người bóng người. Chậm rãi theo một mảnh tạp trên đồng cỏ bò lên, bốn phía là khó người tanh hôi cùng huyết khí, để hắn nhịn không được ho khan lên tiếng, thỉnh thoảng còn nôn một chút tạp vật đi ra. Ánh trăng lạnh lùng nhẹ nhàng rơi xuống, chiếu phía trên cái kia suy yếu khuôn mặt, lại chính là Triệu Đức Trụ không thể nghi ngờ. Hung hăng vỗ đầu một cái, Triệu Đức Trụ trầm ngâm nửa ngày, tỉ mỉ suy nghĩ, mới cuối cùng là nhớ tới, hắn là phụng sư môn chi mệnh, đến đây chu trừ Trác Phàm tên ma đầu này. Thế nhưng là cái này Trác Phàm quá lợi hại, một đám người đều bắt không được hắn, sau cùng cái kia đại lực Xích Long Vương hất lên đuôi, nhất thời đánh chết không ít người, hắn đệm ở phía sau, mặc dù không chết,
nhưng cũng chấn choáng, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Chỉ là hắn vẫn là không biết, Trác Phàm tiểu tử kia hiện tại đến cùng bị xử lý không có. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Triệu Đức Trụ nhìn xem đỉnh đầu ánh trăng, bất giác thở dài lên tiếng, ai, đều đã đêm khuya a, nghĩ đến tiểu tử kia đã bị cầm xuống, chỉ là không biết ta tông tổn thương như thế nào. Chính nghĩ như vậy, ông trời tựa hồ là cần hồi đáp hắn vấn đề đồng dạng, cái kia ánh trăng lạnh lùng thăm thẳm rơi xuống, dần dần chiếu sáng chung quanh hắn, lại là đầy đất thi hài, máu chảy thành sông. Mà hắn vừa mới nơi ở, chính là một dòng sông máu bên trong. Cái này, tổn thương nhiều như vậy, trong mắt nhìn không được co rụt lại, Triệu Đức Trụ thả mắt nhìn đi, chỉ hắn cái này một mảnh khu vực, liền đã có trên trăm thi hài khắp nơi, có thậm chí gãy tay gãy chân, không có toàn thây, tử trạng đáng sợ, hoàn toàn không có quay lại khả năng. Thân thể nhìn không được run run, Triệu Đức Trụ cái này nhưng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tự lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Lớn như vậy tổn thương. Ta nhưng là không chịu nổi trách nhiệm này a. Oanh! Thế mà, còn không đợi hắn lời nói xong, cách đó không xa một đạo tiếng vang lần nữa ầm vang lên, mãnh liệt cương gió thổi qua, trực áp đến hắn mặt mũi đau nhức. Không khỏi trong lòng cả kinh, Triệu Đức Trụ vội vàng đạp chân xuống, vội vã hướng chỗ đó bay đi, chỉ chốc lát sau liền nhìn tới đó ánh lửa ngút trời, tiếng giết khắp nơi. Thiên địa chính nghĩa tông còn có 100 hóa hư tu giả. Thở hồng hộc tụ tập ở nơi đó, hung hăng chừng lấy phía trước người kia, trong mắt đã kinh hãi lại sợ, càng nhiều lại là thật sâu thống hận còn có vô tận khủng bố. Mà tại trước mọi người, là ba tên trưởng lão, lúc này cũng là rìa mép loạn chiến, áo quần rách nát, trong tay linh binh hơi hơi rung động, đang phát tán ra ngâm khẽ, không biết là khiếp đảm, vẫn là chiến ý. Không, không thể nào, còn không có bắt lấy hắn sao? Mí mắt nhịn không được run run. Triệu Đức Trụ trong lòng lo sợ, vội vàng một bước cước bộ, bay tới đằng trước, chen quá nặng đám người, cuối cùng đi vào phía trước nhất. Nhưng là cái kia thu vào hắn tầm mắt tràng cảnh, lại là để lòng hắn phía dưới hoảng hốt, một cỗ vô hình lửa giận, nhất thời bốc lên. Chỉ thấy giờ này khắc này, trước mọi người mới, vẫn là đầu kia cự long, tuy nhiên đã là thân hình tàn phá, lân giáp từng mảnh vỡ vụn, linh khí lộ ra ngoài, tựa hồ sau một khắc liền muốn thần hồn vỡ vụn giống như. Nhưng là hiện tại đầu kia cự long vẫn như cũ ngang bảy biện một đầu cái đuôi, khí thế hung hăng nhìn lấy tất cả mọi người, mắt bên trong kiên định, như Trác Phàm đồng dạng, không sợ sinh tử. Mà trước mặt nó, đứng đấy một cái toàn thân đẫm máu nam nhân, tay cầm ma kiếm, tóc tai bù xù, một mặt vết máu, trong hai con ngươi tản ra thăm thẳm chết mang, mặt không biểu tình. Trên thân 108 cái huyết động, không chỗ ở hướng ra phía ngoài nằm máu, thậm chí có huyết động một bên, huyết dịch đã khô cạn. Nhưng dù vậy, cái kia nam nhân vẫn là thẳng tắp đứng đấy, hai mắt chăm chú nhìn phía trước tất cả mọi người động tĩnh, tuy nhiên trong đồng tử, đã nhìn không ra hắn thần quang. 3. Một tiếng vang nhỏ, một vị trưởng lão cước bộ hơi hơi chuyển một chút, cái kia người lập tức như điều kiện phát xạ giống như, thân thể chấn động, trường kiếm trong tay hướng chỗ của hắn chỉ qua đi, giật mình hắn bất giác vội vàng lại rút về. Mi đầu thật sâu nhăn lại. Vị trưởng lão kia nhìn về phía người khác không lưu loát nói, cái này Trác Phàm thật sự là người sao? Chúng ta đã đem hắn thân thể hủy thành bộ dáng này, nội tạng cũng sớm nên chấn vỡ mới là, thế nhưng là hắn vẫn như cũ lại chảm giết chúng ta một tên trưởng lão. Đến tận đây thời điểm, đã có 300-400 hóa hư tu giả cùng 5 tên dung hồn cảnh trưởng lão chết bởi hắn tay, nhưng hắn liền thần hồn mang thân thể cũng bị thương nặng. Thật khó có thể tưởng tượng, hắn hiện tại thật có thể sống. Thật chẳng lẽ muốn chờ hắn thần hồn vỡ vụn ngày đó, hắn mới có thể chết hết sao? Đúng vậy a, tiểu tử này quả thực quá khó chơi, thật sự là thần chiếu cảnh. Da mặt nhìn không được co lại, một tên trưởng lão khác từng ngụm thở hổn hển, toàn thân máu chảy ồ ạt, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm chỗ đó, cũng là một mặt không lưu loát nói, thế nhưng là chúng ta lại muốn phá hắn thần hồn lời nói, đoán chừng phải làm cho tốt toàn quân bị diệt dự định. Chớ nhìn hắn hiện tại một bộ hấp hối bộ dáng, nhưng lão phu có thể cảm giác được, gia hỏa này cũng là không chết cương thi, chúng ta muốn để hắn chết tuyệt, cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới. Ai, còn tưởng rằng lần này làm nhiệm vụ là cái thanh nhàn việc phải làm, không nghĩ tới khó giải quyết như thế. Còn lại hai người nghe đến, cũng là liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng, đúng vậy a. Thế mà, ba người chính thương lượng, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, mọi người sững sờ. Quay đầu nhìn qua,
lại chính gặp chẳng biết lúc nào, Triệu Đức Trụ một mặt giật mình lo lắng, loạn choạng mà hướng ba người đi tới, trong miệng lầm bầm, ba vị trưởng lão, các ngươi nói cái gì? Chúng ta lần này tổn thất là bao nhiêu? 400 hóa hư cảnh giới, cùng 5 cái dung hồn cảnh trưởng lão. Mi đầu không khỏi lắc một cái, ba người liếc nhìn nhau, đều là thở dài một tiếng, hơi hơi gật gật đầu. Thân thể chấn động mạnh một cái, Triệu Đức Trụ cứng ngắc thân thể, xoay người lại, nhìn về phía trong mắt đã mất thần quang Trác Phàm, từng ngụm hút mấy cái khí về sau, đầy mặt phẫn nộ hét lớn âm thanh, Trác Phàm, ngươi làm sao còn không chết? Ngươi cũng đã biết, nhiệm vụ lần này là ta hướng tông môn thỉnh nguyện, kết quả tổn thất lớn như vậy, ngươi nhường ta như thế nào hướng tông môn bàn giao? Triệu Đức Trụ gào rú, tại tất cả mọi người bên tai vang lên, duy chỉ có Trác Phàm, dường như không nghe thấy giống như, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, trong mắt tản ra thanh lạnh ánh sáng. Xuất động 500 hóa hư cường giả, 8 đại trưởng lão, lại ở chỗ này cùng một cái không đến hóa hư cảnh tu giả, chiến một ngày một đêm, còn không có cầm xuống không nói, còn tổn thất hơn phân nửa binh lực, liền trưởng lão đều tổn thất 5 tên. Triệu Đức Trụ tựa hồ đã bị sự thật này đả kích yếu ớt tâm linh, hơi không khống chế được, điên giống như hét lớn, thiên địa chính nghĩa tông 500 chiến lực, bị ngươi một người cản ở chỗ này, nửa bước không thể được, một ngày một đêm. Trác Phàm, người đến tột cùng là ai, vì sao thì không chết? Lão tử tiền đồ, lão tử thân gia tính mệnh, thì đều muốn hủy trong tay ngươi. Không có hồi âm, Trác Phàm cứ như vậy định định địa đứng ở nơi đó. Mọi người lạnh lùng nhìn lấy. Thỉnh thoảng có người trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Triệu Đức Trụ nhắc nhở, sư huynh, người sai, không phải một ngày một đêm, là 3 ngày 3 đêm. Nhìn không được thân thể chấn động, Triệu Đức Trụ lúc này đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, lão tử vậy mà hôn mê 3 ngày 3 đêm. Tiểu tử này cản các ngươi 3 ngày 3 đêm. Gương mặt bất giác một đỏ, cái kia ba tên duy nhất trưởng lão sau khi nghe được, bất giác có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu. Nhiều người như vậy. 3 ngày 3 đêm bắt không được một cái không đến hóa hư cảnh tiểu tử, thật sự là đem mặt mo đều mất hết. Thế nhưng là đúng lúc này, thật lâu không nói gì Trác Phàm, lại là bỗng nhiên phát ra một tiếng cứng ngắc tiếng cười khẽ, ha ha ha. Thì ra là thế, đều 3 ngày 3 đêm a, cứ như vậy, các ngươi cần phải đuổi không kịp nàng. Vừa dứt lời, nhưng ngửi bịch một tiếng, Trác Phàm mang theo ma kiếm theo tiếng mà đổ, cái kia to lớn long hồn cũng hơi hơi nhắm lại hai mắt. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thanh trường kiếm kia hưu một tiếng, chui vào Trác Phàm thể nội, không thấy tăm hơi. Không khỏi sững sờ, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không rõ ràng cho lắm. Làm sao cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, không người có thể đánh bại nam nhân, trong nháy mắt thì ngã xuống đâu. Triệu Đức Trụ không khỏi cũng là sửng sốt, lúc này, một tên trưởng lão đi vào Trác Phàm trước người, dò xét một chút hắn thân thể. Vừa rồi không sai gật đầu, thở dài tiếng nói, thì ra là thế, hắn sớm đã chết. Cái gì, hắn chết? Không khỏi sững sờ, Triệu Đức Trụ cả kinh kêu lên, nhưng vừa rồi hắn còn. Bất đắc dĩ lắc đầu, người trưởng lão kia thăm thẳm lên tiếng, đó là hắn một hơi, vì ngăn cản chúng ta tiếp tục đuổi phía trên mấy cái kia nữ nhân, dựa vào cái này một hơi, cùng chúng ta chống cự 3 ngày 3 đêm. Trên thực tế, hắn thân thể đoán chừng sớm đã tử vong. Thần hồn cũng chỉ còn một hơi còn sót lại. Cái này khó trách, trên thân 108 chỗ bị thương, từng cái chí mạng, hắn nhưng như cũ đứng thẳng đến bây giờ, nguyên lai hắn sớm đã là cái xác không hồn a. Thật sâu hít một hơi, một tên trưởng lão khác chăm chú nhìn Trác Phàm thân thể, khẽ gật đầu, bình thường thịt người thân thể một hủy, thần hồn tức cách, không cách nào lại dùng thân thể. Nhưng hắn vậy mà bằng một hơi, liền đem thân thể vận dụng đến hiện tại, ý chí cường đại. Quả thực chỉ trích cho nên, mặc dù là ma đạo, nhưng khi thật anh hùng đến. Đâu chỉ không thể tưởng tượng, quả thực cũng là nghịch thiên quái vật. Trong mắt tinh mang lóe lên, vị thứ ba trưởng lão chậm rãi tiến lên, nhìn trên mặt đất Trác Phàm, trong mắt đã là hiển lộ ra trần trụi sát ý, các ngươi đừng quên, hắn nhưng là một bên thừa nhận thần hồn trọng thương, một bên khống chế cái này thi thân thể tàn phế cùng chúng ta hao tổn 3 ngày 3 đêm. Coi như lại anh hùng đến nhân vật. Kìm nén một hơi cũng nhiều lắm là khống chế thân thể a, ai từng thấy chính mình thần hồn cùng thi thể cùng một chỗ khống chế. Nhân vật như vậy, nếu là sống tới, thì thực sự quá nguy hiểm. Trong lòng bất giác run lên không sai, ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, đều là hơi hơi gật gật đầu, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, chăm miệng một lời, giết.
Vừa dứt lời, ba người giơ cánh tay lên, thẳng tắp hướng Trác Phàm cũng đã không thể động đậy mảy may thi thể đập tới. Bọn họ là dung hồn cao thủ, dưới một chiêu này, nhất thời lực thấu thân thể, đem tạm thời ký sinh tại cái này trong thi thân sau cùng một tia thần hồn một lần hành động tiêu diệt. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nhưng gặp một vệt kim quang xẹt qua ba người trước mắt, phanh 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 ba tiếng nổ phía dưới, ba người nhất thời bị người một chân bị đá bay rất ra ngoài, chờ dừng thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc, lại chỉ thấy đó là cái hất lên mũ che màu vàng óng thanh niên. Diệp Lân, tại sao là ngươi? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Triệu Đức Trụ không khỏi quá sợ hãi, kêu lên. Căn bản không có đi liếc hắn một cái. Diệp Lân chỉ là cúi đầu thật sâu nhìn xuống đất phía dưới Trác Phàm liếc một chút về sau, chậm rãi cúi người, đem hắn khiêng ở đầu vai. Ba vị trưởng lão thấy một lần, không khỏi giật mình, giống to lên tiếng, người muốn làm gì, đem người để xuống. Hừ, muốn giết hắn sao? Bất giác khẽ cười một tiếng, Diệp Lân một mặt khinh thường bĩu môi, nhìn về phía ba người, lộ ra vẻ khinh bỉ các ngươi. Còn chưa xứng. Nghi đầu nhìn không được lắc một cái. Ba người sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trong mắt còn mang theo từng tia vẻ mặt ngưng trọng. Cho dù bọn họ chưa từng đi song long hội, căn cứ Triệu Đức Trụ hồi báo, trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Diệp Lân, song long hội nhân vật số 2, là cùng Trác Phàm chiến đến tương xứng khó giải quyết nhân vật, thậm chí phần lớn thời gian còn có thể đè ép Trác Phàm đánh. Dạng này cao thủ, rất hiển nhiên cùng Trác Phàm quái vật này là một cái cấp bậc tồn tại. Trác Phàm một người cũng đã đem bọn hắn tiêu hao thành bộ dáng này, lại đến cái Diệp Lân đánh với bọn họ một trận, nói thật, trong lòng bọn họ thật không có gì lực lượng. Bất quá, cứ như vậy đem cái này còn có một hơi có thể sống Trác Phàm thả chạy, bọn họ lại vạn phần không cam lòng. Dù nói thế nào, bọn họ đã nỗ lực thảm trọng như vậy đại giới, như còn không mang về điểm công tích lời nói, thật sự là không biết còn mặt mũi nào lại hồi tông. Kết quả là, một vị trường lão trong tay linh binh quét ngang, tiến lên một bước, giống như thuyết phục, giống như cảnh cáo nói, Thái Thanh Tông cùng chúng ta Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cùng thuộc chính đạo tông môn, như thể chân tay. Diệp Lân, người đại danh đám người lão phu từ lâu nghe nói, là chúng ta chính đạo tương lai trụ cột, vì sao hôm nay lại như thế đọa lạc, phải cứu cái này ma đạo tiểu tử. Phải biết, người này nếu không trừ, tương lai mặc kệ là đúng toàn bộ chính đạo tông môn, vẫn là đối với ngươi mà nói, đều là nhất đại hậu hoạn. Tây Châu đệ nhất nhân danh hào, người cái kia sẽ không muốn chắp tay nhường cho người, từ như thế cái ma đạo cuồng đồ thu hoạch được đi. Hắc hắc hắc, hôm nay do chúng ta Thiên Địa Chính Nghĩa Tông ra mặt, giải quyết hắn, trừ ma vệ đạo, cũng coi như bảo trì Tây Châu chính đạo danh dự. Người thì làm như không nhìn thấy, đem người để xuống, rời đi chính là, cũng sẽ không chọc người lên án, nói là người đố kỵ người tài, trừ rơi kình địch. Đã không tay bẩn, lại có thể thu hoạch được danh vọng. Nhất cử lưỡng tiện. Im miệng. Vị trưởng lão kia nói chuyện rất dễ nghe, đã có hiên ngang lẫm liệt, lại có công lợi chỗ tốt, còn sẽ không bởi vậy gây một thân cợt nhả, xấu chính mình danh dự, nghĩ đến Diệp Lân nghe, tất nhiên vừa lòng đáp ứng. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong, hét lớn một tiếng đã là đột nhiên vang lên, đánh gãy hắn. Không khỏi sững sờ, trưởng lão kia ngẩng đầu nhìn qua, lại chính gặp Diệp Lân một mặt âm trầm nhìn lấy mọi người. Trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, thua thì thua, thắng thì thắng, ta Diệp Lân tội gì dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn bài trừ đối lập, bẩn ta thánh thú truyền nhân tên. Thánh thú truyền nhân. Trong lòng bất giác nhất động, mọi người liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng không hiểu, cái gì gọi là thánh thú truyền nhân. Hừ, một đám bị ổi vô sỉ phàm phu tục tử, nói với các ngươi những thứ này quả thực cũng là đàn gảy tai trâu. Nhìn lấy mọi người tràn đầy không hiểu khuôn mặt, Diệp Lân khinh thường cười cười, sau đó quay đầu thật sâu nhìn trên vai Trác Phàm liếc một chút, thở dài, nói đến, trên đời này ta duy nhất đồng loại, cũng liền cái này một người. Nói, Diệp Lân trong tay đột nhiên kim quang lóe lên, liền đột nhiên xuất hiện một khỏa lớn chừng bàn tay tiểu cầu đến, bên trong lóe nóng rực ánh vàng, cuồn cuộn liệt diễm đang không ngừng thiêu đốt. Mọi người gặp này, bất giác cùng nhau trong lòng run lên. Không tự chủ được lui về phía sau một bước, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên bọn họ không biết đây là cái gì đồ chơi, nhưng là ở đó mặt tản mát ra như thực chất hủy diệt lực lượng, lại là để bọn hắn đánh trong đáy lòng sinh thấy sợ hãi. Bọn họ có thể tưởng tượng được đến, thứ này nhất định cực kỳ khủng bố, không phải bọn họ có thể chịu đựng được.
cho dù là cái kia ba tên trưởng lão, cũng không nhịn được hung hăng nuốt ngụm nước bọt, trên trán đã là thấm đầy mồ hôi, song đồng một mực run rẩy nhìn lấy cái kia kim sắc tiểu cầu. Diệp Lân, cái kia đến tột cùng là thứ đồ gì? Triệu Đức Trụ nhỏ khẽ run run thân thể về sau, rốt cục lấy dũng khí, giống to lên tiếng. Tà dị liếc mọi người liếc một chút, Diệp Lân sùi cười một tiếng, bĩu môi, một đám chết người, cũng không có quyền lực biết. Còn có, con mẹ nó ai cùng các ngươi như thể chân tay? Trên đời này, cùng lão tử một đường, chỉ một người thôi. Người khác, cũng không xứng. Vừa dứt lời, Diệp Lân ánh mắt lạnh lẽo, liền đột ngột vung cánh tay bàng, đem cái kia kim sắc tiểu cầu hướng mọi người ném ra ngoài đi. Mọi người gặp này, trong lòng cả kinh, vô ý thức liền muốn co cẳng thoát đi, đáng tiếc. Đã muộn. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, xông thẳng lên trời, âm thanh chấn thương khung, toái không liệt địa. Cái kia kim sắc tiểu cầu, tại tất cả mọi người kinh khủng ánh mắt bên trong đột nhiên nổ tung, nóng rực kim viêm như đàm hoa nở rộ giống như, bỗng dưng bao phủ bốn phía, chớp mắt ngàn dặm chi địa, một cái biển lửa. Liệt diễm thao thiên, đem chọn cái bầu trời đều thiêu sắp bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ sau một khắc liền muốn hoàn toàn vỡ vụn tiết tấu. Triệu Đức Trụ chờ hơn 100 cao thủ, bao quát cái kia ba tên trưởng lão ở bên trong, càng là không kịp kinh hãi gào lên tiếng, đã là trong nháy mắt bị cái này ngọn lửa màu vàng óng hóa thành hư vô, tiêu tán vô tung. Cuồn cuộn nóng rực thiêu nướng khắp nơi, ngàn dặm phạm vi, hoàn toàn liền trở thành một mảnh đám cháy, ở giữa tất cả mọi thứ, toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, dường như nơi này chính là một cái biển lửa địa ngục, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể tới gần nơi này dù là một giây. Diệp Lân lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, sau đó gánh lấy Trác Phàm thân thể, dần dần biến mất tại cái kia một mảnh kim sắc hỏa mang bên trong. Một phương diện khác, hiu hiu hiu, đen nhánh trong bầu trời đêm, ba đạo lưu quang thoáng qua tức thì, Sở Khuynh Thành lôi kéo Thủy Nhược Hoa cùng Đan Nhi hai nữ tay, cấp tốc hướng về phía trước một đường phi hành, trên hai gò má nước mắt có thể thấy rõ ràng. Khuynh Thành tỷ, đã ba ngày ba đêm, bọn họ hẳn là sẽ không lại đuổi theo a, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Đan Nhi nhìn về phía Sở Khuynh Thành cái kia mỏi mệt bóng người, trầm ngâm một chút, đề nghị. Thủy Nhược Hoa gặp, cũng là khẽ gật đầu, khuyên nhủ, đúng vậy a, Khuynh Thành, người buồn phiền về sau cấp tốc tiêu hao thể lực, đối thân thể có đại hại a, vẫn là tạm thời dừng lại nghỉ chân một chút đi. Nói không chừng chờ một lúc, Trác Phàm hắn thì đuổi đi lên. Không được, đây là Trác Phàm cầm tính mạng mình cho chúng ta sáng tạo cơ hội tốt, chúng ta làm sao có thể cô phụ hắn có ý tốt. Nhẹ nhàng bế bế hai con ngươi, Sở Khuynh Thành hung hăng khẽ cắn môi, trong mắt tựa hồ lại có chút ẩm ướt, kiên định nói, tại đến Song Long Viện trước, chúng ta tuyệt không thể ngừng sau một khắc. Sở Khuynh Thành lời ấy nói dị thường kiên quyết, hai nữ liếc nhìn nhau, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài. Oanh! Nhưng vào đúng lúc này, xa xôi núi rừng bên trong chợt đến tuôn ra một cỗ kinh thiên liệt diễm, trong nháy mắt lan tràn ngàn dặm, thao thao bất tuyệt. Cái kia cỗ nóng rực sóng lửa, hồ đến một chút tràn ngập hướng bốn phía, đem bốn phương tám hướng rừng rậm cùng nhau bao phủ, san thành bình địa. Sở Khuynh Thành ba người chính trên không trung bay thật nhanh thân hình, cũng là bị cỗ này sóng nhiệt bỗng nhiên xông lên, nhất thời thân thể nghiêng một cái, đụng một tiếng liền nện rơi xuống mặt đất. Chờ các nàng khó khăn đứng dậy, xa xa nhìn lại, dĩ nhiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nơi xa cái kia một cái biển lửa không ngớt. Giống như địa ngục tràng cảnh, bất cứ sinh vật nào đều trong nháy mắt diệt tuyệt, cho dù ba người các nàng cách chỗ đó cách xa vạn dặm xa, cũng là có thể cảm giác được cái kia lửa nóng hừng hực tại thiêu nướng các nàng mặt mũi, có thể nghĩ, cái kia trong ngọn lửa sự vật hạ tràng. Trời ạ, chỗ đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái nào đến như vậy đại hỏa ánh sáng. Trong mắt nhịn không được co lại, Đan Nhi không khỏi kinh ngạc lên tiếng, ngay sau đó, đột nhiên sững sờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Kêu lên, chỗ kia, không phải là Trác đại ca dừng lại. Đan Nhi. Thế nhưng là nàng vẫn chưa nói xong, Thủy Nhược Hoa đã là hét lớn một tiếng, hung hăng chừng nàng liếc một chút, cho nàng nháy mắt. Không khỏi trì trệ, Đan Nhi cái này mới nhìn đến, Sở Khuynh Thành nhìn lấy cái kia ánh lửa ngút trời chỗ, đã là bỗng dưng ngây người, hai hàng thanh lệ chảy ra không ngừng xuống tới, Trác Phàm. Kêu to một tiếng, Sở Khuynh Thành liền muốn đứng dậy hướng chỗ đó bay đi. Cũng là bị Thủy Nhược Hoa kéo lại, đè ngã xuống đất, Khuynh Thành, người điên, chỗ kia hiện tại hỏa thế lớn như vậy, người nào đi vào người nào hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta mặc kệ,
Trác Phàm hung hăng dao động cái đầu, Sở Khuynh Thành ít có mất đi tỉnh táo, thê lương kêu to, giãy giụa lấy muốn xông ra đi. Không có cách nào, Thủy Nhược Hoa vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, lúc này tại nàng trên cổ vừa gõ, nhất thời liền đem nàng gõ ngất đi. Dương mắt nhìn Đan Nhi liếc một chút, hai nữ cùng nhau nhìn xem cái kia ngút trời hỏa thế, nhìn nhìn lại dưới thân đã hôn mê, trong mắt nhưng như cũ nước mắt không ngừng chảy xuống Sở Khuynh Thành, đều là bất đắc dĩ thở dài. Các nàng còn chưa bao giờ thấy qua vị này đoan trang trang nhã nữ tử, như thế điên một mặt, có thể thấy được đối Trác Phàm, thật sự là dùng tình sâu vô cùng a. Trong lòng bất giác đau xót, Đan Nhi một trận thương tiếc nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, lại nhìn về phía Thủy Nhược Hoa, sâu xa nói, Nhược Hoa sư tỷ, đến tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì a? Còn có thể làm sao, đương nhiên là mang Khuynh Thành đi Song Long Viện a. Chỉ có tới đó, chúng ta mới là an toàn. Cái kia Trác đại ca đâu? Đan Nhi quýnh lên, hỏi lần nữa. Quay đầu lần nữa thật sâu nhìn cái kia nóng rực hỏa mang liếc một chút, Thủy Nhược Hoa bất đắc dĩ thở dài, cái này hỏa thế ngập trời, hiếm thấy trên đời, chúng ta cũng bất lực, hy vọng hắn cắt nhân thiên tướng đi. Có điều, lại nhìn cái kia hỏa mang liếc một chút, Thủy Nhược Hoa lại là bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy đau thương thái độ. Đan Nhi gặp, cũng là nhịn không được thấp cái đầu nhỏ, âm thầm rơi lệ. Trong nội tâm nàng minh bạch, tại đáng sợ như vậy tai nạn phía dưới, Trác Phàm chỉ sợ đã không có sinh hy vọng. Lại sau đó, hai người mang theo trong lòng thương cảm, trên lưng Sở Khuynh Thành, tiếp tục hướng Song Long Viện phương hướng tiến lên mà đi. Cùng một thời gian, Phong Lâm Thành, Lạc Gia. Trác Phàm đang lẳng lặng nằm ở trên giường yên giấc Sương Nhi, lại là đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, giống to lên tiếng, đầu đầy mồ hôi lạnh. Trong đôi mắt, tản ra uyển như sao thâm thúy ánh sáng, trên mặt lại phủ đầy vẻ sợ hãi. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, theo từng đạo gấp rút tiếng bước chân vang lên, Lạc Vân Thường, Lạc Vân Hải một nhóm người vội vã đi vào phòng nàng. Lạc Vân Thường thấy tình cảnh này, càng là nhịn không được ngồi đến nàng mép giường trước, khẩn cấp hỏi, Sương Nhi, ngươi vừa mới làm sao, vì sao tụ lên toàn thân công lực lớn tiếng kêu gọi, gia tộc tất cả mọi người đoán chừng đều bị ngươi kinh hãi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vân Thường tỷ, Trác Phàm hắn, chết. Khóe miệng bất giác rung động, Sương Nhi đột nhiên nghẹn ngào, nức nở nói. Thân thể bất giác chấn động mạnh một cái, Lạc Vân Hải không thể tin nói, Sương Nhi muội muội, ngươi nói mò gì, hắn không phải đã cùng Sở Lâu chủ thành hôn, còn trở thành Ma Sách Tông Tông chủ sao? Hiện tại không biết nên nhiều khoái hoạt, làm sao có thể êm đẹp thì. Lạc Vân Thường trong mắt cũng là lóe qua một chút lệ quang, trong lòng một mảnh háo sắc. Ta cũng không biết. Chậm rãi lắc lắc đầu. Sương Nhi cúi đầu thút thít, chỉ là ta nhìn đến, thật nhìn đến, Trác Phàm hắn. Trác Phàm hắn ngã trong vũng máu tràng cảnh, sau đó bị một đoàn ngọn lửa màu vàng óng đốt cháy. Gia chủ, Sương Nhi cô nương chính là đế quốc thánh nữ, thiện xem xét thiên mệnh, tuy nói Trác quản gia phi thiên mệnh chỗ bó người, nhưng loại này không rõ dự cảm, muốn đến không phải không có lửa thì sao có khói. Nhẹ nhàng sờ sờ rear map, một bên Lãnh Vô Thường tỉ mỉ suy nghĩ, ngưng trọng nói, nhìn tới. Đây thật là bị lão phu lời bên trong a, đối phương động thủ thật nhanh a. Ánh mắt không khỏi nhíu lại, Lạc Vân Hải suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vung tay lên, hét lớn lên tiếng, người tới, cho ta mau chóng phái thám tử đi dò xét Ma Sách Tông động tĩnh, nhanh chóng hồi báo. Vâng. Ngoài phòng, đột nhiên vang lên một tiếng to rõ hét to âm thanh. Cộc cộc cộc. Một gian tối tăm trong mật thất, mấy cái ngọn ảm đạm ngọn đèn dần dần sắp xếp ở bên. Chiếu bên trong van xin đài vuông phía trên, một trương già nua hai gò má, lại chính là đại cung phụng viên lão đang nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lúc này, từng tiếng một ngạt tiếng vang theo bên ngoài truyền đến, đánh gãy hắn tĩnh tâm ngưng khí tức, bất giác chậm rãi mở ra hai con ngươi, thản nhiên nói, người nào gõ cửa. Sư phụ, là đệ tử đến đây cho ngài lão thỉnh an. Môn bên ngoài truyền đến một thanh âm quen thuộc, cung kính mà lễ độ. Viên lão nghe xong, liền biết rõ người tới, thản nhiên nói, là Vô Nguyệt a, mấy trăm năm đều không có cái thói quen này, tại sao lại nghĩ đến nhặt lên. Ha ha ha, sư phụ chớ trách. Bất giác khẽ cười một tiếng, ta Vô Nguyệt thản nhiên nói, mấy trăm năm qua, đồ nhi là cao quý tông chủ, thủ là tông môn lễ pháp, không tiện lại cho sư phụ thỉnh an làm bái. Hiện tại đồ nhi đã thoái vị,
không quan viên một thân nhẹ, tất nhiên muốn tận chút cười nói, để bù đắp cái này mấy trăm năm qua thua thiệt. Hai mắt Châu hơi hơi đi loanh quanh, viên lão khẽ vuốt chòm râu, tuy nhiên trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không khỏi mềm lòng, muốn ôn lại năm đó tình thầy trò, suy nghĩ một chút liền nhấc vung tay lên, rút lui trước cửa kết giới, sâu xa nói, ngươi vào đi. Một tiếng cọt kẹt, cẩn trọng thạch cửa bị đẩy ra, Tà Vô Nguyệt chậm chậm đi tới, trên mặt ý cười. Đi vào viên lão trước mặt, nhất thời cúi người bái hạ, dập đầu ba cái. Sư phụ, đệ tử cho ngài lão thỉnh an, như cùng một cái con có hiếu hiền tôn giống như, Tà Vô Nguyệt trên mặt, ít có rào rạt lên ánh sáng mặt trời giống như khuôn mặt nhỏ. Hơi hơi gật gật đầu, viên lão hai con ngươi lại là ngậm lấy một đạo cười nhạo, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Vô Nguyệt, ngươi lần này đến đây, không chỉ là vì hướng vi sư thỉnh an đi. Sư phụ hiểu lầm, đồ nhi không có nhiều ý nghĩ như vậy. Hừ hừ, biết rõ đồ Mạc Nhược sư, ngươi cũng không phải đơn thuần như vậy người. Không khỏi khẽ cười một tiếng, viên lão thở dài, khoát tay một cái nói đi, đến tột cùng có chuyện gì muốn nói. Hơi hơi trầm ngâm một trận, Tà Vô Nguyệt thật sâu nhìn viên lão liếc một chút, lại là không khỏi bật cười lắc lắc đầu, sáng sủa nói, quả nhiên gừng càng già càng cay, đồ nhi tâm tư chung quy không thể gạt được sư phụ a. Ha ha ha, khởi bẩm sư phụ một tháng trước dạy bảo, đồ nhi đã thật tốt tự kiểm điểm qua, còn mời sư phụ có thể lại cho đồ nhi một cái cơ hội, làm lại từ đầu. Ngươi còn muốn làm tông chủ, mí mắt vẩy một cái, viên lão lạnh lùng nhìn về phía hắn. Mỉm cười lấy gật gật đầu, Tà Vô Nguyệt chuyện đương nhiên nói, đúng vậy a, có câu nói là nước không thể một ngày không có vua, tông môn cũng không thể một ngày vô chủ a. Trác Phàm vừa làm thượng tông chủ, liền bị triệu nhập Song Long Viện bồi dưỡng đi, lưu lại như vậy đại tông môn không người chiếu ứng. Nếu là hắn đi một ngày còn tốt, mười mấy ngày cũng được, nhưng hắn muốn ở nơi đó ngốc mấy chục năm a. Đoạn này thời gian, tông môn sự vụ lớn nhỏ chồng chất như núi, không có tông chủ cầm giữ, há không cần loạn bộ. Ngươi yên tâm, nơi này có lão phu đây, huống hồ còn có mấy vị cung phụng phụ trợ. Sư phụ, ngài là tông môn đại cung phụng, thời gian dài lấy tông chủ quyền lực xử lý tông vụ, giống như danh bất chính, ngôn bất thuận đi. Thời gian dài, chỉ sợ người khác hội nói xấu, nói đại cung phụng muốn phá tông môn mấy ngàn năm quy củ, vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, mưu đến tông chủ vị trí. Ai sẽ loạn nói huyên thuyên tử? Mi đầu lắc một cái, viên lão lạnh lùng nhìn về phía Tà Vô Nguyệt. Cổ co rụt lại, Tà Vô Nguyệt vội vàng cúi thấp đầu, khom người nói, đồ nhi tự nhiên không dám tùy ý phỏng sư phụ chi tâm, nhưng liền sợ người khác tiếng người miệng tạp, hủy sư phụ thanh danh a. Riêng là mấy cái kia cung phụng, luôn luôn lục đục với nhau quen. Chớ nhìn bọn họ hiện tại đối với ngài khúm núm, không dám có chút oán trách. Nhưng bảo vệ khó lường ngày sau thế lực lớn, thì khó có thể ước thúc. Đồng dạng là cung phụng chi tôn, ngài có thể đem cầm tông môn đại sự, chẳng lẽ bọn họ thì không muốn sao? Cho nên tông môn mấy ngàn năm nay quy củ, cái gì đều có thể phế bỏ, bao quát tình yêu nam nữ khoảng cách, nhưng chỉ có tông chủ trì chức vụ không thể phế a. Nếu không, tông môn nhân tâm bất ổn, bế vì đại hại. Hừ, ai muốn hơn việc tông chủ quyền hạn, đoạt quyền mưu vị. Bất giác giận hừ một tiếng, viên lão đột ngột đến đứng dậy, phất phất ống tay áo. Quát nói, lão phu thanh giả tự thanh, chỉ thay Trác Phàm cầm giữ tông chủ sự vụ mấy chục năm thôi, đợi hắn trở về, lập tức hủy quyền tại hắn, để hắn giải hành tông chủ chi trách. Da mặt nhịn không được rút rút, Tà Vô Nguyệt sắc mặt bất giác có chút âm trầm, lạnh lùng nói, sư phụ, ngài cái này quá vô tình. Ngài tình nguyện chờ hắn trở về ủy quyền, cũng không muốn nhường ta tại cái này trong vòng mấy chục năm, lại xử lý tông vụ, lại cho ta một cơ hội. Ta cam đoan. Cái này trong vòng mấy chục năm, ta nhất định có thể lôi kéo nhân tâm, chờ hắn sau khi trở về, không có người lại nguyện đi theo hắn. Làm cho tất cả mọi người tâm lý, đều chỉ có một cái tông chủ, chính là ta Tà Vô Nguyệt. Vô Nguyệt, người quả nhiên vẫn là không có tránh thức tự kiểm điểm a. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ ảm đạm, viên lão bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng, tụ lại nhân tâm, chỉ là thủ đoạn, nhưng thủ đoạn này sau lưng, đến có một cái chữ đạo trèo trống. Bởi vì có đạo, cho nên mọi người nguyện ý đi theo, nếu không cho dù thời gian ngắn bên trong lôi kéo người tâm, cũng sẽ rất nhanh tán đi. Chờ ngươi chừng nào thì minh bạch như thế nào chữ đạo, tìm tới trong lòng ngươi đạo, lại đến cùng ta nói tông chủ sự tình đi. Thật sâu hít một hơi,
Tạ Vô Nguyệt trong mắt không khỏi lóe qua một đạo hàn mang, song quyền cũng không nhịn được chăm chú nắm lại, cắn răng nói. Hừ hừ, sư phụ, người lại tại nói chút lập lờ nước đôi lời nói. Những thứ này hư vô mờ mịt đồ chơi, người nào có thể biết được. Người chính là đang kiếm cớ, ngăn cản ta lại lên tông chủ vị trí. Chậm rãi quay lưng đi, Viên lão không nhìn tới hắn, chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy thất lạc. Sư phụ, đây chính là ngươi trước vứt bỏ ta, ta đã tận lực đền bù, thế nhưng là ngươi. Giác, Tạ Vô Nguyệt hung hăng nắm chặt quyền đầu, sương bạo thanh âm rõ ràng có thể nghe, tiếp lấy trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo sát ý, nhấc vung tay lên, tay hóa thành chảo, liền hung hăng hướng Viên lão thắt lưng chộp tới, huyền giai cao cấp vũ kỹ, giao long chảo. Siêu, âm lãnh gió lạnh vạch phá không trung, Tạ Vô Nguyệt cái kia hiện ra hàn quang nhất chảo. Chớp mắt liền tới đến Viên lão trước người. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, Viên lão trong lòng giận dữ, hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn đồ đệ này vậy mà như thế lớn mật, lại muốn đối sư phụ hạ sát thủ. Không khỏi, Viên lão cũng là toàn thân khí thế phóng một cái, uy áp mạnh mẽ nhất thời để Tà Vô Nguyệt không khỏi khí tức trì trệ, huy động cái kia nhất chảo cũng kít một tiếng ngừng trên không trung, lại khó tiến về phía trước một bước. Ngay sau đó, Viên lão xoay tay một cái, hơi vung tay, nhất thời liền bắt lên hắn cánh tay, sau đó lại hướng ra phía ngoài quăng ra. Đụng, Tạ Vô Nguyệt thân thể, như là phá bao tải đồng dạng, bị ngã đến trên tường, sau đó lại bịch một tiếng ngã xuống. Đợi hắn đứng người lên lúc, đã là nhịn không được phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi. Tạ Vô Nguyệt, người quả thực là điên, ta thế nhưng là sư phụ ngươi, ngươi lại dám hướng lão phu động thủ. Song quyền hung hăng nắm lại. Viên lão hai mắt đỏ thẫm, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Khóe miệng bất giác một phát, Tạ Vô Nguyệt điên giống như sủi cười ra tiếng, sư phụ. Người đem ta theo tông chủ trên bảo tọa chạy xuống, người thế mà còn có mặt mũi tự xưng là sư phụ ta. Ngươi, da mặt nhịn không được co lại, Viên lão tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng run rẩy lớn nhất kịch liệt, lại là hắn viên kia thất vọng tâm. Ông, đúng lúc này, một đạo thanh sắc ánh sáng mang lóe qua. Nguyên bản tối tăm trong mật thất, nhất thời bao phủ lên một tầng sáng chói chi sắc. Liếc mắt liếc một cái này ánh sáng huy, Tạ Vô Nguyệt không khỏi sùi cười ra tiếng, Khô Vinh Ngũ lão, hiện tại mới xuất hiện, làm bảo tiêu thực sự quá không xứng chức đi. Vừa mới ta nếu thật đem đại cung phụng kích thương, vậy phải làm thế nào? Đại cung phụng thực lực siêu quần, trong tông không người có thể đụng, người thương không hắn. Chúng ta chức trách, nói cho cùng chỉ là phòng ngừa kẻ xấu. Quấy rầy đại cung phụng thanh tu thôi. Bỗng dưng, hào quang màu xanh kia bên trong, vang lên lưỡi trưởng lão lạnh nhạt thanh âm, các ngươi sư đồ ở giữa sự tình, theo lý thuyết chúng ta không nên hỏi đến. Bất quá Tà tông chủ, ngươi cần phải minh bạch, đại cung phụng chưa bao giờ có lỗi với ngươi qua. Mà lại lần này tông chủ đổi chỗ sự tình, đại cung phụng lão nhân gia ông ta đã làm đến tốt nhất. Nếu không, chắc phàm nếu thật bạo lực lật đổ ngươi ngồi phía trên. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể còn sống sao? Đại cung phụng làm ra hết thảy, đều là vì bảo trụ tính mệnh của ngươi. Bất giác bật cười một tiếng, Tạ Vô Nguyệt cười tâu toét trộn lẫn lấy máu tươi khóe miệng, nhạt gật gật đầu, các ngươi nói không sai, ta đây cũng biết, cho nên vừa mới ta cho hắn một cơ hội cuối cùng, để hắn cải biến chú ý, thừa dịp Trác Phàm tiểu tử kia không tại, một lần nữa giúp ta ngồi phía trên. Thế nhưng là, chính hắn từ bỏ, cái này đừng trách ta, mà lại vừa mới ta một chiêu kia không có đòi mạng hắn, đã xem như báo hắn bảo vệ ta nhất mệnh tri ân. Điên, quả thực cũng là điên, Tạ Vô Nguyệt, ngươi cho rằng lấy ngươi công lực, thật có thể thương tổn được lão phu sao? Rear Map tức giận tới mức run run, Viên lão hơi vung tay, hét lớn lên tiếng, Khô Vinh Ngũ lão nghe lệnh, đem Tạ Vô Nguyệt bắt lại cho ta. Vâng, Khô Vinh Năm lão một chút đầu, trong tay cùng nhau bấm niệm pháp quyết, mà cái kia thanh sắc trong vầng sáng cũng chợt xuất hiện nói đạo lục sắc quang mang, hướng Tạ Vô Nguyệt nơi này lan tràn tới, đem hắn cuốn lấy. Trong mắt tản ra tà dị ánh sáng, Tạ Vô Nguyệt khinh thường bĩu môi, không có chút nào thèm quan tâm những vật này, ha ha ha. Ta điên, Viên Hưng Cương, đừng tưởng rằng tại Ma Sách Tông bên trong, ngươi chính là thiên hạ vô địch, ai cũng không đả thương được ngươi. Vừa mới ta thế nhưng là chân năng đưa ngươi vào chỗ chết, chỗ lấy không có làm như vậy. Chính là muốn cho thầy trò chúng ta phân tình ở giữa làm đoạn, chúng ta ai cũng không nợ người nào. Không tin lời nói, ngươi nhìn. Vừa dứt lời,
Tà Vô Nguyệt run vung cánh tay bàng, trong tay không gian giới chỉ chợt ánh sáng lấp lóe, một cỗ cường đại khí thế liền đột nhiên xông ra giới chỉ, hung hăng vọt tới cái này Khô Vinh lĩnh vực phía trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hào quang màu xanh kia nhất thời bị đánh tan, Khô Vinh ngũ lão thân hình cũng đột nhiên xuất hiện tại căn này trong mật thất, nhìn không được cùng nhau miệng phun máu tươi. Đến tột cùng là ai? Trong mắt bất giác lắc một cái, lưỡi trưởng lão ngửa mặt lên trời gào to lên tiếng. Mà theo hắn cái này âm thanh chất vấn, một tiếng đắt đỏ cười to cũng đột nhiên truyền khắp tại chỗ tất cả mọi người trong tai, ha ha ha. Ma sách tông Khô Vinh ngũ lão quả nhiên không đơn giản, lão phu đường đường dung hồn cảnh, một quyền này phía dưới, các ngươi thế mà chỉ là lĩnh vực bị phá, còn tất cả đều có thể thở dốc, quả nhiên đến a. Bạch, một đạo bóng người màu xám chợt lóe lên, viên lão trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thân hình khôi ngô, khí thế rộng rãi trung niên bóng người. Mà viên lão nhìn thấy người này, lại là nhịn không được quá sợ hãi, kêu lên, thiên hành tông tông chủ, Nhậm Khiếu Vân. Ha ha ha, không tệ, chính là lão phu. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, đột nhiên gật đầu, Nhậm Khiếu Vân quay đầu nhìn Tà Vô Nguyệt giới chỉ liếc một chút, không khỏi khen, cái này dùng giới chỉ giấu người phương pháp, ngược lại là đánh lén diệu chiêu a, thật không biết Tà tông chủ ngươi nghĩ như thế nào đến. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Tà Vô Nguyệt hơi hơi khom người, chỗ nào, tại xuống không qua là cùng cái nào đó vô sỉ phản đồ tham khảo mà thôi, không nghĩ tới còn thật có tác dụng. Không cần tốn nhiều sức, liền đem ngài đưa đến Đại Cung Phụng bên người. Đại Cung Phụng, hiện tại ngài tin tưởng ta lời nói đi. Đón lấy, Tà Vô Nguyệt lại chuyển hướng viên lão, cười khẽ một tiếng, như là vừa vặn xuất thủ đánh lén ngài không phải ta, mà là ta đem trong giới chỉ Nhậm tông chủ phóng xuất lời nói. Ngài cảm thấy ngài còn có thể có mệnh ở chỗ này thuyết giáo ta sao? Rear mép nhìn không được lắc một cái, viên lão sắc mặt tái nhợt, hung hăng cắn răng. Cho nên ta mới nói, vừa mới đệ tử thế nhưng là đối với ngài thủ hạ lưu tình a, ha ha ha. Cười lạnh, Tà Vô Nguyệt phát ra tà dị thanh âm. Vì cái gì? Trong mắt hơi híp, Đại Cung Phụng lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Khiếu Vân, chất vấn, Nhậm tông chủ là cao quý thiên hành tông tông chủ. Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông đứng đầu, như thế nào bồi tiếp nghiệt đồ này làm ra như thế bị ổi sự tình, chui vào ta tông, được này bất nghĩa tiến hành. Chậm rãi khoát khoát tay, Nhậm Khiếu Vân một mặt khinh thường bĩu môi, cười nhạo nói, không không không, Đại Cung Phụng ngươi cái này nói sai, trong miệng ngươi nghiệt đồ, thế nhưng là quý tông đường đường tông chủ chi tôn. Mà lão phu chính là thụ quý tông tông chủ mời, đến đây giúp hắn bình loạn. Cái gì bình loạn? Không khỏi quính lên. Viên lão bật thốt lên lên tiếng, nhưng là rất nhanh liền trong lòng trì trệ, nhìn lấy hai người này một bộ cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dáng, đã là trong lòng không sai, thì ra là thế, ta nói thiên hành tông làm sao dám như thế công nhiên nhúng tay ta ma sách tông sự tình, không sợ song long viện truy cứu a. Hừ hừ, xem ra các người đã là tìm xong lý do, mượn bình loạn vì danh, giúp hắn trở lại vị trí cũ, tiêu trừ đối lập là thật. Khóe miệng xẹt qua một đạo đột nhiên nụ cười. Nhậm Khiếu Vân khẽ gật đầu, nói khẽ, Đại Cung Phụng là người thông minh, tâm lý minh bạch liền tốt, sao phải nói đi ra đây? Dù nói thế nào chúng ta cũng là chính đạo danh môn, cũng không tốt có như thế cái danh tiếng. Hừ hừ hừ, đúng vậy a, thiên hành tông thật đúng là đầy đủ chính. Ánh mắt khẽ híp một cái, viên lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngược lại nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, cả giận nói, Tà Vô Nguyệt, người cấu kết ngoại tông nhân vật phản diện tông môn. Khi sư diệt tổ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách ngồi tông chủ vị trí sao? Hừ, cấu kết ngoại tông, cái kia Trác Phàm không phải cũng mang theo ngoại nhân giết tiến tông môn, đoạt ta quyền vị sao? Làm sao ngươi còn muốn dìu hắn ngồi phía trên, đối ta chính là một trận thoá mạ. Trác Phàm mang cái kia là chính hắn người, đối tông môn không sở cầu, nhưng là ngươi kéo tới thiên hành tông người, lại phải bỏ ra như thế nào đại giới? Mí mắt lắc một cái. Viên lão đại uống ra âm thanh. Thân thể trì trệ, Tà Vô Nguyệt hung hăng nắm chặt quyền đầu, lại là không nói gì. Một bên Nhậm Khiếu Vân nhìn thấy, bất giác khẽ cười một tiếng, sâu xa nói, vấn đề này ta đến trả lời a, đến đây trợ Tà Tông chủ trở lại vị trí cũ hết thảy hai đại tông môn, ta Thiên Hành Tông ra giá 5.000 thánh linh thạch, Huyền Thiên Tông cũng không quan tâm thù lao, bọn họ đến chỉ vì báo thù, giết sạch những cái kia từng tại Huyền Thiên Tông quấy rối qua ra hỏa. Suốt ngụm ác khí mà thôi. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, viên lão thân thể hung hăng run run, bất khả tư nghị nhìn về phía Tà Vô Nguyệt chỗ đó, cắn răng nói,
ngươi đem ta tông tại Song Long hội nửa trên thành quả đưa cho ngoại nhân, còn dẫn cửu địch nhập tông, đồ sát chính mình đồng môn. Đang nói đây, ngoài phòng đã là truyền đến rõ ràng tiếng la giết, Viên lão nghe đến, thân thể càng là tức giận tới mức rung động. Hắn tâm lý đã rõ ràng, nhà có nội tặc, nội ứng ngoại hợp phía dưới, tất nhiên ủ thành tông môn đại tai, tông môn sinh khí lại khó khôi phục. Tạ Vô Nguyệt trầm mặc im lặng, chỉ là chờ một lúc, mới hai mắt lạnh như băng thì thào lên tiếng, cái này cái tông môn nếu không phải ta, ta muốn nó làm gì dùng. Người ở đây nếu không nghe ta, ta cần gì phải để hắn sinh tồn được. Ngươi, ngón tay run rẩy chỉ Tạ Vô Nguyệt, Viên lão bộ ngực chập trùng, đã là tức giận đến nói không ra lời, thật lâu mới gầm thét lên tiếng, ngươi cùng cái kia Thiên Vũ Hoàng đế, có gì khác nhau. Tạ Vô Nguyệt. Người vĩnh viễn không xứng làm bản tông tông chủ, người chính là ma sách tông phản đồ. Vốn cung phụng hôm nay thì thay liệt tổ liệt tông, đưa đánh chết ngươi. Vừa dứt lời, Viên lão một bước cước bộ, nhất thời hướng Tạ Vô Nguyệt phóng đi, uy áp mạnh mẽ lúc này đem Tạ Vô Nguyệt ép tới từng bước lui lại, khí tức trì trệ, trong lòng hoảng sợ. Hắn thực sự không có nghĩ đến, lấy hắn hóa hư 9 tầng thực lực, thế mà liền đại cung phụng uy áp cũng đỡ không nổi một phân một hào. Có thể thấy được Viên lão thực lực đã mạnh đến mức nào. Thế nhưng là lúc đang Viên lão muốn đem hắn mất mạng lúc, Nhậm Khiếu Vân lại là cười lớn một tiếng, ngăn tại trước mặt hắn đồng dạng nhất trưởng đánh ra, ha ha ha. Đại cung phụng, ở trước mặt lão phu giết người, có phải hay không thật không có đem lão phu để vào mắt. Phải biết, lần này chúng ta thế nhưng là giúp vị này Tà tông chủ bình loạn, nếu là vị tông chủ này chết, chúng ta bình loạn cớ chẳng phải không. Vậy ngươi còn không thừa cơ đến Song Long viện cáo chúng ta một hình dáng sao? Ha ha ha, không ổn a. Nhậm Khiếu Vân, ngươi bớt lo chuyện người, không phải vậy ngày này sang năm, cũng là ngươi ngày rỗ. Trong mắt chừng một cái, Viên lão không sợ chút nào, hét lớn lên tiếng. Thế nhưng là nghe được lời này, Nhậm Khiếu Vân lại là giận quá mà cười, tốt một cái Viên Hưng Cương, coi là thật đắc ý phong hình. Bằng vào ta biết. Người bất quá hóa hư đỉnh phong mà thôi, nhưng là lão phu lại là thật sự dung hồn nhị trọng cao thủ. Người muốn giết lão phu, quả thực nói chuyện viển vông. Nói, hai người đã là nhất quyền nhất trưởng tương giao, hung hăng đụng vào nhau. Đụng, nhưng nghe một tiếng kịch liệt tiếng vang phát ra, Viên lão nhất thời bị đánh lui, bạch 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 tại trên mặt đất lui 5 bước, nhưng là Nhậm Khiếu Vân lại là lướt qua mặt đất, thẳng tắp lui về phía sau 10 bước xa, mới miễn cưỡng dừng thân hình. Làm sao có thể? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Nhậm Khiếu Vân bất khả tư nghị nhìn về phía trước, đại cung phụng cái kia lạnh lùng hai con ngươi, kinh dị nói, ngươi cũng đạt đến dung hồn cảnh. Tạ Vô Nguyệt tựa hồ cũng là cả kinh, bất khả tư nghị lắc lắc đầu, trong mắt lóe mê mang, sẽ không, tuyệt không có khả năng này. Sư phụ trước kia đã nói với ta, hắn thể chất không tốt, đời này đoán chừng chỉ có thể ngừng bước hóa hư cảnh, làm sao có thể đạt đến dung hồn cảnh đâu. Trong mắt lóe lên một đạo khinh miệt cười nhạo, Viên lão trên hai tay dần dần lóe lên thổ hoàng sắc long lân, may mắn nói, cái này nói tới vẫn là lão phu may mắn, có thể đụng phải Trác Phàm, cho lão phu một khỏa thập phẩm linh đan, thông thiên đan, cải thiện thể chất, mới có thể có đột phá này. Mà lão phu thần hồn chính là địa long hồn, một khi dung hồn, thể phách như khắp nơi kiên cường, tuy là dung hồn nhất trọng cảnh, nhưng đối phó với dung hồn tam trọng cao thủ cũng không có vấn đề gì. Chớ nói chi là ngươi cái này dung hồn nhị trọng, hừ hừ. Đáng chết, lại có loại sự tình này. Lão phu còn là xem thường ngươi a, ma sách tông đại cung phụng. Trong mắt hơi híp, Nhậm Khiếu Vân cũng là sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, hết sức chăm chú, cũng không dám có bất luận cái gì lòng khinh thường. Tạ Vô Nguyệt nghe được lời này, lại là khó có thể tin dao động cái đầu, lớn tiếng chất vấn, chẳng lẽ cũng là bởi vậy, Trác Phàm đối ngươi có ân. Người mới có thể dìu hắn ngồi phía trên sao? Hừ hừ, xì nhì a, lão phu luôn luôn công và tư rõ ràng, người cũng không phải không biết. Bất giác cười khẩy, Viên lão một mặt khinh bỉ nhìn về phía hắn, người chỗ lấy hỏi như vậy, chẳng qua là muốn đến ra một cái, Trác Phàm ngồi phía trên là lão phu nhân tư phế công, người vẫn như cũ nên chính thống tông chủ kết quả mà thôi. Nhưng là lão phu hiện tại thì sáng tỏ nói cho ngươi, người Tà Vô Nguyệt, vĩnh thua xa Trác Phàm. Hắn thay thế ngươi, chính là thiên đạo sở quy. Ngươi muốn nặng quy tông chủ đại vị, chính là nghịch thiên mà đi, ắt gặp trời phạt. Tức giận đến toàn thân phát run, Tạ Vô Nguyệt hai mắt đỏ bừng, nổi giận lên tiếng, đầy đủ, ngươi lão gia hỏa này, tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân,
cũng không tin mình đồ đệ, ngươi chết chưa hết tội. Hừ hừ, vậy thì tốt, xem chúng ta người nào chết trước. Bất giác cười lạnh một tiếng, Viên lão hét lớn một tiếng, lần nữa hướng Tả Vô Nguyệt vọt tới, cũng là bị Nhậm Khiếu Vân tại chỗ ngăn lại, hai người nhất thời đứng làm một đoàn. Bính bính bính. Khí thế cường đại tại căn này kiên cố trong mật thất không ngừng đập vào, cho dù là cái kia cấp 9 kết giới, cũng không khỏi đến bắt đầu run rẩy lên, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ bộ dáng. Viên lão cùng Nhậm Khiếu Vân chiến đến rằng co, khó hòa giải, nhất thời ai cũng thắng không người nào. Tả Vô Nguyệt tại một bên nhìn lấy, cảm thấy coi như cái này Nhậm tông chủ xuất thủ, có vẻ như đối bảo vệ mình cũng không có gì bảo hộ, sau đó liền muốn vụng trộm chạy đi. Mà Viên lão nhìn đến, không khỏi lúc này hét lớn, Khô Vinh Ngũ lão, cho lão phu cầm xuống cái này bất hiếu tử đệ. Vâng. Khô Vinh Ngũ lão hét lớn một tiếng, cũng là lập tức lại bố trí xong Khô Vinh lĩnh vực, đem Tả Vô Nguyệt bao phủ ở bên trong, cuồn cuộn lục sắc quang mang thỉnh thoảng hướng hắn trên thân vọt tới, muốn đem hắn trói buộc chặt. Đáng chết. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Tả Vô Nguyệt cũng vội vàng trong tay ấn quyết liên tục, một con dao long liền đột nhiên từ trong cơ thể vọt ra, tại cái này trong ánh sáng dương nanh múa vuốt, không chết động, lại đúng là hắn thần hồn, lật trời phúc hải dao. Tuy nhiên cái này dao hồn so ra kém trời địa long hồn, nhưng cũng coi là thú hồn bên trong cực phẩm, tại kết giới này bên trong bốc lên, Khô Vinh Ngũ lão nhất thời còn thật không làm gì được hắn. Kết quả là, tại bên trong mật thất này, Viên lão mang theo Khô Vinh Ngũ lão cùng cái này phản đồ cùng Thiên Hành Tông tông chủ chiến làm một đoàn. Ngoài mật thất, lại sớm đã là ánh lửa ngút trời, một mảnh giết hại kêu gào thanh âm. Thiên Hành Tông vốn là trung tam tông, cao thủ như mây, lại thêm Huyền Thiên Tông báo thủ sốt ruột, toàn tông xuất động, hai phe nhân mã tương hợp, lại có Thạch Cung Phụng làm nội ứng ngoại hợp, lúc này đánh Bạch Cung Phụng bọn họ một trở tay không kịp. Tại cường đại biển người chiến thuật dưới, không có chút nào phòng bị Ma Sách Tông một đoàn người, quả nhiên là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể một bên kêu gào, một bên cầu cứu, lại không biết bọn họ căn bản cứu không thể cứu. Đầu tiên tông môn đệ nhất cao thủ Đại Cung Phụng đã bị Nhậm Khiếu Vân cho cuốn lấy, thoát thân không ra, thứ hai Thạch Cung Phụng lại là nội ứng, không xuống chàng tự mình chảm giết bọn hắn đã không tệ, ai còn sẽ đi cứu bọn họ. Mang theo tuyệt vọng như vậy, bọn họ chỉ có thể ở thê lương kêu gào bên trong xuống địa ngục, còn xuống đến đần độn u mê. Đáng chết, làm sao đột nhiên sẽ có địch tập, tông môn kết giới vì sao không có động tĩnh? A, à, đây là có chuyện gì a? Cái nào đến nhiều như vậy địch nhân? Cứu mạng a, cuối cùng là, ách. Từng tiếng rú thảm truyền vào trong tai, Tuyên tông chủ đứng ở đỉnh núi, trong mắt hiện ra hưng phấn cùng điên cuồng, thỉnh thoảng lớn tiếng hô quát, giết đến tốt, giết đến rượu, để cho các ngươi đi ta Huyền Thiên Tông quấy rối, để các ngươi giết nhi tử ta, lần này ta sẽ không bỏ qua các ngươi, nhất định đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, ha ha ha. Thạch Cung Phụng ở một bên nhìn lấy, lại là giữ im lặng, phiêu hốt vỗ về chơi đùa lấy chỏm râu, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới hết thảy. Mà phía sau hắn trưởng lão Cung Phụng nhóm, lại là từng cái ai thán lắc đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Tuy nhiên bọn họ là nội môn trưởng lão cùng Cung Phụng, cùng tạp dịch phòng những người kia thế thành nước lửa, nhưng tốt xấu là đồng môn. Bây giờ nhìn đến đồng môn tương tàn, nội tâm vẫn còn có chút không đành lòng. Tuyên tông chủ là vì báo thù, người lại là vì sao ở đây thưởng thức như vậy địa ngục tu la tràng diện. Bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng thở nhẹ tại Thạch Cung Phụng bên tai vang lên, huống hồ, phía dưới này bị giết mổ, đều là quý tông người. Cho dù ngày thường lại thế nào bất hòa, người bình thường, cũng sẽ không muốn nhìn đến tông môn tử đệ rơi xuống kết cục như thế a, dù sao cũng là đồng môn, không phải sao. Thân thể nhìn không được lắc một cái, Thạch Cung Phụng quay đầu nhìn qua, lại nhất thời tròng mắt co rụt lại, kinh hãi lên tiếng, ngài. Ngài là Hộ Quốc Tam Tông, Một Kiếm Ngũ Long, Hành Thiên Kiếm. Xuất hiện tại Thạch Cung Phụng trước mặt, là cái lạnh lùng thanh niên, đại khái 30 trên dưới, lông mày như vỏ kiếm, mục đích như sao, hai tóc mai rủ xuống là hai sợi trắng xám sợi tóc, trong đồng tử, như giếng cổ đồng dạng, không có chút nào ba động. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Tuy nhiên người này nhìn qua tuổi trẻ, nhưng là Thạch Cung Phụng tâm lý cũng hiểu được, đó là cái cùng Đại Cung Phụng cùng một thời đại cường giả, thậm chí Hành Thiên Kiếm tên, còn đứng ở Đại Cung Phụng vị trí Ngũ Long phía trên, chính là Thiên Hành Tông chấn tông cao thủ mạnh nhất. Hắn vạn vạn không nghĩ đến,
Lần này bọn họ nội ứng ngoại hợp hành động, vốn dĩ là 10 phần chắc chín, nhưng Thiên Hành Tông thế mà còn là cẩn thận như vậy, đem Chấn Tông tối cường giả đều phái ra, xem ra là thật không có ý định có chút sai lầm a. Kết quả là, Thạch Cung Phụng cũng không dám thất lễ, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, rực rỡ cười nói, tiền bối đại giá, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Nghĩ không ra Nhậm Tông chủ đối với chúng ta lần này hợp tác như thế có thành ý, liền tiền bối đều mời xuống núi. Ta không phải thụ tông chủ chi ý đến, mà là mình đến. Thế mà, còn không đợi hắn lấy lòng chi ngôn nói xong, cái kia hành thiên kiếm đã là lạnh lùng đánh gãy hắn, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn đến, Tây Châu chín trong tông, làm cho lão phu nhìn lên người không nhiều, cho dù là Trung Tam Tông, Thượng Tam Tông hàng ngũ cũng là như thế, nhưng Quý Tông Đại Cung Phụng, tuy thuộc hạng bét người, nhưng là lão phu càng coi trọng. Ách! Trong lòng bất giác trì trệ, Thạch Cung Phụng nhất thời khẩn trương lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn lời này là có ý gì, chẳng lẽ là đến giúp lão gia hỏa kia hay sao? Cái kia cứ như vậy, lão gia hỏa kia chỉ cần còn sống, bọn họ lần này phản tông sự tình nhưng là hoàn toàn che không được a, vậy liền phiền phức lớn. Trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, Thạch Cung Phụng trong lòng tràn đầy lo âu gõ trống. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, người kia bất giác suy cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi không cần cuống cuồng, đã việc này là tông chủ sở định. Chúng ta Thiên Hành Tông cũng tham dự bên trong, lão phu đương nhiên sẽ không làm ra làm trái tông môn quyết ý sự tình. Chỉ là, muốn tại lão gia hỏa kia thời khắc hấp hối, gặp lại hắn liếc một chút, chỉ thế thôi. Nói đến đây, người kia trên mặt ngăn không được lộ ra vẻ đau thương, sau đó hỏi, đúng, nhà ta tông chủ nghe nói là đi tự mình đối phó hắn, bọn họ ở đâu? Ngay tại tông chủ đại điện mật thất chỗ, phía trước bên ngoài một dặm, rẽ một cái nhi liền đến. Nghe nói người này không phải tới cứu Đại Cung Phụng, Thạch Cung Phụng không khỏi nhất thời chậm rãi một hơi, vội vàng đưa tay hướng về phía trước chỉ đường. Hơi hơi gật gật đầu, cái kia người đạp chân xuống, liền hướng chỗ đó bay đi, thế nhưng là còn đi không bao lâu, hắn nhưng lại trệ trệ thân thể, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Thạch Cung Phụng nói, đúng, vừa mới lão phu vấn đề, người có vẻ như vẫn không trả lời đi. Nhìn lấy chính mình đồng môn bị cực điểm giết hại, người làm cảm tưởng gì? Cái này, ngữ khí trì trệ, Thạch Cung Phụng nhất thời nói quanh co, nói không ra lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người kia gặp, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ, lúc trước Ma Sách Tông còn có một người tồn tại, nhưng từ nay về sau, Ma Sách Tông đã diệt. Vừa dứt lời, người kia xoay người một cái, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại mọi người một mặt giật mình lo lắng mà nhìn xem hắn biến mất phương hướng, thật lâu không phát ra được một câu. Thạch Cung Phụng, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cũng quá phách lối đi. Thật lâu, một tên trưởng lão mới nhẹ hừ một tiếng, thay lão đại bênh vực kẻ yếu nói, hắn vừa mới nói, rõ ràng tại nhục nhã chúng ta. Coi như hắn là Thiên Hành Tông người, cũng quá làm càn điểm. Lần này hợp tác. Cho dù là Nhậm Tông chủ đối với chúng ta cũng là vẻ mặt ôn hòa, dù sao đây là mọi người lợi ích. Im miệng, hung hăng chừng người kia liếc một chút, Thạch Cung Phụng không khỏi thở sâu, thở dài lên tiếng, cho dù tại Thiên Hành Tông, lên tới Tông chủ, xuống đến đệ tử, người kia quyền thế cũng là tuyệt đối tồn tại, thì tương đương với chúng ta Ma Sách Tông Đại Cung Phụng, à không, thậm chí so với chúng ta Đại Cung Phụng càng cao điểm hơn vị, chính thức vô thượng diện mạo. Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Người kia tựa hồ cuối cùng nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, chẳng lẽ hắn chính là... Không tệ, một kiếm ngũ long, Thiên Hành Tông Đại Cung Phụng, hành thiên kiếm, Tiếu Vân Sơn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thạch Cung Phụng vuốt vuốt tròm râu, thở dài một hơi nói, nhớ năm đó, Thiên Hành Tông vẫn là Hạ Tam Tông lúc, còn là hắn một thanh trường kiếm, tại song long hội phía trên thẳng chọn tới Trung Tam Tông, đặt vững như hôm nay được tông thực lực địa vị. Năm đó, Hạ Tam Tông bên trong... Cũng chỉ có hắn một người bị tuyển nhập song long viện bồi dưỡng, thì tương đương với bây giờ chắc phàm, quái vật đồng dạng tồn tại. Bất giác âm thầm tắc lưỡi, trưởng lão kia không khỏi trong lòng cả kinh nói, không nghĩ tới Thiên Hành Tông liền hắn đều phái ra, quá khoa trương a, chúng ta bây giờ binh lực đã trọn vẹn đủ dùng, còn giàu có. Ngươi là kẻ điếc à, không nghe thấy hắn vừa mới nói là mình đến. Những mày, Thạch Cung Phụng không khỏi buồn vô cớ nhìn lên trời, biết anh hùng trọng anh hùng. Năm đó hắn cùng Đại Cung Phụng cũng coi như đi được thân cận,
hôm nay là đến tiễn hắn một đoạn đi. Hơi hơi gật gật đầu, trưởng lão kia chau mày, thì thào lên tiếng, chỉ cần không phải giúp hắn liền tốt. Yên tâm, hành thiên kiếm đối tông môn trung thành nhất, tông môn quyết ý hắn sẽ không vi phạm. Đã thiên hành tông hợp tác với chúng ta, cái kia đại cung phụng cũng là hắn địch nhân. Hắn có thể tự mình đến, phản mà đối với chúng ta kế hoạch càng có bảo hộ. Khóe miệng xẹt qua một cái tà dị đường cong, thạch cung phụng thăm thẳm lên tiếng, lần này, đại cung phụng là thật chết chắc a. Bên cạnh mọi người nghe đến, cũng là khẽ gật đầu, chỉ có cái kia tuyên tông chủ, tựa như hoàn toàn không có chú ý tới bên người động tĩnh giống như, một mực chăm chú nhìn phía dưới giết hại, hai mắt đỏ bừng hưng phấn kêu gào, giết, giết a, ha ha ha. Lão gia hỏa này, bị chính mình nhi tử bỏ mình sự tình đả kích điên a, liền hành thiên kiếm mới vừa tới qua cũng không biết, hừ hừ. Liếc mắt liếc một cái hắn, thạch cung phụng nhìn về phía mọi người, chỉ đầu. Còn lại người cũng là nhếch miệng cười một tiếng, một mặt khinh bỉ nhìn về phía cái kia điên cuồng lão đầu, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác khuôn mặt. Một phương diện khác, vẫn là gian kia trong mật thất, cường hãn ba động càng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra, chấn động đến toàn bộ phòng đều đang không ngừng lay động. Nương theo lấy ong ong tiếng vang, cái kia thủ hộ mật thất kết giới cũng sắp duy trì không được, lập tức liền sụp đổ ra. Viên lão cùng Nhậm Khiếu Vân ngươi tới ta đi. Dung hồn cảnh cao thủ quyền cước tấn công, mỗi một quyền, mỗi một chân đều có thể phá thiên nứt khung, diệt hồn nát phách, rất là hung hiểm, cái kia uy áp mạnh mẽ không ngừng hướng bốn phía áp đi, làm cho Khô Vinh Ngũ lão Khô Vinh lĩnh vực cũng không thể không một mực hướng bên cạnh xê dịch trốn tránh, miễn cho cuốn vào cái này hỗn loạn vòng xoáy. Tà Vô Nguyệt ở một bên nhìn đến khẩn trương, đầu đầy đều là mồ hôi, bởi vì hắn đã nhìn ra, Nhậm Khiếu Vân cùng viên lão giao chiến. Vị này Nhậm tông chủ đã rơi xuống hạ phong. Nếu là hắn lại không mau thoát đi lời nói không chừng thực sẽ bị viên lão lợi dụng đúng cơ hội đánh chết, vậy hắn thì hết thảy chơi xong. Ai có thể nghĩ tới, viên lão thế mà trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến dung hồn cảnh, thực lực biến đến khó giải quyết như thế. Cái kia địa long hồn một khi dung nhập thể phách, quả nhiên là cứng rắn không gì sánh được, cho dù là cùng Nhậm Khiếu Vân cái này dung hồn nhị trọng cao thủ so, cũng có thể đem hắn ép tới ngoan ngoãn. Vừa nghĩ đến đây, Tà Vô Nguyệt trong lòng liền càng thêm khẩn trương. Hung mãnh giao long thần hồn tại Khô Vinh trong lĩnh vực không ngừng dương nanh múa vuốt, vung vẩy đuôi dài, muốn xông ra cái này trói buộc. Thế nhưng là không có cách, cái này Khô Vinh lĩnh vực xác thực quá mạnh, cho dù là hắn cái này ma sách tông trước tông chủ, trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát thân. Thế nhưng là lúc này, được không linh xấu linh, hắn lo lắng nhất sự tình, rốt cục phát sinh. Bính bính bính. Một chuỗi dài tiếng vang đột nhiên vang lên, viên lão cứng rắn một cái long chảo hất lên, nhất thời đem Nhậm Khiếu Vân cường hãn nhất quyền ngăn, ngay sau đó hắn liền đi tu đại phóng, bị viên lão nắm lấy cơ hội, liên tiếp ba chưởng hung hăng nện ở ngực. Phốc. Một tiếng vang trầm phát ra, Nhậm Khiếu Vân lúc này miệng nôn một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch xuống tới. Nhậm tông chủ. Tà Vô Nguyệt gặp này, bất giác khẩn trương, trong lòng cũng là mát lạnh. Xong, cái này Nhậm tông chủ bại một lần, đến tiếp xuống đại cung phụng liền nên trừng trị hắn. Mà cũng liền tại cái này nhất thời đợi, Tà Vô Nguyệt một cái thất thần, lúc này bị Khô Vinh Ngũ lão bắt đến sơ hở. Cuồn cuộn ánh sáng màu xanh biếc hiển hiện, như cùng một cái điều duy băng giống như trong nháy mắt đem hắn thân thể hoàn toàn trói buộc lại, cho dù là cái kia con giao long, cũng tại một tiếng kêu gào bên trong, bị vững vàng trói lại, cũng đã không thể động đậy mảy may. Tà Vô Nguyệt giật mình. Một khỏa vốn là lo sợ tâm, càng là không khỏi chìm vào đáy hồ, trong mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lần này, hắn là thật xong. Siêu. Một cái lắc mình, viên lão thừa thắng xông lên, nhất trưởng hung hăng đánh về phía đã có chút suy yếu Nhậm Khiếu Vân chán. Một trưởng này bổ xuống, cho dù không đem hắn trong nháy mắt đánh chết, cũng hẳn là bị trọng thương chàng. Thấy tình cảnh này, Nhậm Khiếu Vân trong lòng cả kinh, muốn trốn tránh hoặc ngăn lại, cũng đã muộn. Đã thụ thương hắn, tránh không có viên lão nhanh, cản không có viên lão mạnh, quả nhiên là điều con đường chết, vô luận như thế nào, đều khó mà toàn thân trở ra. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút hối hận, vì sao lần này cần tự mình xuất thủ, đối phó lão gia hỏa này, để một đám trưởng lão cung phụng đến không là được sao? Có lẽ, hắn thì là muốn gặp một lần cái này hộ quốc tam tông, ngũ long đứng đầu ẩn long, ma sách tông đại cung phụng đi. Dù sao...
người này thế nhưng là bọn họ Thiên Hành Tông đại cung phụng, Hành Thiên Kiếm Tiếu Vân Sơn duy nhất tôn sùng người. Kết quả thử một lần phía dưới, thật đúng là như thế, lão gia hỏa này đúng là so trong truyền thuyết còn mạnh hơn lợi hại, thế mà còn đột phá dung hồn cảnh, thật sự là thất sách thất sách, cùng hắn lúc trước suy nghĩ không có chút nào một dạng. Đây thật là, danh lợi hại người a. Hắn hiện tại cuối cùng biết, cái gì gọi là tò mò hại chết miêu. Bất quá cái này tất cả mọi thứ, đều đã muộn, nhìn lấy dần dần tiếp cận trước mắt mình nhất trường, cảm thụ lấy cái kia cường hãn đến lệnh hắn cũng có chút ngạt thở uy áp, Nhậm Khiếu Vân nhất thời trong lòng trầm xuống, sắc mặt như cho tàn, trong miệng chấn động đắng chát, lại khó có thể nuốt xuống. Hưu. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo sắc bén tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên, nhưng gặp chói mắt kiếm mang lóe qua, viên lão cái kia cường lực nhất trưởng còn chưa chịu đến Nhậm Khiếu Vân một sợi lông, lại là nhất thời nhìn không được thu hồi lại, liên tục lùi lại 10 bước, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Sau đó, một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, mà hắn cái kia phủ đầy long lân móng vuốt, giờ này khắc này, đã là máu me đầm đìa, lân giáp vỡ vụn. Một chiêu, chỉ là một chiêu. Vừa mới còn hung hãn không gì sánh được, đem Nhậm Khiếu Vân đè lên đánh đại cung phụng nhất thời thụ thương. Mọi người thấy một lần, bất giác giật mình, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một đạo lạnh lùng bóng người, chẳng biết lúc nào, đã là đứng sừng sững ở Nhậm Khiếu Vân bên cạnh. Hai cái đạm mạc trong ánh mắt, thỉnh thoảng lóe qua một chút xíu ánh sáng, không biết là vui vẫn là buồn bã, yên tĩnh mà nhìn xem đối diện viên lão, không nhúc nhích. Viên Hưng Cương, đã lâu không gặp. Nguyên lai người cũng tới a, Tiếu Vân Sơn. Viên lão cùng Tiếu Vân Sơn cứ như vậy định bình tĩnh mà nhìn xem đối phương, thanh đạm lên tiếng, dường như nhiều năm không thấy bạn cũ gặp lại lần nữa giống như quen thuộc như vậy, nhưng lại giống chưa bao giờ thấy qua người xa lạ giống như, lạnh lùng như vậy. Nhậm Khiếu Vân nhìn đến Tiếu Vân Sơn bóng người, bất giác vui vẻ, vội vàng nói, đại cung phụng, người đến vừa vặn, lão gia hỏa này đã đột phá dung hồn cảnh, so theo như đồn đại khó đối phó hơn a. Há, dung hồn cảnh. Lông mày nhíu lại, Tiếu Vân Sơn không khỏi thật sâu nhìn viên lão liếc một chút, lại là cười khẽ một tiếng, viên Hưng Cương, ngươi lại để cho ta giật nảy cả mình a, lấy tư chất ngươi, lúc trước ta thì khẳng định, liên đột phá hóa hư cảnh cũng khó khăn, nhưng không nghĩ tới hôm nay thế mà đột phá dung hồn cảnh. Ngươi, quả nhiên là cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Bất giác bật cười một tiếng, viên lão rìa mép khẽ run, chậm rãi lắc đầu, trên đời này không có cái gì kỳ tích, chỉ có vô tận kiên trì. Ta chẳng qua là đem ta mục tiêu, một mực kiên trì tới cùng mà thôi. Đúng vậy a, bất quá dù vậy, người cũng để cho ta lại một lần mở rộng tầm mắt. Thật sâu liếc hắn một cái, Tiếu Vân Sơn khẽ gật đầu, một mặt tán thưởng. Cười khổ lắc đầu, viên lão nghe được lời này, lại là chợt đến lộ ra một chút mất mát đến, đáng tiếc, cái này chỉ sợ là một lần cuối cùng. Người hôm nay đến, là tới giết ta sao? Không, ta chỉ là nghe nói tông môn quyết ý. Biết ngươi không còn sống lâu nữa, sau cùng đến gặp ngươi một mặt. Chậm rãi lắc đầu, Tiếu Vân Sơn quay đầu nhìn một bên mặt như xanh sao Nhậm Khiếu Vân liếc một chút, lại rồi nói tiếp, bất quá xem ra, hôm nay ta là không thể không ra tay. Viên Hưng Cương, người ta tính khí, chúng ta đều lẫn nhau giải. Năm đó chúng ta hờn dỗi lúc lời thề, cũng còn tại bên tai, ngươi phải biết ta quyết ý. Không sai gật gật đầu, viên lão không khỏi khẽ cười một tiếng, đúng vậy a. Hết thảy lấy tông môn làm trọng. Đã Thiên Hành Tông quyết định hôm nay muốn lão phu chết, người thân là đại cung phụng, vô luận như thế nào đều tất nhiên muốn chấp hành, lão phu lý giải, mà lại vẫn luôn rất lý giải. Như vậy không cần nhiều lời, ra chiêu đi, bình sinh đến nay, thứ 102 lần đối chiến, cũng là một lần cuối cùng đối chiến. Chậm rãi tay giơ lên, Tiếu Vân Sơn làm mời thủ thế, đạm mạc lên tiếng, cho chúng ta cả đời này nhân duyên, hoa một cái viên mãn dấu chấm tròn. Ánh mắt bất giác mị mị, viên lão rìa mép khẽ nhúc nhích, đạm mạc gật đầu, một trận chiến này, để ngươi mở mang kiến thức một chút, lão phu những năm này thành quả. Ha ha ha, vẫn là câu nói kia, ngươi thương không ta một sợi lông. Vậy nhưng chưa hẳn. Bất giác khẽ cười một tiếng, viên lão bất chợt tới đến toàn thân khí thế đại phóng, từng đạo cẩn trọng đất lấp phải màu vàng, bỗng dưng trải rộng toàn thân cao thấp, cường đại uy thế, không ngừng mà hướng bốn phía phát tán ra. Hiển nhiên đã là tụ lên lực lượng toàn thân. Cho dù là Nhậm Khiếu Vân dạng này dung hồn nhị trọng cao thủ, giờ này khắc này, cũng không nhịn được bị bức phải khí tức bỗng nhiên trì trệ, trong lòng hoảng hốt,
cái này là vừa vặn đột phá dung hồn cảnh tu giả có khả năng thả ra khí thế sao? Lão tiểu tử này, quả thật không đơn giản. Tiếu Vân Sơn gặp, cũng là trong mắt nhìn không được hơi hơi lắc một cái, khen lớn một tiếng tốt, không hổ là ngươi lão gia hỏa này, vĩnh viễn nhường ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đã như vậy, ta cũng làm thật, coi như trước khi chia tay, vì ngươi thực hiện đi. Vừa dứt lời, Tiếu Vân Sơn cũng là toàn thân khí thế lắc một cái, sắc bén kiếm cương vần quanh bốn phía, hai ngón tay khép lại, phát ra kim loại ngâm khẽ thanh âm, toàn thân cao thấp cái kia sắc bén phong mang, dường như có thể đem trời phía dưới bất luận cái gì trong nháy mắt chặt đứt một dạng. Hành thiên kiếm, một kiếm hành thiên, đánh đâu thắng đó. Không có bất kỳ cái gì sự vật, có thể ngăn ở hắn cái này một kiếm phía dưới, đây chính là hắn thực lực, hộ quốc tam tông đệ nhất cao thủ thực lực. Mí mắt nhìn không được run run, viên lão trong lòng bất đắc dĩ thở dài, không hổ là hành thiên kiếm A, trong lòng đã là có chừng mực. Bất quá, trong mắt của hắn lại vẫn không có nửa phần lùi bước, hét lớn một tiếng, đạp chân xuống, liền bỗng nhiên hướng Tiếu Vân Sơn tiến lên. Một tiếng long ngâm, uy áp mạnh mẽ giống như một cái sao băng xẹt qua, muốn đem trước mặt tất cả mọi thứ đều nện thành phế tích. Tiếu Vân Sơn lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, lại là không lùi mà tiến tới. Dưới chân nhỏ đạp, liền trong nháy mắt đụng vào. Kít! Một tiếng chói tai kêu khẽ nổ vang, hai người thân thể một sai, nhất thời dừng lại. Không có phát sinh bất luận cái gì đụng kịch liệt, cũng không có tiếng vang phát ra, nhưng giữa hai người thắng bại đã xác định. Chỉ bất quá, tốc độ kia quá nhanh, tại chỗ không có người nào thấy rõ a. Bịch một tiếng, viên lão đầu gối khẽ cong, không khỏi quỳ rạp xuống đất, máu tươi ngăn không được theo khóe miệng của hắn chảy ra. Nhưng là hắn sắc mặt lại là dị thường an tường, dường như sớm đã biết kết quả một dạng, cũng không có kinh ngạc như vậy. Hắn sau lưng, Tiếu Vân Sơn yên lặng đứng ở nơi đó, hai ngón tay ở giữa, là cái kia một mảnh đỏ tươi, đến từ viên lão đỏ tươi. Bại, chung quy là bại, Rio mép nhỏ khẽ run run, viên lão ánh mắt mê ly, bật cười ra tiếng, người vẫn như cũ là người thắng, cùng trước 101 lần quyết chiến một dạng. Không có quay đầu. Cũng không nói gì, Tiếu Vân Sơn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói, sắc mặt lạnh nhạt. Mà Nhậm Khiếu Vân hai người gặp, lại là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới cái này đại cung phụng thực lực mạnh như thế, đối phó như thế khó giải quyết lão gia hỏa, một chiêu chế địch, không hổ là một kiếm ngũ long đứng đầu hành thiên kiếm A, quả nhiên đáng tin. Riêng là Tà Vô Nguyệt, càng là nhịn không được cười to lên, ha ha ha. Người lão gia hỏa này rốt cục không được sao. Hừ, bây giờ có Thiên Hành Tông chư vị cao thủ trợ trận, ta xem ai còn dám phản ta. Thân thể chấn động mạnh một cái, viên lão mi đầu lắc một cái, vốn là đã là cực kỳ suy yếu thân thể, đúng là lại đĩnh đĩnh, song quyền nhìn không được nắm lại, trong mắt dần dần phát bắt đầu nóng. Tà Vô Nguyệt, cho dù lão phu hôm nay bỏ mình, cũng chắc chắn trước kết quả ngươi nhiệt đồ này. Hung hăng khẽ cắn môi, viên lão bất chợt tới đến vừa nhấc chân, thân thể bạo khởi. Hướng Tà Vô Nguyệt chỗ đó bay đi. Mãnh liệt nhất trưởng, hung hăng đánh về phía hắn chán. Tà Vô Nguyệt gặp này, bất giác hoảng hốt, hắn bây giờ bị Khô Vinh Ngũ lão trói buộc, đừng nói là cản, liền chạy đều chạy không, một trưởng này xuống tới, hắn xem như xong đời, không khỏi dọa đến trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Nhậm Khiếu Vân gặp này, không khỏi kinh hãi, chặn lại nói, đại cung phụng, đừng để lão gia hỏa này giết Tà tông chủ, không phải vậy chúng ta Thiên Hành tông phiền phức đại. Xuy, chợt, một tiếng chói tai phong minh truyền qua, viên lão lập tức liền muốn nện đến Tà Vô Nguyệt trên đầu nhất trưởng, nhất thời trì trệ, sau đó phốc một tiếng nôn ngụm máu tươi, không khỏi rơi xuống thân thể đến, ngã trên mặt đất. Phía sau hắn, là Tiếu Vân Sơn khép lại hai ngón, tản ra sắc bén kiếm mang, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Đại cung phụng, Khô Vinh Ngũ lão gặp này, không khỏi giật mình, vội vã kêu lên. Đúng lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn. Bọn họ Khô Vinh lĩnh vực đã là bị đột nhiên đánh nát, năm người cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, đều là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt uể oải đi xuống. Nhậm Khiếu Vân cười lớn một tiếng, vẫy vẫy tràn ngập nguyên lực quyền đầu, khinh thường nhìn năm người liếc một chút về sau, đi vào Tà Vô Nguyệt trước mặt, khẽ cười nói, Tà tông chủ, không có sao chứ? Đa tạ Nhậm tông chủ xuất thủ cứu giúp, tại hạ không có việc gì. Cung kính ôm một cái quyền, Tà Vô Nguyệt thở dài một hơi. Sau đó một mặt cười nhạo nhìn về phía uể oải tại dưới thân viên lão, ta dị lên tiếng, đại cung phụng, xin lỗi,
để ngài thất vọng, ngài cuối cùng không có có thể giết đến ta. Từ nay về sau, Ma Sách Tông chính là ta thiên hạ, vô luận là ai, muốn phản ta lời nói, phải chết, bao quát người Tâm Phúc cũng giống vậy. Nói, Tà Vô Nguyệt khoát tay, một cái đen nhánh chảo ảnh liền bỗng dưng bay ra, sau đó tại một tiếng vang trầm bên trong, thằng tắp xuyên qua đã trọng thương không dậy nổi, không có chút nào lực phản kháng Khô Vinh Ngũ Lão trước người. Phốc, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, Khô Vinh Ngũ Lão dần dần không có sinh cơ, ngã xuống, chỉ có lưỡi trưởng lão tại trước khi chết, mở miệng yếu ớt nói, đại cung phụng. Chúng ta, năm huynh đệ, đi đầu một bước. Bịch, bịch, bịch. Vô số cỗ thân thể ngã xuống thanh âm, vang vọng tại tất cả mọi người mà thôi trước, đại cung phụng đã cũng nghe đến. Chỉ bất quá, hắn lại là sắc mặt lạnh nhạt, không vui không buồn, sau đó cứng rắn chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, trên mặt lại là đột nhiên lộ ra một bộ vui vẻ nụ cười, thì thào lên tiếng, Tiếu Vân Sơn, nhiều năm không thấy, ta nói cho ngươi một việc, ta còn có một cái đồ đệ, hắn là thiên tài chân chính. Một ngày nào đó, hội vượt qua tất cả người thiên tài. Lão Phu là phế vật, nhưng Lão Phu có một cái thiên tài chân chính đệ tử, thông minh, hiếu thuận, rõ lý lẽ, có đạo nghĩa. Nói, viên trong đôi mắt già nua đã là có từng điểm ẩm ướt, tựa hồ lâm chung trước đó, còn muốn sau cùng lại thấy mình đệ tử kia liếc một chút, lại là khó lường. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói tiếp, hắn liền vừa nhìn về phía trước mặt Tà Vô Nguyệt, trèo lên lúc lộ ra một bộ vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi quát, Tà Vô Nguyệt, người hữu ma vô đạo, Ma Sách Tông sớm muộn sẽ bị ngươi đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Im miệng, lão gia hỏa, Ma Sách Tông hiện tại chỗ lấy sẽ trở thành trung tam tông, hoàn toàn là ta mang đến. Cái này cùng Trác Phàm không có bất kỳ quan hệ gì, hắn chỉ là ta một quân cờ mà thôi. Chỉ có ta tài năng đem Ma Sách Tông mang lên đỉnh phong, ngươi vì sao cũng không tin ta. Tà Vô Nguyệt trong lòng giận dữ, hung hăng nắm lên viên lão bả vai lắc tới lắc lui, giống to lên tiếng. Đáng tiếc, viên lão hiện tại đã nghe không được, khóe miệng vết máu dần dần phơi khô, trong mắt chỉ có vô tận chế giễu. Viên lão, đã chết. Thật sâu nhìn xem viên lão cái kia dần dần rét lạnh thi thể liếc một chút. Tiếu Vân Sơn lại nhìn xem Tà Vô Nguyệt cái kia đầy mặt điên cuồng chi sắc, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, viên hưng cương a. Bi ai a, người đại nạn về sau, thật sự là không có lưu phía dưới bất kỳ vật gì a. Ách phốc, thế mà, hắn lời còn chưa dứt, lại là chợt đến thân thể lắc một cái, đưa tay khẽ vỗ bụng dưới, nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi tới. Đại cung phụng, người làm sao? Nhậm Khiếu Vân giật mình, đuổi bước lên phía trước vịn. Chậm rãi khoát khoát tay, Tiếu Vân Sơn lần nữa thật sâu nhìn xem viên lão thi thể liếc một chút về sau, bất giác niềm nở cười to tốt, viên hưng cương, nhanh 1000 năm, người quấn ta chiến 101 lần, nhưng cái này thứ 102 lần đối chiến, lão phu thật thua ngươi một chiêu. Lão phu thu hồi trước kia lời nói, ngươi không phải phế vật, là Tây Châu thiên tài chân chính, so lão phu càng phối đi song Long Viện bồi dưỡng thiên tài. Trong lòng bỗng dưng phát lên một trận thương cảm. Tiếu Vân Sơn thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Nhậm Khiếu Vân nhìn Tà Vô Nguyệt vẫn như cũ điên cuồng bóng người liếc một chút, trầm ngâm nửa ngày, cảm thấy nơi này sự tình đã giải quyết, liền không thèm quan tâm hắn, vội vàng đuổi theo đại cung phụng cước bộ. Mà giờ này khắc này, bên ngoài vẫn là một trận tiếng hô giết rung trời, liên tiếp, thật lâu không dứt. Gió thu đêm khuya, ánh lửa ngút trời. Theo tông chủ trong mật thất đi ra, Tiếu Vân Sơn lên cao đại điện bên cạnh. Hướng phía dưới nhìn xuống cái kia tu la địa ngục, trong tai nghe lấy thê thảm tiếng kêu rên không ngừng, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, trong lòng một mảnh thất vọng mất mát. Nhậm Khiếu Vân một đường cùng đi ra, đi vào bên cạnh hắn, trầm ngâm một chút, lại là khom người nói, đại cung phụng, chẳng lẽ ngài cùng Ma Sách Tông đại cung phụng là hảo hữu chí giao sao? Tại sao lại đối với hắn chết như thế để ý? Nhưng là nếu các ngươi là bạn tốt, ngài lại vì sao? Giết hắn sao? Nhậm Khiếu Vân nói xong lời cuối cùng không nói lời nào, chỉ là mi đầu sâu nhăn, đầy mặt nghi ngờ. Tiếu Vân Sơn liếc hắn một cái, không khỏi cười khẽ một tiếng, chúng ta không phải cái gì tốt bạn, chính ngược lại, chúng ta là kình địch. Kình địch? Đúng vậy a, quấn gần ngàn năm kình địch. Bất giác bật cười một tiếng, Tiếu Vân Sơn nhìn lên bầu trời, ánh mắt giật mình lo lắng, tựa hồ rơi vào trong hồi ức, nhớ năm đó. Thiên Hành Tông cùng Ma Sách Tông tiến hành đệ tử ở giữa luận bàn tỉ thí, lão phu làm số một hạt giống tuyển thủ, tự nhiên đánh đâu thắng đó. Ma Sách Tông nội môn,
thậm chí tinh anh đệ tử, nghe đến lão phu danh hào, đều nghe tin đã sợ mất mật. Tại sân thi đấu phía trên, chưa chiến trước bại, có khối người. Lúc đó lão phu hăng hái, lớn tiếng mà sách tông đều là nhát như chuột uất ức thế hệ, bọn họ đệ tử cũng không dám lên tiếng, nhưng là về sau lại gặp phải tiểu tử này. Ma sách tông đại cung phụng. Không sai, bất quá khi đó hắn đừng nói là cung phụng, liền chính quy đệ tử đều không phải là, bất quá tạp dịch một cái mà thôi. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Tiếu Vân Sơn sâu xa nói, lúc đó một cái tạp dịch đệ tử, lại dám hướng ta khiêu chiến, ta tự nhiên tùy tiện đem hắn đánh ngã, cũng không có để hắn vào trong mắt, kết quả lại như vậy chọc phiền phức. Không ngoài 10 năm 20 năm, hắn cũng nên tìm ta tỉ thí, phiền phức vô cùng. Ta nói ngươi một tên tạp dịch làm gì, hắn nói hắn tương lai chắc chắn chấn hưng tông môn, cho nên phải không ngừng siêu việt khiêu chiến chính mình cực hạn. Ta lúc đó thì cười, lão tử so ngươi cực hạn cao nhiều, ngươi bắt ta làm mục tiêu, cả một đời đều không đạt được. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ bướng bỉnh, cùng ta hao tổn. Thoạt đầu ta liền bồi hắn chơi đùa, không có gì quan trọng, chỉ là nhàm chán đánh ra mà thôi. Nhưng về sau, ta lại là cảm thấy thật sâu uy hiếp. Tiểu tử này, một cái thể chất phụng về tạp dịch, chính đang từng bước tới gần ta. Ta không phục, cũng đã nói lời nói nặng, nói ngươi một cái phế vật, đừng nghĩ làm tổn thương ta một sợi lông. Kết quả hắn vẫn như cũ cùng ta hao tổn, có khi ta thật nghĩ làm thịt hắn. Hắn tựa hồ cũng phát giác, ngược lại kích ta, nếu là ta vì thế giết hắn, chẳng phải chứng minh ta sợ hắn sao? Bà mẹ ngươi chứ gấu à, ha ha ha, hắn cũng xứng, bất quá về sau sự thật chứng minh. Ta xác thực sợ, sợ bị hắn siêu việt. Một tên tạp dịch, thế mà buộc một thiên tài, càng không ngừng tu luyện, mới có thể bảo trụ địa vị mình không bị siêu việt, suy nghĩ một chút cũng có thể cười. Nhưng về sau, ta thật là bị hắn buộc luyện. Ai, như thế như vậy, thời gian dài, hắn nhất định thành ta kình địch. Nói đến đây, Tiếu Vân Sơn không khỏi bật cười ra tiếng, về sau chúng ta theo cá nhân tỉ thí, đến tỉ thí tông môn. Xem ai có thể đem tông môn của mình đưa đến càng cao vị trí. Năm này tháng nọ, hắn thành ma sách tông đại cung phụng, ta cũng suốt ngày được tông đại cung phụng, nhưng chúng ta tỉ thí, chưa bao giờ đình chỉ. Ta cũng đã thành thói quen, cùng hắn phân cao thấp năm tháng. Bây giờ người khác đột nhiên đi, lão phu trong lòng thật có chút thất lạc, thậm chí là cô độc, sau này không có người sẽ cùng lão phu phân cao thấp A. Ách, thì ra là thế. Nghĩ không ra cái này ma sách tông đại cung phụng thật đúng là cái truyền kỳ nhân vật, quá mẹ hắn dốc lòng. Nhậm Khiếu Vân không sai gật đầu, tán thưởng lên tiếng. Không khỏi suy cười một tiếng, Tiếu Vân Sơn bất đắc dĩ thở dài, hắn là một cái không nổi người, đáng tiếc hậu nhân bất tranh khí. Vì công danh lợi lộc, đem êm đẹp một cái tông môn làm cho tứ phân ngũ liệt. Cái này Tà Vô Nguyệt A, vô luận có như thế nào tài cán, đều coi là thật là tục nhân một cái, không thành tài được. Không sai, chính là như vậy người làm tông chủ, chúng ta mới yên tâm nha, ha ha ha. Không khỏi cười lớn một tiếng, Nhậm Khiếu Vân trong mắt tràn đầy tinh quang, tựa hồ trí tuệ vững vàng. Hơi hơi gật gật đầu, Tiếu Vân Sơn lẩm bẩm nói, xác thực, làm đối thủ, bọn họ tông chủ tự nhiên càng vô năng càng tốt. Trải qua chuyện này về sau, Tà Vô Nguyệt tại ma sách tông, đoán chừng sẽ bị Thạch Cung Phụng bọn họ bắt được tay cầm, lại khó tùy ý thi triển, trung tam tông. Ha ha ha, ma sách tông còn rất sớm đây, chỉ là đáng tiếc Viên Hưng Cương cả đời tâm huyết, ai? Thế nào, đại cung phụng hối hận không? Không, chậm rãi lắc đầu, Tiếu Vân Sơn đạm mạc lên tiếng, tuy nhiên cá nhân ta không muốn hắn chết, nhưng vì tông môn đại nghĩa, lúc nên xuất thủ, ta cũng hội xuất thủ không chút lưu tình. Hắn, hẳn là cũng một dạng, đây cũng là chúng ta trước kia hứa hẹn. Lão gia hỏa kia, là lớn nhất giải điểm này. Hơi hơi gật gật đầu, Nhậm Khiếu Vân trong lòng thầm than, hai vị này đại cung phụng đều không phải phàm nhân, suy nghĩ đại cục, khí độ lồng ngực người phi thường có thể so sánh, vừa là địch vừa là bạn. Nếu là có thể sống chung hòa bình, tất nhiên là một đoạn giai thoại. Đáng tiếc, tại tông môn lợi ích trước đó, cũng nên có người làm ra hy sinh. Nhìn từ điểm này, mà sách tông đại cung phụng ngược lại không có thể hoàn toàn xem như Tiếu Vân Sơn giết chết, ngược lại càng nhiều là Tà Vô Nguyệt giết. Bị người của mình làm hại. Đúng, lão gia hỏa kia trước khi chết nói với ta, hắn lại có một đồ đệ, hắn tựa hồ tương đương tôn sùng A, người kia là ai, ta ngược lại có hứng thú gặp được thấy một lần. Chợt, Tiếu Vân Sơn nhìn về phía Nhậm Khiếu Vân hỏi. Hơi hơi trầm ngâm một chút,
Nhậm Khiếu Vân lại là chậm rãi lắc đầu, khom người nói, khởi bẩm đại cung phụng, trong miệng hắn tên đệ tử kia, chắc là Song Long hội phía trên quát tháo Phong Vân Trác Phàm. Chỉ bất quá, ngài đoán chừng không gặp được hắn. Há, vì sao? Nghe Tà Vô Nguyệt nói, hắn là từ Thiên Địa Chính Nghĩa Tông người đi xử lý, cho nên. Tốt, ngươi không cần phải nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Tiếu Vân Sơn thở dài một tiếng, từ Thượng Tam Tông người xuất thủ, người kia khẳng định mất mạng. Ai, đáng tiếc, lão đầu kia tôn sùng đệ tử, lão phu thật nghĩ gặp a. Vừa dứt lời, Tiếu Vân Sơn xoay người một cái, biến mất bóng người, chỉ để lại Nhậm Khiếu Vân vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở chỗ này, nghe lấy phía dưới gào thét âm thanh, thao thao bất tuyệt. Một phương diện khác, phía sau núi rừng rậm chỗ, Quỷ Hổ, Thích Trường Long, Nguyệt Nhi, Khuê Lang các đệ tử cấp nhân vật, tất cả đều mềm cả người ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm phía trước một bóng người, nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Hạt, ngươi, cho chúng ta hạ độc. Đúng vậy a, nếu không các ngươi hiện tại làm sao lại một chút nguyên lực không dùng được đâu. Ha ha ha, bất giác Tà Dị cười một tiếng, Lục Hạt một mặt khinh miệt nhìn về phía mặt đất mọi người, bên cạnh còn có hai tên nội môn hóa hư trưởng lão đi cùng, ba người đều là hiện ra âm hiểm nụ cười. Hung hăng gãi gãi quyền đầu, Thích Trường Long hét lớn lên tiếng, Lục Hạt, vì sao như thế đối với chúng ta? Hừ, ngươi dám xuống tay với chúng ta, đại cung phụng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tra ra chân tướng, ngươi cũng chạy không? Bạch Luyện cũng là theo chân hét lớn lên tiếng, uy hiếp nói. Nghe được lời này, Lục Hạt ba người liếc nhìn nhau, lại đều là cười to lên, ha ha ha. Đại cung phụng, bọn họ hiện tại đã tự thân khó đảm bảo, còn quản được các ngươi. Nhìn đến trước núi cái kia mặt gào rú cùng hỏa quang sao? Hừ hừ, tạp dịch phòng đã hết. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Trong mắt bất giác lắc một cái, Quỷ Hổ giống to lên tiếng. Khinh thường bĩu môi, Lục Hạt không khỏi cười nhạo tiếng nói ai, dù sao các ngươi một hồi muốn mất mạng, ta thì cùng các ngươi thật tốt nói rõ ràng đi. Trên thực tế, hôm nay một trận chiến này, ta cùng sư phụ đã mưu đồ rất lâu. Cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Các ngươi theo Trác Phàm không phải một đường phong cảnh sao? Tại Song Long hội phía trên cũng ra tận danh tiếng. Thế nhưng là, giống cái kia dạng rêu rao người, tuyệt đối sẽ dựng nên rất nhiều kình địch, mà vào lúc đó, ta liền theo sư tôn phân phó, bí mật cùng những thứ này Trác Phàm đắc tội với người liên lạc, chuẩn bị hôm nay một trận chiến này. Giống Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, hiện tại thì ra đi đối phó Trác Phàm, Thiên Hành Tông cùng Huyền Thiên Tông, thì là cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, đem bọn ngươi tạp dịch phòng, Trác Phàm tâm phúc thế lực toàn bộ diệt trừ, để tránh hậu hoạn. Ai, đáng tiếc Ngự Thú Tông tại Song Long hội trên người toàn diệt, ta cũng nhất thời liên lạc không được. Tính toán, thiếu bọn họ một cái cũng không sao, ha ha ha. Cái gì, các ngươi vậy mà bên trong thông ngoại tông? Mi đầu bất giác lắc một cái, Thích Trường Long giống to lên tiếng, nhưng là cứ như vậy, Song Long viện tuyệt đối sẽ can thiệp. Thích Trường Long vừa giống lên tiếng, còn chưa nói xong, Lục Hạt đã là khoát khoát tay, một mặt khinh bỉ nói, người nghĩ rằng chúng ta không có nghĩ đến điểm này sao? Liền các người đánh Huyền Thiên Tông đều muốn tìm mượn cớ, huống chi chúng ta? Hừ, nói đến, Trác Phàm người tông chủ này căn bản chỉ ngồi một ngày không đến, ai có thể thừa nhận? Hiện tại Thiên Hành Tông cùng Huyền Thiên Tông, đánh chiêu bài chính là vì chúng ta Ma Sách Tông bình loạn đến, Tà Vô Nguyệt vẫn là tông chủ. Trác Phàm còn có các ngươi, chỉ là phản loạn chi đồ thôi. Cái này kiện cáo, đánh ở đâu, chúng ta đều lập được chân, ha ha ha. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, mọi người sau khi nghe được, đầy mặt ngưng trọng, hung hăng cắn chặt hàm răng, lại là nói không ra lời. Bởi vì chiếu hắn nói như vậy, Song Long viện xác thực rất cái kia nhúng tay tông môn nội bộ thủ tục. Còn có, kế hoạch này sư phụ ta từ lâu chủ bị đã lâu, một mực chịu nhục. Bởi vì hắn tính tới, giống Trác Phàm cùng Tà Vô Nguyệt dạng này hai cái cường thế người cùng một chỗ, sớm muộn muốn tách ra, hiện tại quả nhiên không ngoài sở liệu. Thế nào, sư phụ ta Thạch Cung Phụng, có phải hay không so Trác Phàm còn muốn thần cơ diệu toán? Mi đầu không khỏi nhíu nhíu, Lục Hạt vẻ mặt đắc ý, mà sau đó đến chúng người dưới chân, chậm rãi nâng lên tràn ngập nguyên lực nhất quyền, cười nhạo nói, Thích Trường Long, ta nói qua, tông môn đệ nhất đệ tử sớm muộn là ta. Hiện tại ta đem các ngươi trừ rơi, thì 100. Bính bính bính. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, nhưng nghe ba tiếng nổ phát ra, ba đạo cột máu đã là dâng trào phun ra,
Lục Hà thân thể lắc một cái, cứng ngắc đầu nhìn xuống dưới, lại chính gặp chính mình ngực một cái lỗ máu thình lình xuất hiện, lại quay người nhìn qua, còn lại hai tên trưởng lão cũng đã ngã trên mặt đất, ở ngực đồng dạng tràn đầy máu tươi. Nhấc mắt nhìn đi, lại chính gặp một đạo thân ảnh quen thuộc tại lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngươi. Ngươi, đại trưởng lão, sao lại thế? Lục Hạt, ngươi a, lời nói quá nhiều, không phải vậy sớm thì đắc thủ. Ha ha, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi a. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, đại trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên, chờ đến vừa bấm ấn quyết, một cái cao mấy chục trượng liệp ưng liền bỗng nhiên theo thể nội bay ra, sau đó tại hai đạo trên thi thể vút qua, đem hai người bọn họ thể nội thần hồn cầm ra, nhất thời xé nát. Ngay sau đó, cái kia liệp ưng lại hướng suy yếu Lục Hạt chộp tới, lúc này đem hắn giật mình sắc mặt trắng bệch, kêu lên sợ hãi, chờ một chút, ngươi không phải chúng ta nội môn người sao? Sao lại thế? Đúng vậy a, có điều. Trong mắt lóe lên một đạo cơ trí tinh quang, đại trưởng lão giống to lên tiếng, nhưng đầu tiên, lão phu là quỷ hổ sư phụ. Tức, một tiếng bén nhọn kêu to vang lên, cái kia liệp ưng chớp mắt liền đến trước người, Lục Hạt gặp này, lúc này dọa đến hồn phi phách tán. Muốn chạy trốn, thân thể bị trọng thương, khẳng định trốn không, muốn nghênh chiến, lại không biết sao vừa bị đánh lén, nguyên khí đại thương, căn bản không ứng chiến khả năng. Kết quả là, không có cách nào, Lục Hạt đành phải đuổi vội xin tha nói, chờ một chút, đại trưởng lão, ta biết quỷ hổ là ngươi đệ tử, vốn không muốn thương tổn hắn. Hừ, ngươi làm lão phu ba tuổi hài tử sao? Bất giác suy cười một tiếng, đại trưởng lão khinh thường bĩu môi, quỷ hổ tư chất không yếu, ngươi muốn làm tông môn đệ nhất đệ tử, há có thể tùy tiện lưu tính mạng hắn. Thạch cung phụng cùng nội môn cách làm, lão phu thế nhưng là rất rõ ràng. Lại đến, cho dù ngươi xem ở lão phu trên mặt, không dám đả thương hại quỷ hổ, nhưng ta vô nguyệt đâu. Hừ hừ, hắn tính nết, lão phu có thể so sánh ai cũng biết, chảm thảo trừ căn, tuyệt không mềm tay. Quỷ hổ đã cùng tạp dịch phòng dính líu quan hệ, hắn lại có thể tùy tiện vòng qua. Lý do an toàn, lão phu vẫn là đem hắn mang rời khỏi thật tốt. Vừa dứt lời, đại trưởng lão trong mắt mãnh liệt tinh quang lóe lên, thủ hạ ấn quyết kết động, lại thêm ba phần lực. Cái kia cự ưng chảo ở giữa phong mang liền càng thêm sắc bén mấy phần. Phạch một cái, liền thông qua Lục Hạt thân thể, đợi lại bay về phía không trung lúc, móng vuốt phía dưới đã là vững vàng nắm lấy một cái xanh biếc chi chu, lại chính là Lục Hạt thần hồn. Đại trưởng lão, không muốn a, van cầu ngài, tha ta một mạng. Lục Hạt nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi kinh hãi, đuổi vội xin tha. Thế nhưng là, còn không đợi hắn lời nói xong. Nhưng nghe không chung một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cái kia chi chu đã là hung hăng bị cái kia cự ưng xé thành mảnh nhỏ, tiêu tán ở không chung, hoàn toàn không thấy. Lục Hạt cũng là tròng mắt không còn, rốt cuộc nói không ra lời, bịch một tiếng liền ngã trên mặt đất, không có sinh cơ. Lạnh lùng nhìn lấy phía dưới thi thể, đại trưởng lão bất giác cười khẩy nói, lão phu vừa mới không phải đã nói a, khác coi lão phu là ba tuổi trẻ em. Chẳng lẽ lão phu lưu lại tính mệnh của ngươi, chờ ngươi sau đó báo thù sao? Hừ hừ hừ. Nói xong, đại trưởng lão liền vội vàng cất bước, đi vào quỷ hổ bọn người trước người, trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra mấy hạt viên thuốc đến, cho bọn hắn từng cái ăn vào. Đây là giải dược, ăn vào nó, điều tức một khắc liền sẽ tốt. Đại trưởng lão đạm mạc lên tiếng, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Mọi người gặp hắn vừa mới xuất thủ cứu giúp, cũng đã không còn nghi, lập tức liền nuốt vào đan dược, bắt đầu vận công tan ra. Chờ một phút sau, chúng người thân thể cũng tất cả đều có thể nhúc nhích, hoạt động tự nhiên. Thích Trường Long nhìn về phía đại trưởng lão, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đại trưởng lão, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lúc trước Lục Hạt nói là đại cung phụng tìm chúng ta tới đây đặc huấn, lại đột nhiên xuất thủ lấy xương độc đánh lén. Sau đó chúng ta liền nghe đến nơi xa tiếng la giết, thật chẳng lẽ như hắn nói, bọn họ nội ứng ngoại hợp, dẫn ngoại địch xâm lấn. Cái kia đại cung phụng đâu? Ai, không sai, hắn nói đều là thật. Bất giác thở dài một tiếng, đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, thạch cung phụng mưu tính sâu xa, lần này càng cấu kết lại thiên hành tông cao thủ, chỉ sợ đại cung phụng đã là giữ nhiều lành ít a. Hung hăng cắn răng, Thích Trường Long mi đầu sâu nhăn, hung hăng nắm lại song quyền. Giọng căm hận nói, nghĩ không ra thạch cung phụng vì quyền thế, thế mà làm ra như thế bán tông môn hoạt động. Còn có tả vô nguyệt,
hắn vốn là bản tông trước tông chủ, lại cũng trộn lẫn vào bên trong, quả thực vô sỉ cùng cực. Đúng vậy a, đây đều là danh lợi chỗ dụ a. Nếu là Tà Vô Nguyệt không ra mặt lời nói, Thạch Cung Phụng đoán chừng còn không dám làm như thế. Đại trưởng lão cũng là khẽ vuốt chòm râu, khẽ thở dài một cái. Một bên Bạch Luyện thật sâu nhìn lấy hắn, trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, đại trưởng lão, ngươi chắc là cùng bọn hắn là một đám a, vì sao? Coi như ngươi vừa mới nói là vì quỷ hổ, nhưng vì sao ngươi không sớm thông báo Đại Cung Phụng bọn họ? Bạch Luyện, ngươi đây là hoài nghi ta sư phụ cũng là bán tông người đi. Trong mắt bất giác chừng một cái, quỷ hổ trợn mắt nhìn về phía nàng, ngươi đừng quên, sư phụ hắn vừa mới thế nhưng là cứu chúng ta tánh mạng. Không nói gì, Bạch Luyện không có nhìn quỷ hổ liếc một chút, chỉ là chăm chú nhìn đại trưởng lão phương hướng. Chờ lấy hắn giải thích. Suy nghĩ một chút, đại trưởng lão trên mặt cũng là lóe qua một tia thương cảm, gật đầu nói, không tệ, lão phu thật là trong nội môn người, cũng cùng Thạch Cung Phụng là một đầu. Bất quá, chúng ta mục đích khác biệt. Thạch Cung Phụng muốn nắm giữ tông môn đại quyền, lão phu chỉ là muốn có càng nhiều tài nguyên tu luyện bồi dưỡng đệ tử. Như chỉ là bình thường trong tông môn đấu, lão phu cùng hắn là lão bằng hữu, tự nhiên sẽ cùng với đứng. Đáng tiếc lần này hắn lại bán tông môn, lão phu lại là tuyệt đối không thể sẽ cùng hắn làm bạn. Có điều, Thạch Cung Phụng người này làm việc tương đương cẩn thận. Cùng Thiên Hành Tông hai tông cấu kết sự tình, tại sao cùng bạo phát trước đó? Chúng ta tất cả nội môn trưởng lão Cung Phụng cũng không biết, toàn bộ hành trình hoàn toàn là Thạch Cung Phụng cùng Lục Hạt hai sư đồ một tay xử lý. Đợi chúng ta sau khi biết, đã là muộn, tông môn đã luân hãm, rất nhiều người bất đắc dĩ, nhất định phải lần nữa cùng hắn đứng chung một chỗ, một sai đến cùng. Lão phu phỏng đoán Tà Vô Nguyệt lần nữa ngồi phía trên, nhất định sẽ đối trác phàm thế lực triệt để thanh tẩy, quỷ hổ cũng khó thoát vận rủi, cho nên mới lâm thời phản bội. Không quản các ngươi tin hay không, nhưng lão phu làm ra hết thảy, đều là vì cái này đệ tử. Sư phụ, quỷ hổ nghe đến rơi nước mắt, một hồi cảm động. Bạch Luyện bọn người lẫn nhau nhìn xem, cũng là khẽ gật đầu, xem như tin tưởng hắn lời nói. Bởi vì mọi người thực sự tìm không ra lý do, hắn vì sao muốn cứu mình những người này. Nguyên nhân duy nhất, cũng chỉ có thể là hắn phải cứu quỷ hổ, nhất định phải tận khả năng cứu cùng quỷ hổ một phái đồng bạn, càng nhiều người. Càng có thể lẫn nhau chiếu ứng, quỷ hổ sống sót tỷ lệ cũng càng lớn. Đây cũng là cứu người, cũng là cứu chính mình. Tốt, các ngươi cùng lão phu tới đi, lão phu mang các ngươi vụng trộm rời đi tông môn. Từ nay về sau, chúng ta cũng là một đường. Vì sống sót, ứng phó Tà Vô Nguyệt truy sát, chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác. Đem hết thảy sau khi giải thích rõ, đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, chợt sắc mặt nghiêm một chút, đạm mạc lên tiếng. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, Thích Trường Long liền hất lên tay áo dài, hai mắt nhìn chăm chú lên nơi xa ánh lửa ngút trời chỗ, cắn răng nói, không được, gia gia của ta bọn họ còn. Hiện tại chính mình tính mạng còn không giữ nổi, còn quản được nhiều như vậy sao? Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, đại trưởng lão đã là đại trầm giọng quát, bây giờ cái kia mảnh đất khu bị Thiên Hành Tông cùng Huyền Thiên Tông cao thủ trùng điệp vây quanh, muốn xông ra, muôn vàn khó khăn. Nhưng các ngươi ra ra tại trong tông cũng là hiếm thấy cao thủ, có lẽ còn có cơ hội này lao ra. Nhưng là các ngươi như trở về lời nói, bọn họ muốn chiếu cố các ngươi, chẳng phải cho bọn hắn làm liên lụy. Lấy lão phu đến xem, chính các ngươi có thể bảo trụ tính mạng mình, đã là cứu các ngươi ra ra. Bờ môi nhịn không được khẽ run, Thích Trường Long hung hăng nắm bàn tay, cuối cùng vô lực mở ra. Bạch Luyện ở một bên nhìn lấy, minh bạch hắn cảm thụ, cũng là bi thương cúi thấp đầu. Bọn người gặp này, cũng tất cả đều không cam lòng cắn môi, trong lòng phát lên vô tận hận ý, lại bất lực. Lạnh lùng quét mọi người liếc một chút, đại trưởng lão mặt không biểu tình, thản nhiên nói, nghĩ thông suốt thì đi nhanh lên, không nghĩ ra cũng đi cho ta, các ngươi lưu lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lời nói xong, đại trưởng lão đầu tiên quay người, đưa lưng về phía cái kia ánh lửa ngút trời phương hướng bình tĩnh đi đến. Mọi người chần chờ một chút. Cũng là cắn răng một cái, theo thật sát. Đại trưởng lão nói đúng, bọn họ hiện tại bất lực, duy nhất có thể làm, chỉ là đem trong lòng cỗ này hận ý, chôn dưới đáy lòng. Đợi tương lai, để những tông môn này phản đồ, nợ máu trả bằng máu. Một phương diện khác, mà sách tông bên ngoài 10 dặm chỗ, đen kịt một màu trong rừng rậm, dương sát, âm sát, quỷ sát ba người thở hồng hộc một đường chạy chậm,
đợi nhìn đến sau lưng không có truy binh, mới dừng lại đến, từng ngụm thở hổn hển. Ta thao bà nội ngươi, chuyện gì xảy ra, làm sao cái này đần độn u mê, tông môn liền bị công hãm. Dương Sát một mặt không hiểu, nhìn về phía còn lại hai người. Còn lại hai người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị lão tử làm sao biết. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Dương Sát xa xa nhìn về phía chạy trốn tới cái chỗ kia, trong mắt bất giác có chút thương cảm, nhưng càng nhiều là nghi hoặc, thì thào lên tiếng, sinh hoạt mấy trăm năm địa phương, thoáng cái liền không có. Ta thao, đây là ai làm, Tây Châu Chín Tông sao? Lão tử muốn đi song Long Viện cáo bọn họ, lớn bao nhiêu cửu oán, nhất định phải diệt tông a. Dương Sát, trong này có kỳ quặc a. Lúc này, Âm Sát nhẹ nhàng sờ lên cằm, lại là mặt ủ mày trao, theo lý thuyết, trừ phi là Tây Châu bên ngoài thế lực, nếu không không ai dám không tuân thủ song Long Viện quy củ. Không khỏi khẽ giật mình, Dương Sát nghe đến, nhất thời quá sợ hãi, người nói là, đây là châu khác người làm. Đánh giám, thế mà, hắn vừa dứt lời, hét lớn một tiếng liền một đến vang lên, đồng thời một đạo sắc bén trưởng phong nhất thời xuất hiện tại hắn sau lưng. Bất giác sợ hãi cả kinh, Dương Sát vội vàng quay người nhất trưởng, hô lớn, không tốt, có địch tập. Đụng, hai trưởng tương đối, Dương Sát cái kia một đoàn thịt mỡ êm đẹp lập tại trên mặt đất, thế nhưng người đánh lén cũng đã bị nhất trưởng đánh bay, té xuống đất. Phốc một tiếng, nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi. A, yếu như vậy. Không khỏi sững sờ, Dương Sát không khỏi chớp chớp mê mang mắt to, tiếp lấy chính là đại hỉ, một mặt cười to chạy tới, ha ha ha. Truy sát thế mà còn tìm yếu như vậy người đến, rõ ràng cũng là đưa cho lão tử giải thù a, muốn cho lão tử phản giết bọn hắn người đúng hay không? Ta nhổ vào, lão phu muốn không phải trọng thương tại thân, há có thể bị ngươi mập mạp chết bầm này nhất trưởng chấn khai. Rơi xuống đất người kia đầy người máu tươi, tóc trắng rối tung, che khuất hai gò má, khiến người ta thấy không rõ mặt mũi, nhưng là thanh âm kia lại là dị thường quen biết. Dương Sát ba người sau khi nghe được, bất giác giật mình, đuổi bước lên phía trước, đẩy ra hắn tóc rối bời, mới đột nhiên kêu lên, tại sao là ngươi a, Bạch Cung Phụng, ngươi vì sao muốn đánh lén ta? Chẳng lẽ là ngươi đem địch nhân đưa vào đến, muốn ra hại ta? Ta nhổ vào, vừa ăn cướp vừa la làng, chẳng lẽ các ngươi lại không biết đây là ai làm? Bất giác giận quát một tiếng, Bạch Cung Phụng cắn răng nghiến lợi nhìn lấy ba người. Ba người một trận mê mang, đều là một mặt vô tội lắc lắc đầu. Cười lạnh, Bạch Cung Phụng khinh thường bĩu môi trang, các ngươi thì giả bộ a. Các ngươi cùng người kia như thế giao hảo, như thế nào không biết hắn dự định. Ai, sớm biết như thế, lúc trước liền nên thừa cơ đem hắn làm thịt, cứng rắn vịn chắc quản gia ngồi phía trên mới là. Bạch Cung Phụng một trận hối hận, ba người lại là nghe được càng thêm hồ đồ. Người nhà nói đến tột cùng là ai a? Hắn nói là bản tông, Ma Sách Tông chính thức tông chủ. Chợt, quát lạnh một tiếng vang lên, nhưng nghe tiếng xé gió vang, Tà Vô Nguyệt mang theo 10 cái hóa hư cao thủ nhất thời xuất hiện tại bốn người trước mặt. Lạnh lùng nhìn lấy chính là một mặt phẫn nộ nhìn mình chằm chằm Bạch Cung Phụng, Tà Vô Nguyệt không khỏi nhếch miệng lộ ra một cái tà dị tiếu dung, cười nhạo nói, Bạch lão đầu, ngươi ngược lại là rất biết đánh nhau a, lại thật bị ngươi hướng tới nơi này. Người tới, làm thịt hắn. Vâng, đằng sau mọi người sau khi nghe được, khom người liền ôm quyền, liền muốn tiến lên. Thế nhưng là Dương Sát ba người lại là hoàn toàn sững sờ, vội vàng khoát tay một cái nói, chờ một chút, cái này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vô Nguyệt, người vì sao muốn giết Bạch Cung Phụng? Hiện tại tông môn ngay tại bị tấn công, có chuyện gì không thể trước chống cự ngoại địch về sau, mình đang thương lượng sao? Hừ, chống cự ngoại địch. Khinh thường bĩu môi, Bạch Cung Phụng một mặt khinh miệt nhìn về phía Dương Sát, cười khẩy nói, Dương bàn tử, vốn là lão phu cho là ngươi cùng hắn là một đám, xuất hiện ở đây chính là vì đoạn lão phu con đường sau này, lúc này thì muốn ra tay diệt ngươi. Nhưng không nghĩ tới, ngươi là thật ngốc a. Ha ha ha, cái gì ngoại địch, không có nhà tặc, từ đâu tới ngoại địch. Thân thể nhịn không được chấn động, Dương Sát một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía hắn. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, ngươi nói cái gì, ăn trộm. Nhếch miệng cười một tiếng, Bạch Cung Phụng từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn về phía Tà Vô Nguyệt phương hướng, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ánh mắt bỗng dưng lạnh xuống, Tà Vô Nguyệt chậm rãi sờ mũi một cái, trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo trần trụi sát ý, Bạch lão đầu, bản tông chính là Ma Sách Tông chính thức tông chủ, các
các ngươi muốn đoạt ta tông vị, mới thật sự là ăn trộm. Hừ, đồ vô sỉ, dẫn ngoại tông nhập tông, đồ sát đồng môn, một tên cũng không để lại. Đối chạy tứ tán môn nhân, phái người truy sát, trảm thảo trừ căn. Người dạng này người, xứng làm tông chủ sao? Bản tông chỉ là mời Tuyên tông chủ cùng Nhậm tông chủ xuất binh, cùng một chỗ bình loạn mà thôi, đây cũng là bị các người đám này cuồng vọng chi đồ bức cho. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tà Vô Nguyệt cắn răng lên tiếng, bản tông đến tột cùng chỗ nào làm không được khá, các ngươi lại tình nguyện đẩy một cái nhập tông bất quá 5-6 năm tiểu tử ngồi phía trên, còn lớn hơn đổi tông môn điều lệnh, cũng phải đem bản tông đuổi xuống đài. Hừ, người tàn bạo bất nhân, chỉ hiểu đe dọa chi đạo, không có dung người chi tâm, sớm đã nhân tâm tan rã, không xứng leo lên cao vị. Các ngươi một đám lão ma đầu, thế mà vẫn phối cùng bổn tọa nói nhân nghĩa. Chúng ta nhưng là ma tông, đối với các ngươi đám này lão ma đầu không ra điểm ngoan thủ đoạn, làm sao chấn động đến ở các ngươi? Tông môn quy củ còn muốn hay không? Khặc khặc khặc, Tà Vô Nguyệt, đây chính là ngươi chỗ thiếu sót, đồng dạng là thủ đoạn cường ngạnh, chắc phàm thì có thể làm được khiến người ta tâm phục khẩu phục, ngươi cũng chỉ có điểm đe dọa trò xiếc thôi. Hữu ma vô đạo, không thành đại sự. Da mặt nhịn không được rút rút, Tà Vô Nguyệt không khỏi hung hăng nắm lên quyền đầu, song đồng cũng trở nên đỏ như máu lên, nghiến răng nghiến lợi nói, lại là lần này đạo lý, các ngươi đám này lão quỷ, cùng lão gia hỏa kia một cái bộ dáng. Ha ha ha, nói cho cùng, bất quá chỉ là biến đổi biện pháp nhường ta xuống đài, đẩy Trác Phàm ngồi phía trên mà thôi. Hừ, đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội, thắng lợi sau cùng, vẫn là bản tông, đi chết đi. Vừa dứt lời, Tà Vô Nguyệt nhất thời một bước chân, bỗng nhiên hướng đã vô cùng suy yếu Bạch Cung Phụng phóng đi, nhất chảo hung hăng chụp vào lòng hắn phòng. Ngập trời sát khí, hung ác uy áp, làm cho Bạch Cung Phụng râu tóc đều là run run, nghênh phong bay múa. Thế nhưng là cái kia Bạch Cung Phụng lại như cũ hung tợn nhìn chằm chằm Tà Vô Nguyệt không thả, khóe miệng xẹt qua trào phúng đường cong. Ý kia phảng phất tại nói, người vĩnh viễn không xứng làm tông chủ một dạng. Điều này không khỏi làm Tà Vô Nguyệt trong lòng càng giận, trong tay sát khí cũng càng phát ra lăng lệ, tựa như một chảo này vồ xuống, liền muốn đem đối phương cả trái tim móc ra một dạng. Chờ một chút. Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, dương sát cái kia khôi ngô thân thể chỉnh chỉnh ngăn tại trước người hai người. Kít! Thân thể không khỏi trì trệ, Tà Vô Nguyệt vò tới trước thân hình lúc này dừng lại, một đôi băng lãnh đôi mắt. Hung hăng chừng lấy phía trước cái kia quen thuộc bóng người, lạnh lùng nói, tránh ra. Vô Nguyệt, đây là thật sao? Không có trả lời hắn lời nói, dương sát chỉ là cúi đầu, cắn răng nói, là ngươi dẫn ngoại tông tiến đến, tàn sát đồng môn, chỉ vì đoạt vị. Không phải đoạt vị, là cầm lại ta phải có. Đụng, lời còn chưa dứt, Tà Vô Nguyệt trên gương mặt đã là nặng nề mà chịu nhất quyền, thân thể nhìn không được hướng, về, sau vạch ra xa 10 mét. Mới miễn cưỡng dừng lại, khóe miệng đã là chảy ra một vệt đỏ tươi tới. Dương sát duỗi ra cái kia mập quả đấm to, tại khẽ run, nhưng run rẩy lợi hại hơn, còn là hắn viên kia biết được chân tướng tâm. Lúc trước ngươi nói muốn vì tông môn xuất lực, đem tông môn mang đi càng cao điểm hơn vị, cũng là như thế cách làm sao. Cuống họng hơi hơi lay động, tựa hồ cũng có chút run âm, dương sát nhìn không được nộ hống lên tiếng. Nhẹ nhàng chà chà khóe miệng máu tươi. Tà Vô Nguyệt chậm rãi nâng lên băng lãnh đôi mắt, thản nhiên nói, đã ta nỗ lực, liền nên được đến tương ứng hồi báo. Không có lý do tại ta chữa trị dưới, tông môn được đến trung tam tông vinh hạnh đặc biệt, ta lại muốn bị những thứ này vong ân phụ nghĩa hỗn đản đuổi xuống đài. Dương bàn tử, người tránh ra, không cho liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Đạp đạp đạp, Tà Vô Nguyệt từng bước một hướng trước tới gần, trên thân cái kia băng lãnh khí thức dần dần lan tràn ra. Cuồn cuộn sát ý. Ngăn không được tràn về phía trước cực nhanh tiến tới, Dương bàn tử, ngươi phải biết, ngươi từ trước tới giờ không là đối thủ của ta. Mí mắt nhìn không được nhảy một cái, Dương sát dưới chân hướng về sau co lại, tựa hồ có chút khiếp đảm, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, giống to lên tiếng, hừ, lão tử là ma sách tông cung phụng, không có lý do nhìn tông môn đồng bạn tại lão tử trước mặt bị giết. Vậy thì thật là tốt, ngươi có thể lui ra, đây là tông chủ mệnh lệnh. Hiện tại bản tông, phải xử lý tên phản đồ này. Đánh giám, ngay tại người dẫn ngoại địch nhập tông, tàn sát cùng cửa phía sau, người đã không phải tông chủ. Dương sát hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế đại phóng. Tà Vô Nguyệt thân thể hơi chậm lại,
trên mặt càng thêm lớn giận, cắn răng quát, liền ngươi cũng phản bội lão tử. Vừa dứt lời, Tà Vô Nguyệt đạp chân xuống, liền bỗng nhiên tiến lên. Dương Sát mí mắt lắc một cái, trong lòng co rụt lại, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, ưỡn ngực, nghênh đón, trong tay ấn quyết liên tục, nhất thời một khỏa tràn đầy thổ hoàng sắc hỏa cầu phóng lên tận trời, hướng Tà Vô Nguyệt nện xuống. Vẫn lạc tinh thần. Hừ, thổ nguyên tố thần hồn mà thôi, theo người mập mạp này thật phối, tất cả đều là mập giả tạo, không có cái gì dùng. Trong mắt tinh mang lóe lên, Tà Vô Nguyệt khinh thường bĩu môi, mỉa mai cười ra tiếng. Ngay sau đó, nhưng nghe một tiếng long ngâm chợt vang, một đầu màu đen giao long đột nhiên từ Tà Vô Nguyệt thể nội thoát ra, sau đó giao đuôi hất lên, đụng một tiếng liền đem hỏa cầu kia quất bay ra ngoài. Bá, phốc, chỉ là trong nháy mắt, cái kia đất bóng nhất thời biến mất, lại trở lại Dương Sát thể nội. Dương Sát cũng là thân thể lắc một cái, nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi đến, trong nháy mắt uể oải đi xuống, mặt như xanh sao. Đúng là tại một chiêu phía dưới, thì trong nháy mắt trọng thương, hai người thực lực sai biệt, quả thực như cách nhau một trời một vực. Mập mạp chết bầm, để mạng lại. Tay hóa thành chảo, Tà Vô Nguyệt nhất chảo hướng Dương rất ở ngực chộp tới, trong mắt tản ra trần trụi sát ý, giao long chảo. Không tốt. Âm Sát hai người gặp này, bất giác kinh hãi, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Tà Vô Nguyệt lại hung ác như vậy, đối Dương Sát dạng này mấy trăm năm huynh đệ đều không buông tha, sau đó cùng nhau tiến lên ngăn cản. Thế nhưng là, thực lực bọn hắn, cũng xa xa không phải Tà Vô Nguyệt đối thủ. Liền tại bọn hắn vừa mới thả ra thần hồn xông đi lên thời điểm, liền bị Tà Vô Nguyệt cái kia con dao long một cái vung đuôi cho quất bay ra ngoài, hai người lúc này trọng thương thổ huyết, lại khó nhất chiến. Xì xì xì, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, hiện ra hắc sắc điện quang, chớp mắt tới gần. Thậm chí, Dương Sát đã cảm nhận được cái kia cỗ sắc bén nhào tới trước mặt, đâm vào hắn mặt mũi đau nhức. Tà Vô Nguyệt trong mắt, cũng lộ ra lạnh lẽo ý cười, tàn khốc mà ngoan độc. Nhìn lấy đây hết thảy, Dương Sát bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, ai, quả nhiên ta vẫn là như thế không biết tự lượng sức mình a, từ nhỏ đến lớn chưa từng thắng nổi ngươi, ta cần gì phải như thế thể hiện. Sớm biết như thế lời nói, lúc trước ta thì không nên phí hết tâm tư cứu tính mệnh của ngươi. Vẫn là lão Bạch nói đúng, bạo lực đoạt quyền tốt bao nhiêu. Tránh khỏi tông môn bị hỏa hỏa thành dạng này. Kít. Chợt, Tà Vô Nguyệt cái kia mãnh liệt nhất chảo bỗng dưng dừng lại, chỉnh chỉnh dừng ở hắn nơi ngực. Trong mắt lóe ra từng đạo không hiểu tinh quang, Tà Vô Nguyệt hơi hơi trầm ngâm một chút, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, nhất thời đem cái kia nhất chảo thu hồi, xoay người lại một cái đá bay, đụng một tiếng liền đem Dương Sát đá bay ra ngoài. A! À, một tiếng hét thảm, Dương Sát đụng vào mười mấy khỏa đại thụ sau mới dừng lại. Đợi hắn đứng dậy về sau, đầy miệng đều là máu, phốc phốc hai tiếng, phun ra hai khỏa bạch sán sán hàm răng tới. Ta răng a. Bờ môi nhịn không được run run, Dương Sát che miệng, chịu đựng đau đớn mắng to lên tiếng, đáng chết Tà Vô Nguyệt, người muốn giết cứ giết, làm gì như thế tra tấn lão tử, cho lão tử một thống khoái được hay không? Tốt xấu lão tử trước kia cũng đem hết toàn lực bảo vệ ngươi mệnh tới. Dương bàn tử. Thế nhưng là... Cái kia lớn tiếng quát kêu còn chưa nói xong, hét lớn một tiếng đã là đột nhiên vang lên. Không khỏi sững sờ, Dương Sát ngẩng đầu nhìn qua, lại chính gặp Tà Vô Nguyệt chính là một mặt âm trầm theo dõi hắn. Đón lấy, Tà Vô Nguyệt lại nhìn một bên Âm Sát cùng Quỷ Sát liếc một chút về sau, thản nhiên nói còn có các ngươi hai người. Hôm nay ta trước hết thả các ngươi một ngựa, nhưng là từ nay về sau, chúng ta cắt bảo đoạn nghĩa, ai cũng không nợ người nào. Chờ lần tiếp theo gặp lại. Đối phó các ngươi những thứ này phản đồ, bản tông tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói, Tà Vô Nguyệt hất lên ống tay áo, hướng phía dưới vung lên, trên đùi tay áo bảy nhất thời hoa rơi, lại cạch một tiếng, rớt xuống đất. Không tiếp tục xem bọn hắn liếc một chút, Tà Vô Nguyệt phất phất tay, mang người rời đi. Chỉ để lại ba người, nhìn trên mặt đất cái kia một khối tàn khuyết vải vóc, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chợt cảm thấy một trận thất lạc. Từ nay về sau. Bọn họ cùng Tà Vô Nguyệt, không còn là huynh đệ. Bạch Cung Phụng nhìn ba người liếc một chút về sau, cũng là thở sâu, sau đó trịnh trọng cúi người bái hạ, xin lỗi, ba vị Cung Phụng, lão hủ vừa mới hiểu lầm các ngươi, nguyên lai các ngươi không phải một đám A. Liếc nhìn nhau, ba người đều là cười khổ một tiếng, thở dài. Đúng vậy A, bọn họ cùng Tà Vô Nguyệt, từ nay về sau,
đã triệt triệt để không phải một đám A. Ngay sau đó, ba người liền mang theo trọng thương Bạch Cung Phụng, cấp tốc thoát đi nơi đây, miễn cho truy binh lại đuổi theo. Tả Vô Nguyệt nói là tha bọn họ một lần, nhưng chỉ nói lần này, như lại đụng một lần, coi như lần sau đi. Cho nên bốn người vẫn là có bao xa, chạy bao xa. Cùng một thời gian, còn lại một số người sống sót, cũng tại Thất Kinh chạy trốn tứ phía lấy, tránh né lấy Tả Vô Nguyệt phái ra kẻ đuổi giết. Ra ra, trong Tất Hắc Xâm Lâm, Dương Sát cùng Âm Sát hai người đỡ lấy Bạch Cung Phụng cái này một tàn binh lão tướng, tại tối tăm dưới ánh trăng, một đường chạy trốn, thở hồng hộc. Chợt, một tiếng Tịnh Lệ nữ tiếng vang lên, bốn người bất giác khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp chẳng biết lúc nào, Bạch Luyện mang theo mọi người theo u ám chỗ lao ra. Mà Bạch Cung Phụng vừa thấy là cháu gái của mình, bất giác đại hỉ, cả kinh kêu lên, Luyện, người cũng trốn tới, quá tốt. Bạch lão đầu, chúng ta vừa mới cùng đám này tiểu gia hỏa đụng tới, các ngươi làm sao cùng một chỗ. Lúc này, Thích Cung Phụng đột nhiên nhảy ra, một mặt nghi ngờ nhìn Dương Sát ba người liếc một chút về sau, hỏi Bạch Cung Phụng nói. Trong lòng minh bạch mọi người hồ nghi, Bạch Cung Phụng lúc này đem sự tình nói một lần, mọi người cũng mới giật mình, nguyên lai cái này Dương Sát ba người đã cùng Tà Vô Nguyệt cắt bào đoạn nghĩa A, sau đó liền cũng đi cảnh giác, trở thành nghịch cảnh chi kỳ. Tiếp đó, mọi người đem chính mình tao ngộ từng cái giảng thuật, chỉnh hợp lại cùng nhau, vừa rồi cuối cùng biết sự tình chân tướng, bất giác ai thán liên tục. Ai, nghĩ không ra Thạch Cung Phụng vậy mà như thế mưu tính sâu xa, nhằm vào Trác quản gia làm dạng này kế hoạch, chúng ta thật sự là quá bất cẩn a. Coi là nội môn ổn định, thì cho là bọn họ nhận sợ, không cùng chúng ta tranh giành, nghĩ không ra cho chúng ta đến như vậy một tay. Hận hận vỗ đùi, Thích Cung Phụng tức giận tới mức giơ chân. Bạch Cung Phụng khẽ vuốt chòm râu, mi đầu cũng thật sâu nhíu lại, bây giờ Đại Cung Phụng cùng Trác tông chủ, đoán chừng cũng đã toàn bộ ngộ hại. Chúng ta những thứ này tàn binh bại tướng, không đến 50 người trốn tới, còn muốn ứng phó Tả Vô Nguyệt liên tiếp truy sát, không biết nên đi nơi nào a. Tóm lại, Tây Châu địa bàn đã bị 9 tông chia cắt sạch sẽ, mặc kệ ở đâu, chúng ta không phải là bị truy sát, cũng là bị khu trục, khó có thể đặt chân. Xem ra, chỉ có thể rời đi Tây Châu, khác mưu đường ra. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Âm Sát cũng là một mặt ưu sầu nói. Chậm rãi lắc đầu, đại trưởng lão đạm mạc lên tiếng, muốn rời đi Tây Châu, nói nghe thì dễ. Cái này một chỗ giới, kéo dài mấy ngàn vạn dặm vô tận đầu, đều là hộ quốc tam tông khu vực. Duy nhất có thể mượn đường gần nhất đường, thì là thông qua Thiên Vũ, trải qua Khuyển Nhung mà ra, nơi đó là Ngự Thú Tông khu vực. Thế nhưng là phải biết, hộ quốc tam tông tại Thiên Vũ thế lực. Thiên Vũ, chợt, Nguyệt Nhi hai mắt tỏa sáng, không khỏi cao kêu ra tiếng, sư phụ chỗ ở gia tộc không phải liền là Thiên Vũ đệ nhất thế gia sao. Lần trước tấn công Huyền Thiên Tông, còn cùng chúng ta kề vai chiến đấu tới, chúng ta lần này lâm nạn, vì sao không đi cầu trợ bọn họ. Cái này, không khỏi trì trệ, đại trưởng lão mi đầu thật sâu nhăn lại là một mặt thấp thỏm lắc lắc đầu, vẫn là quên đi, thế nhân đều là mỏng tính, Trác tông chủ như tại lời nói. Có lẽ bọn họ sẽ còn cho chút mặt mũi, nhưng bây giờ Trác tông chủ đã chết, bọn họ như thế nào lại đón lấy chúng ta lớn như vậy một cái khoai lang bỏng tay. Nói không chừng, chúng ta cùng bọn hắn liên hệ thời điểm, bọn họ sớm đã đem chúng ta bán, ở nơi đó thiết lập tốt mai phục, chờ lấy đem chúng ta bán cho Tả Vô Nguyệt đâu. Sẽ không, bọn họ người gia chủ kia ta gặp qua, như cái chính phái người, thẳng giảng nghĩa khí. Ha ha ha, thằng nhóc con, kém kiến thức. Cái này thế đạo, từ đâu tới nhiều như vậy giảng nghĩa khí người, bất quá lợi dụng lẫn nhau thôi. Huống hồ, Trác tông chủ chính là ma đạo xuất thân, lấy lão nhân ra ông ta tính kế lòng dạ, hắn xuất gia gia tộc, đoán chừng cũng không phải nhân vật đơn giản, như thế nào cho chúng ta những thứ này tàn binh bại tướng, đắc tội hộ quốc tam tông, làm ra lỗ mãng như thế quyết đoán. Bất giác mỉm cười lấy lắc lắc đầu, đại trưởng lão từ chối cho ý kiến ta nhìn. Chúng ta vẫn không thể đem chính mình sinh tử, ký thác vào bên ngoài trên thân người. Bọn người người nghe đến, cũng là liên tục gật đầu, trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ có Nguyệt Nhi một quyệt miệng, nhẹ hừ một tiếng, trong lòng phiền muộn. Dù sao cũng là đã từng đồng sinh cộng tử người, dưới cái nhìn của nàng, Lạc Vân Hải vẫn là đáng giá tin tưởng tồn tại. Bạch Cung Phụng trầm ngâm một chút, chợt đến trong mắt tinh quang lóe lên nói, có lẽ. Chúng ta thật nên đi Thiên Vũ thử một chút. A, lông mày nhíu lại,
mọi người tất cả đều một mặt kỳ dị mà nhìn xem hắn. Thích Cung Phụng càng là cau mày nói, Thiên Vũ là Tam Tông địa bàn, tai mắt đông đảo, thế nhưng là rất nguy hiểm. Cũng là bởi vì nguy hiểm, cho nên mới an toàn. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, Bạch Cung Phụng bình tĩnh nói, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, Tà Vô Nguyệt bọn họ người nào sẽ nghĩ tới, chúng ta hội tại dưới mí mắt bọn hắn, từ Thiên Vũ mượn đường. Hắn phái ra truy binh, cũng tất sẽ không đuổi tới cái hướng kia. Cho nên chúng ta chỉ cần cước trình rất nhanh, cấp tốc thông qua chỗ đó, chờ bọn hắn phát hiện, chúng ta sớm đã chuồn mất, không phải sao. Không khỏi sững sờ, mọi người liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tốt. Kết quả là, mọi người quyết định ám độ Trần Thương, tá Thiên Vũ rộng lớn chi địa lợi, rời đi Tây Châu lĩnh vực, khác mưu đường ra. Sau 3 tháng, một mảnh thanh thúy tươi tốt trong rừng rậm, nhưng nghe vù vù âm thanh không ngừng, mấy chục đạo bóng người đã là đột ngột đến xuất hiện tại cái này địa phương, lại chính là Bạch Cung Phụng bọn họ. Trong 3 tháng này, bọn họ một bên tách ra đếm đường, làm bộ theo khác phương hướng phá vây, dẫn dắt rời đi truy binh, một bên vừa tối từ đường vòng. Trở lại Thiên Vũ phương hướng, ở chỗ này tụ hợp, chuẩn bị phá vây. Đều đến đông đủ sao? Bạch Cung Phụng nhìn mọi người liếc một chút, quát to. Bình tĩnh gật gật đầu, mọi người cùng kêu lên quát nói, bẩm báo Bạch Cung Phụng, đều đủ. Tốt, chúng ta lập tức xuyên qua Thiên Vũ cảnh nội, cấp tốc tiến về Huyền Nhung. Bình tĩnh gật đầu một cái, Bạch Cung Phụng lập tức một ngựa đi đầu, xông về phía trước. Bọn người người, cùng nhau đuổi theo. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn vọt ra bao xa, một tiếng kiệt ngao cười to lại là đột nhiên từ trong rừng vang lên, ha ha ha. Một đám lão bất tử, tại ta Huyền Thiên Tông đại náo một phen về sau, thế mà còn muốn còn sống rời đi nơi này, quả thực si tâm vọng tưởng. Siêu siêu siêu, từng đạo hắc ảnh lóe qua, chỉ là trong nháy mắt, Bạch Cung Phụng bọn người chung quanh, liền đột nhiên xuất hiện trên trăm toàn thân cao thấp tản ra khí thế cường hãn cao thủ. Xem xét cũng là hóa hư cảnh cường giả. Trong lúc đó, mọi người mặc phục thị hỗn tạp, Bạch Cung Phụng dương mắt xem xét, liền đã minh bạch, nơi này đại bộ phận là Thiên Hành Tông người, chút ít Huyền Thiên Tông cùng Ma Sách Tông cao thủ. Đáng chết, lại có hơn 100 cường giả vây quanh. Nếu chỉ là Huyền Thiên Tông cùng Ma Sách Tông hiện tại binh lực, khẳng định không đạt được, cũng chỉ có cái này Thiên Hành Tông, còn có thể phái ra nhiều như vậy cao thủ. Cứ như vậy, bọn họ cái này mấy chục người, tính toán là hoàn toàn bị làm sủi cảo, rất khó phá vây ra ngoài. Mi đầu thật sâu nhíu lại, Bạch Cung Phụng bọn người đầy mặt ngưng trọng, nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, Bạch Cung Phụng, người tại Ma Sách Tông cũng không phải một ngày hai ngày, chắc là rõ ràng, Thạch Cung Phụng mưu trí sâu xa. Người có thể nghĩ đến, lão nhân gia ông ta há có thể nghĩ không ra. Nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, ha ha ha. Những ngày này, mang bọn ta vòng quanh, thật sự là làm phiền các ngươi. Bất quá đáng tiếc, chúng ta ai cũng không có mắc lừa. Đúng lúc này, đối phương trong đám người ra tới một cái hắc y trưởng lão, phát ra vô tận chế giễu. Bạch Cung Phụng thấy một lần, liền biết hắn là trong nội môn người, không khỏi hận đến chỉ cắn răng, vạn phần hối hận. Nghĩ không ra bọn họ chuyển nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn đi vào đối phương cái bao bên trong, bị đối phương làm khỉ đùa nghịch 3 tháng. Coi là thật biệt khuất ha. Hung hăng khẽ cắn môi, Bạch Cung Phụng trong mắt hơi híp, trong lòng không phục, Thích Cung Phụng nhìn đến, mi đầu chấn động, bình tĩnh nói, Bạch lão đầu, chúng ta lao ra, cùng bọn hắn liều. Hướng, các ngươi chỉ sợ không có tư cách kia a, thì các ngươi ít như vậy người. Nhếch miệng lên, trưởng lão áo đen kia khinh thường nhếch miệng cười khẽ một tiếng, từ khi các ngươi quyết định tới Thiên Vũ một khắc kia trở đi, liền đã làm một cái sai lầm nhất quyết định. Nhất định toàn quân bị diệt. Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, Bạch Cung Phụng mọi người trong lòng giận dữ, lại không thể làm gì. Dù sao bọn họ nói đúng, cũng là bởi vì quyết định này, mới để cho bọn họ rơi vào cái này vạn kiếp bất phục chi cảnh. Thế nhưng là, hắn vừa dứt lời, giữa núi rừng lại vang lên một tiếng khinh miệt trêu chọc âm thanh, sai. Ha ha ha, sai hẳn là các ngươi đi, bọn họ tới Thiên Vũ, thế nhưng là chính là đến đúng. Cái gì? Trong mắt nhịn không được lắc một cái, trưởng lão áo đen kia bọn người không khỏi thân thể chấn động, bất khả tư nghị hướng chung quanh nhìn qua, người nào? Đến cứu bọn họ người. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ, bá bá bá. Mấy chục đạo hắc ảnh nhất thời thoáng hiện, đều là hóa hư cao thủ,
bên trong có mấy cái hóa hư ngũ trọng trở lên tuyệt thế cao thủ. Nguyệt Nhi dương mắt xem xét, bất giác vui vẻ, cả kinh kêu lên, Lệ lão, là các ngươi. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Lệ Kinh Thiên không khỏi cười to lên, chúng ta tới tiếp ứng các ngươi, cùng chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Tốt! Bạch Cung Phụng bọn người thấy một lần, cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này ngàn cân treo sợi tóc, đã từng một ngày minh hữu, lạc gia cao thủ thế mà lại đột nhiên tương trợ, đây thật là trên trời rơi xuống thần binh, đưa than khi có tuyết a. Kết quả là, Bạch Cung Phụng bọn họ cũng phóng xuất ra toàn thân khí thế, hướng ra phía ngoài phá vây, Lệ Kinh Thiên bọn họ thì là từ hướng ngoại bên trong tiến công, quả nhiên là nội ứng ngoại hợp cơ hội. Chỉ là trong nháy mắt, ngược lại đem những truy binh này cho bao ở bên trong, nhất thời đại loạn thành một bầy, thất kinh. Tên kia hắc y trưởng lão, càng là nhịn không được cả kinh kêu lên, các ngươi đến tột cùng là phương nào thế lực người, lại dám trở ngại chúng ta hộ quốc Tam Tông hành động. Ha ha ha, lão phu không biết cái gì Tam Tông, chỉ biết là ngươi đem khách nhân chúng ta cản tại ngoại môn. Không khỏi cười lớn một tiếng, Lệ lão lúc này nhất trưởng hướng người kia đánh tới. Người kia cũng là cả kinh, hoàn thủ nhất trưởng. Đụng, Lệ Kinh Thiên thực lực phi phàm, dũng mãnh vô song, một cái kia ma sách tông phổ thông trưởng lão, như thế nào đối thủ của hắn? Chỉ là một chiêu phía dưới, người kia đã miệng phun máu tươi, trong nháy mắt uể oải, bất đắc dĩ lui xuống đi. Mà bọn người người gặp phải tình huống, cũng đại khái như thế. Có lạc gia năm đại cao thủ phía trước mở đường, quả nhiên là Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Đến đây truy sát Bạch Cung Phụng bọn họ truy binh chỗ nào dự liệu được như tình huống như vậy. Tuy nhiên bọn họ có hơn 100 cao thủ, lạc gia cùng Bạch Cung Phụng bọn họ cùng nhau cũng chưa tới 60 người, nhưng là những truy binh này bị đánh trở tay không kịp, khí thế nhất thời thì yếu xuống tới. Mà khí thế một yếu, từ không chiến lực, người nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có thể không ngừng lui lại. Cuối cùng, một đám lúc trước còn như lang như hổ truy binh, cũng là bị hai phe nhân mã giáp công đánh cho chạy trối chết, bất đắc dĩ bỏ trốn mất dạng. Có lẽ thì coi như bọn họ bị đánh chạy đều không hiểu, vì sao bọn họ người đông thế mạnh, ngược lại bị đánh bại. Xa xa đỉnh núi chỗ, đứng đấy hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, lại chính là lạc gia ám ảnh đội đội trưởng Lôi Vũ Đình, cùng lạc gia đại quân quân sư, U Minh. Nhìn lấy một trận chiến này đã định, Lôi Vũ Đình không khỏi sờ lên cằm, gật gật đầu, thì thào lên tiếng, còn thật bị ngươi nói đúng, Lệ lão bọn họ như vậy chọn người, thế mà trong nháy mắt liền đem đối phương đánh bại. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang, U Minh bất giác khẽ cười một tiếng, có khi chiến tranh cũng là trong nháy mắt sự tình, hoặc là một cái ý niệm trong đầu, dám đánh, không dám đánh, liền quyết định thắng bại. Lệ lão bọn họ tiên hạ thủ vi cường, đột kích trước đây, cho dù chỉ có hơn 20 người. Trận chiến này cũng tất thắng. Tốt, chúng ta tiếp ứng nhiệm vụ hoàn thành, đến tiếp xuống thì nhìn Lãnh Vô Thường lão đầu kia bố cục đi. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác, U Minh thăm thẳm rời đi, Lôi Vũ Đình thật sâu liếc hắn một cái về sau, bất giác khẽ cười một tiếng, cũng cùng đi theo. Mà tại cách đó không xa, một tòa cao đại thành trì bên trong, Lạc Vân Hải cùng Lãnh Vô Thường chính là một trận nhàn nhã thưởng thức địa phương trà nổi tiếng, vui mừng tự nhạc. Gia chủ, ngài ngược lại là không có chút nào cuống cuồng a. Một tòa nhã nhặn trong đại sảnh, Lãnh Vô Thường thỉnh thoảng nhẹ nhàng gõ vang bát trà, dương mắt liếc một chút ngồi phía trên Lạc Vân Hải, bất giác cười khẽ một tiếng nói. Cười nhạt một tiếng, Lạc Vân Hải cũng là dị thường trấn tĩnh, từ chối cho ý kiến nói, Lãnh tiên sinh trấn định như thế, đã tính trước, nghĩ đến đã là chấp trưởng đại cục, ta còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Ha ha ha, gia chủ nâng đỡ. Ngược lại là đối mắt lạnh tín nhiệm có thêm a. Trong lòng bất giác cảm động, Lãnh Vô Thường thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, qua nhiều năm như vậy, Lạc Vân Hải đối bọn hắn những thứ này đã từng quy hàng người thành thật với nhau, tín nhiệm có thêm, ngược lại để bọn họ đám lão gia này một trận vui mừng, thề sống chết báo đáp. Lạc Vân Hải dương mắt xem hắn, không nói gì thêm, chỉ là khóe miệng hơi vểnh, cúi đầu thưởng thức trà thơm. Chỉ chốc lát sau, nhưng nghe từng trận tất dẫn tiếng bước chân vang lên, Lệ Kinh Thiên hét to âm thanh cũng tại ngoại môn vang lên, khởi bẩm gia chủ, người chúng ta đã tiếp vào. Mau mau cho mời, trước mắt bất giác sáng lên, Lạc Vân Hải nhất thời đứng dậy, đại hỉ kêu lên. Lãnh Vô Thường thì là nhìn lấy hắn hơi hơi mỉm cười,
cũng đứng dậy theo. Lúc này, cửa phòng mở ra, tại Lệ Kinh Thiên dẫn dắt dưới, Bạch Cung Phụng một nhóm người tới tòa này đại sảnh, nhìn thấy Lạc Vân Hải, lúc này một mặt cảm kích bái xuống, đa tạ Lạc gia chủ xuất thủ cứu giúp tri ân. Các vị khách khí, mau mau xin đứng lên. Vội vã khoát khoát tay, đem mọi người đỡ dậy, Lạc Vân Hải một mặt cảm thán nói, chúng ta Lạc gia là từ Trác đại ca một tay chống lên đến, các ngươi lại là Trác đại ca tâm phúc, nói đến chúng ta cũng coi là người một nhà. Biết được các ngươi gặp rủi ro, bản gia chủ lại há có không cứu lý lẽ. Dù nói thế nào, chúng ta cũng coi là kề vai chiến đấu qua chiến hữu nha, ha ha ha. Lạc Vân Hải cởi mở tiếng cười truyền khắp tất cả mọi người bên tai, lại là để mọi người một trận xấu hổ mà cúi thấp đầu. Dù sao, bọn họ lúc trước còn hoài nghi tới Lạc gia độ tin cậy, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Lạc gia gia chủ lại đúng như này nghĩa bạc vân thiên, chỉ vì bọn họ cùng Trác Phàm có quan hệ, thì liều ra tánh mạng đến cứu. Phải biết, Lạc gia làm như thế, nhưng là chẳng khác nào là cùng Tam Tông là địch, có diệt môn chi họa a. Nghĩ tới đây, mọi người trong lòng càng thêm hổ thẹn, Bạch Cung Phụng đầu tiên tiến lên trước một bước, hướng Lạc Vân Hải lần nữa thật sâu bái hạ, Lạc gia chủ, lần này là chúng ta liên lụy các ngươi. Nguyên bản các ngươi không nên cuốn vào Tam Tông thị phi bên trong, nhưng bây giờ... Ai, Bạch Lão loại bỏ, từ khi có người muốn đối phó Trác đại ca bắt đầu, chúng ta Lạc gia liền đã cuốn vào bên trong. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Lạc Vân Hải sắc mặt nghiêm một chút, nói năng có khí phách mà nói, lúc trước ta kế vị gia chủ lúc từng lập thề nặng, Trác đại ca địch nhân, cũng là toàn bộ Lạc gia địch nhân. Chẳng cần biết hắn là ai, cường đại cỡ nào, chúng ta Lạc gia đều sẽ ủng hộ Trác đại ca đến cùng. Thân thể không khỏi chấn động, mọi người thấy Lạc Vân Hải cái kia kiên định khuôn mặt, trong lòng một trận sợ hãi thán phục. Đây là như thế nào tình nghĩa? Mới có thể để một toàn cả thế gia làm một người mà dốc hết tất cả, thà rằng sắp tới nay tích lũy xuống cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng muốn chống đỡ người kia đến cùng. Khó trách Trác quản gia lúc trước tình nguyện từ bỏ tông chủ, cũng muốn trở về, nơi này quả nhiên là một cái đáng giá mỗi người đều lưu luyến mới. Trong lúc nhất thời, Bạch Cung Phụng bọn người là đã tán thưởng, lại hâm mộ, dù sao dạng này khiến người ta đáng giá thuộc về địa phương. Cho dù bọn họ trước kia tại Ma Sách Tông thời gian dài như vậy, đều không có dạng này cảm giác a. Nói cho cùng, Ma Sách Tông chỉ là tất cả mọi người lợi ích kết hợp thể, nhưng Lạc gia lại là chân chính làm đến nhân tâm chỗ tập hợp. Bỗng dưng, mọi người tựa hồ cũng trong nháy mắt có thể lý giải, lúc trước Trác Phàm nóng lòng về nhà sốt ruột. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, từng tiếng bạo hưởng truyền khắp mọi người bên tai, bên trong thiên địa đều đang không ngừng chấn động. Liên tòa này đại sảnh đều tại kẹt kẹt rung động, phảng phất muốn đạp giống như. Mọi người giật mình, không rõ ràng cho lắm, Lạc Vân Hải cũng là lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía một bên Lãnh Vô Thường, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Bất giác khẽ cười một tiếng, Lãnh Vô Thường thờ ơ khoát khoát tay, ha ha ha. Chư vị đừng vội, đây là truy binh tại công chúng ta phòng thủ trận thức, không có gì đáng ngại. Truy binh, là cái kia 100 hóa hư cao thủ. Bất giác sợ hãi cả kinh, Thích Cung Phụng lúc này kêu lên, vậy nhưng bị, đồng dạng trận thức đối hóa hư cao thủ nhưng là hoàn toàn vô dụng a. Lời vừa nói ra, bọn người người nghe đến, cũng là sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, đã là làm ra tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Liếc nhìn nhau, Lãnh Vô Thường cùng Lạc Vân Hải hai người bất giác cùng nhau cười to lên, cho mọi người một cái trấn an ánh mắt, giải thích nói, yên tâm đi, Lão Phu đã sớm tính tới các vị hội mượn đường Thiên Vũ. Thoát đi Tây Châu dự định, cho nên sớm tại 3 tháng trước, liền để người bố trí ở chỗ này công và thủ trận pháp, 18 chỗ, đều là tại cấp 7 trận thức trở lên, mà lại, tất cả đều là dùng thánh linh khoáng bố trí. Lại thêm Lệ Lão bọn họ ở trong trận phòng ngự, bọn họ cái kia 100 đi đi, lên không cái tác dụng gì. Đi đi, không khỏi sững sờ, mọi người thật sâu nhìn lão nhân này liếc một chút, trong lòng âm thầm tắc lưỡi. Lão gia hỏa này là ai a? 100 hóa hư cường giả, thế mà trong mắt hắn chỉ là 100 đi đi, thật là cuồng vọng khẩu khí. Nhìn hắn tu vi, bất quá thần chiếu cảnh, cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ lại là cùng Đại Cung Phụng một dạng, giả heo ăn thịt hổ nhân vật, thực là cái tuyệt thế cao thủ. Sau đó mọi người lại xem xét sau lưng, quả nhiên, Lệ Kinh Thiên cũng không thấy, nghĩ đến muốn đi phòng ngự. Xin hỏi tiên sinh là, thân thể hơi hơi cúi xuống, Bạch Cung Phụng khom người thỉnh giáo. Cười nhạt một tiếng, Lãnh Vô Thường đồng dạng ôm quyền hoàn lễ, tại hạ,
Thiên Vũ Lãnh Vô Thường. Cái gì, ngươi chính là Thiên Vũ Tam Đại Chí Tinh một trong thần toán tử, Lãnh Vô Thường. Không khỏi giật mình, Bạch Cung Phụng bọn người trong lòng đại chấn, vội vàng ôm ôm quyền nói, tiên sinh đại danh, kính đã lâu kính đã lâu. Thản nhiên cười, Lãnh Vô Thường chậm rãi khoát khoát tay, khiêm tốn nói, chư vị khách khí, là một tên tu giả, tại hạ tại chư vị trong mắt, đoán chừng chẳng phải là cái gì đi. Bất quá làm nắm tử người, chỉ cần con cờ trong tay đủ nhiều, lão phu nhưng là muốn so chư vị bất kỳ người nào đều mạnh hơn ở. Vâng vâng vâng, tiên sinh đại tài, chúng ta sớm có nghe thấy, không nghĩ tới lại lạc gia an thân, thật để chúng ta giật nảy cả mình. Bạch Cung Phụng bọn người liên tục xưng phải, gật đầu không thôi. Trong lòng bọn họ minh bạch, có lẽ Lãnh Vô Thường người này chỉ là mưu trí hơn người, thực lực không đủ, tại tu giả thế giới rất khó ăn mở. Nhưng làm một cái gia tộc trưởng sự người, thủ hạ có vô số cường giả cung cấp điều khiển, hắn lực lượng đem cấp số nhân tăng trưởng. Mà lại, tại tu giả thế giới, riêng là Tây Châu cái này mặt đất, phát sinh đại quy mô tranh đấu sự tình rất ít, hắn cũng đã rất khó có đất dụng võ. Nhưng bây giờ khác biệt, bọn họ bây giờ đang bị Tam Tông truy sát, rất cần một cái giống Lãnh Vô Thường dạng này trí giả cho bọn hắn chỉ điểm sai lầm, cho nên mọi người đối với hắn cũng thật là cung kính. Minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, Lãnh Vô Thường nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để ý, chỉ là thản nhiên nói, mới vừa từ U Minh trở lại tình hình chiến đấu nhìn, những người này một đánh thì tán, không người có thể đem những người này ngưng tụ thành có lực chiến lực, nói rõ bên trong đều là người tầm thường, không lãnh tụ chi tài. Nhìn như tất cả đều là hóa hư cao thủ, nhưng kỳ thực năm bè bảy mảng, cùng một đám đi đi không khác. Dạng này người lớn nhất tốt đối phó, một tiếng chống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Ba trận chiến về sau, bọn họ tất lui. Chỗ lấy các ngươi có thể yên tâm, rất nhanh bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn về nhà. Ách, Lãnh tiên sinh, người nói U Minh, thế nhưng là thất khiếu quỷ linh lung, U quỷ thất đệ tử. Lúc này, Bạch Cung Phụng nhướng mày, hỏi thăm lên tiếng. Đạm mạc gật đầu, Lãnh Vô Thường cười cười nói, không tệ, người nghe qua hắn danh hào. Đúng vậy a. Lúc trước U Quỷ Thất từng muốn nhập ta Ma Sách Tông, vì U Minh Cốc tìm kiếm chỗ dựa. Có điều hắn mặc dù thông minh, nhưng tư chất khá thấp, không có bị tông môn nhìn lên. Bất quá về sau hắn bị mọi người xưng là Thiên Vũ Tam Đại Chí Tinh, ngược lại là thực chí danh quy. Bàn về âm mưu tính kế, xác thực là rất khó có người có thể ra phải. Nghĩ không ra hắn đệ tử thế mà tại Lạc Gia, đây chẳng phải là nói, Lạc Gia tề tụ Tam Đại Chí Tinh bên trong hai vị phụ tá. Khó trách hội phát triển nhanh chóng như vậy. Bạch Cung Phụng một trận cảm thán, bọn người người cũng là liên tục gật đầu, cũng là ngạc nhiên tại Lạc Gia đối chí tướng mời chào. Lẫn nhau nhìn xem, Lạc Vân Hải cùng Lãnh Vô Thường cùng nhau cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đại khái lại qua một phút sau, bên ngoài oanh minh rốt cục dừng lại, U Minh mang theo Lệ Kinh Thiên chờ chiến tướng, phiêu hốt đi đến cái đại sảnh này bên trong. Lãnh Vô Thường nhìn lấy hắn, không khỏi sững sờ, đánh xong. Không phải để ngươi thừa thắng xông lên, lại đánh một nhóm sao? Không cần thiết, không quan trọng nhún nhún vai, U Minh suy cười một tiếng nói, ngài là muốn đem bọn hắn đánh mệt, trở về viện binh, vì Gia Cát lão đầu tranh thủ thời gian, nhưng ta đã đem bọn hắn khuyên trở về, trong thời gian ngắn sẽ không lại theo đuổi đánh, một cái tác dụng. Chố mắt nhìn, Lãnh Vô Thường cười nói, khuyên trở về. Đúng vậy a, lần này truy binh bên trong, Thiên Hành Tông 65 người. Ma Sách Tông 26 người, Huyền Thiên Tông 21 người. Chúng ta ở trong trận chiếm địa lợi ưu thế, muốn đem bọn hắn toàn diệt cũng không có vấn đề gì, nhưng là cái này xấu ngài đại kế, không phải sao? Ha ha ha! Không khỏi khẽ cười một tiếng, U Minh thẳng ngồi tại một trương trên chỗ ngồi, sâu xa nói, cho nên ta thì tự tiện chủ trương, giết Ma Sách Tông 26 người, trọng thương Huyền Thiên Tông 21 người, đến tại Thiên Hành Tông. Ta nói với bọn họ, đã tiếp vào truyền tin, chúng ta cùng Thiên Hành Tông giảng hòa, để bọn hắn đi về hỏi bọn họ tông chủ, sau đó bọn họ thì ngoan ngoãn trở về. Nheo mắt, Lãnh Vô Thường bất giác khẽ cười nói, truyền tin, ta làm sao chưa lấy được. Sớm muộn hội thu đến, không phải vậy ngài cũng sẽ không để ta tại trong giao chiến, tận lực tránh cho Thiên Hành Tông thương vong. Ngươi cứ như vậy tin tưởng lão gia hỏa kia, nhất định có thể làm được. Đường đường tiền đế quốc thừa tướng. Ngoại giao thế nhưng là hắn cường thế a. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, U Minh không có xem ở chàng bất kỳ người nào,
dường như không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thẳng hai chân chéo nguẫy, lạnh nhạt phẩm lên trà thơm tới. Lãnh Vô Thường cười to một tiếng, đạm mạc gật đầu, đúng vậy a, lão gia hỏa kia, thật có bản sự này. Ách, Lãnh tiên sinh, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Hải vẫn là không hiểu ra sao, nghi ngờ nói. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Lãnh Vô Thường trong mắt lóe lên một đạo cơ trí ánh sáng, khom người bẩm, gia chủ, thực không dám giấu giếm, Gia Cát Trường Phong lão gia hỏa kia 2 tháng trước thì phát tới truyền tin, hắn đi ra ngoài nước khác, rốt cục muốn trở về. Cái gì, Gia Cát quản gia muốn trở về? Trên mặt vui vẻ, Lạc Vân Hải kêu lên sợ hãi. Đạm mạc gật đầu, Lãnh Vô Thường mỉm cười nói, ta đem gần nhất sự tình đều nói cho hắn biết, cũng đem lão phu kế hoạch toàn bộ báo ra, để hắn trước khác trở về, thẳng đi chuyến Thiên Hành Tông đi một lần. Cái gì, Thiên Hành Tông? Trong mắt bất giác một lồi, mọi người cùng nhau kêu lên. Chậm rãi quay đầu, nhìn lấy Bạch Cung Phụng bọn họ kinh ngạc ánh mắt, Lãnh Vô Thường không khỏi nhạt cười một tiếng nói, đúng vậy a, Thiên Hành Tông. Trên thực tế, Lạc gia không chỉ có 2 đại chí tinh, còn có thứ 3 chí tinh tồn tại đây. Lấy cái kia 3 tấc không nát miệng lưỡi, chắc hẳn có thể bảo vệ ngươi nhóm nhất mệnh đi. Hơi hơi nháy mắt mấy cái, Bạch Cung Phụng bọn họ vẫn là không hiểu. Ta nói là, lần này chúng ta Thiên Vũ Tam Đại Chí Tinh đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể giúp các ngươi thay đổi càn khôn, đào thoát Tam Tông truy sát, lắng lại lần này càn qua. Nếu không mà nói, bởi vì hành động theo cảm tính, gia chủ đem toàn cả gia tộc bồi đi vào, cứu các ngươi cách làm, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như thế đồng ý. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lãnh Vô Thường trong mắt nhất định, nghiêm túc nói. Cộc cộc cộc, trống trải trên đại điện, chỉ có 2 hàng tối tăm ánh nến dọc theo thâm thúy hành lang từng cái sắp xếp mà qua. Từng tiếng nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, rõ ràng vang vọng tại cái này vắng vẻ chỗ. Khách trên chỗ ngồi, một cái già nua tay chính đang nhẹ nhàng che kín bát trà, nhưng là nghe đến cái này âm thanh động tĩnh, lại là bỗng dưng trì trệ, lại từ từ đem ly kia chén trà để ở một bên trên bàn, yên tĩnh chờ đợi. Thiên Vũ đệ nhất thế gia, Lạc gia đại quản gia, Gia Cát Trường Phong. Ha ha ha, một tiếng cởi mở cười to phát ra, một cái khôi ngô như gấu một dạng trung niên đại hán thẳng theo cái kia u ám trong bóng đen đi ra, chậm rãi đi vào đài cao chủ ngồi ngồi xuống, lại chính là Thiên Hành Tông tông chủ, Nhậm Khiếu Vân không thể nghi ngờ. Đã từng Thiên Vũ đế quốc thừa tướng, hôm nay Lạc gia thứ nhất ống nhà, thay cái tên tuổi, nhưng như cũ là chấp trưởng đế quốc mệnh mạch trọng thần. Gia Cát Trường Phong, người không cố gắng ngốc tại Thiên Vũ xử lý chính vụ, chạy đến ta nơi này đang làm gì đó đến. Chậm rãi đứng dậy, Gia Cát Trường Phong không khỏi hơi 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 cúi thân thể, khẽ cười nói, Nhậm tông chủ, Thiên Hành Tông chính là hộ quốc Tam Tông đứng đầu, lão phu mặc kệ là đế quốc thừa tướng, vẫn là Lạc gia quản gia, chấp trưởng trong đế quốc chính hơn 10 năm, thế mà chưa bao giờ bái phỏng qua quý tông, thực sự thứ tội, nhìn tông chủ rộng lòng tha thứ. Thế ngoại tông môn cùng thế tục gia tộc vốn là không có nhiều như vậy liên lụy, bái không bái phỏng cũng không đáng kể. Chậm rãi khoát khoát tay, Nhậm Khiếu Vân từ chối cho ý kiến nói, chỉ là hôm nay không biết thổi trận gió nào, để ngươi không xa 10.000 dặm tới gặp bản tông đâu. Rear mép khẽ nhúc nhích, Gia Cát Trường Phong không khỏi khẽ cười một tiếng, lại bái một chút, không dối gạt tông chủ pháp nhãn, lão hủ vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hôm nay đến đây tiếp kiến tông chủ, lại là có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Lông mày nhíu lại, Nhậm Khiếu Vân thật sâu nhìn về phía hắn. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Gia Cát Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, đạm mạc lên tiếng, Ma Sách Tông những cái kia phản nghịch, hy vọng Nhậm tông chủ có thể thả bọn họ một con đường sống. Ồ, mí mắt vẩy một cái, Nhậm Khiếu Vân nhìn chằm chằm Gia Cát Trường Phong cái kia đạm mạc ánh mắt, lại là bỗng dưng sủi cười ra tiếng, người người tại Thiên Vũ, nhưng tin tức ngã thẳng linh thông. Tây Châu Chín Tông vừa phát sinh sự tình, nhanh như vậy liền biết. Thế nhưng là, ngươi vì sao muốn cho bọn hắn cầu tình? Chẳng lẽ là cho các ngươi Lạc gia trước quản gia, Trác Phàm? Trong mắt tinh mang lóe lên liền biến mất, Nhậm Khiếu Vân trong giọng nói đã là mang lên sát khí lạnh lẽo. Tựa hồ sau một khắc, Gia Cát Trường Phong phàm là có chỗ nào nói không đúng, lập tức liền sẽ gọi đến giết chóc tai họa giống như. Trong lòng một mảnh không sai, Gia Cát Trường Phong vuốt râu khẽ cười một tiếng, đạm mạc gật đầu, xem như thế đi. Nhưng cũng không hoàn toàn là chỉ giáo cho. Nói là,
vậy dĩ nhiên là nhìn lấy Trác quản gia ngày xưa mặt mũi. Những người này làm gì cũng coi như Trác quản gia trước kia thuộc hạ, bây giờ trở thành chó mất chủ, chúng ta nếu không quản, không khỏi có sai lầm nhân nghĩa. Ngài đại khái cũng rõ ràng, nhà chúng ta cái kia tiểu gia chủ, luôn luôn lấy nhân nghĩa tự cho mình là. Loại sự tình này hắn nếu không ôm lấy đến, thực sự có hại danh dự a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Nhậm Khiếu Vân thật sâu nhìn về phía Gia Cát Trường Phong, lại là mỉa mai lên tiếng, ngươi nói là, các ngươi Lạc gia lần này vì những cái kia phản nghịch ra mặt, chỉ là vì danh dự rồi. Nói, Nhậm Khiếu Vân trong tay khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt đã là lóe qua một tia trần trụi sát ý. Không hoàn toàn là, dù sao lấy trước cùng Trác quản gia ở chung, còn có như vậy ba phần tình nghĩa, nhưng vẫn là tội gì vì chuyện này để gia tộc lâm nạn. Cho nên, đại bộ phận vẫn là vì cái này dự đi. Thế gian mua danh chuộc tiếng người rất nhiều, gia chủ của chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất giác bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, Gia Cát Trường Phong thở dài một hơi, thở dài, hôm nay thiên vũ trăm nghề hưng thịnh, mấy năm này cung cấp tam tông tư nguyên, hàng năm đều tăng gấp mấy lần, nghĩ đến Nhậm tông chủ cũng hoàn toàn minh bạch. Vì sao? Bởi vì Lạc Minh, hấp dẫn xung quanh mấy chục đế quốc các đại gia tộc, mở rộng buôn bán cử đạo. Mà Lạc Minh vì sao khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy gia nhập liên minh? Đơn giản là nhà ta gia chủ nhân nghĩa tên bên ngoài, các đại gia tộc yên tâm thôi. Cho nên cái này danh tiếng, thật không thể xấu. Mà lại, có thể khoa trương, liền phải khoa trương. Nghi đầu hơi hơi lắc một cái, Nhậm Khiếu Vân vừa mới rung động tay, cũng hơi hơi dừng lại, trong mắt sâu xa như biển, tỉ mỉ suy nghĩ. Gia Cát Trường Phong dương mắt xem hắn, khẽ vuốt chòm râu, trong lòng cười thầm. Hắn vừa mới chỗ nào không biết, chỉ cần mình một nói nhầm, lập tức liền là đầu người rơi kết cục. Thực Nhậm Khiếu Vân vừa mới cũng là đang thử thăm dò bọn họ Lạc gia đối Trác Phàm việc này thái độ, cùng đối Trác Phàm cảm tình. Nếu là Lạc gia đối Trác Phàm còn có tình nghĩa tại, hoặc là đối Trác Phàm việc này cảm thấy phẫn nộ, như vậy Nhậm Khiếu Vân nhất định sẽ không chút lưu tình giết Gia Cát Trường Phong, sau đó lại giết sạch Lạc gia. Dù sao, hắn cũng không muốn nuôi một đám cửu nhân, dần dần lớn mạnh. Thế nhưng là, Gia Cát Trường Phong vừa mới trả lời lại rất khéo léo. Nếu là hắn nói gia tộc bọn hắn đối Trác Phàm không để ý chút nào tình nghĩa, cái kia thuần túy vô nghĩa, căn bản chính là đang gạt Nhậm Khiếu Vân người tông chủ này a. Tốt xấu Trác Phàm là Lạc gia đệ nhất quản gia, đưa sáng lập lên Lạc gia thiên vũ đệ nhất thế gia công thần, làm sao có thể một chút tình nghĩa không để ý. Gia Cát Trường Phong lúc trước như thật như vậy nói, Nhậm Khiếu Vân tuyệt đối một bàn tay hô qua đi, để hắn đi gặp Diêm Vương. Lão gia hỏa này, cũng là đến lừa gạt lão tử. Nhưng là, Gia Cát Trường Phong cũng rất khôn khéo, lấy so sánh phương thức, ba phần tình, bảy phần lợi, trình bày ở giữa lợi hại quan hệ. Chúng ta không phải đối Trác Phàm một chút tình nghĩa không để ý, chỉ là lợi so tình lớn. Đối với điểm này tình nghĩa, chúng ta càng coi trọng nhân nghĩa tên tuổi mang đến lợi ích. Cái này để Nhậm Khiếu Vân nhất thời để xuống lòng cảnh giác, đã trong lòng đối phương là lợi tại tình phía trên, liền sẽ không lại đem Trác Phàm mối thù để ở trong lòng, trở thành hậu hoạn. Dù sao, cùng bọn hắn Thiên Hành Tông trở thành địch nhân, không có một chút chỗ tốt. Làm một cái hám lợi người mà nói, căn bản sẽ không bởi vì Trác Phàm một điểm nhỏ thù, thì phấn đấu quên mình. Mà lại, dạng này thuyết pháp, cũng càng có thể thủ tín Nhậm Khiếu Vân. Hắn không phải để Lạc gia một chút tình nghĩa không nói, vậy liền quá giả, ngược lại không đáng tin. Hắn chỉ là muốn nhìn Lạc gia, càng coi trọng một điểm nào. Đã bọn họ càng coi trọng lợi, hắn cứ yên tâm. Riêng là, Gia Cát Trường Phong còn chỉ ra một chút, hôm nay thiên vũ như thế màu mỡ, các người hộ quốc tam tông hàng năm tiền lãi sát bên vóc gấp bội, đều là chúng ta Lạc gia công lao. Nếu là không có chúng ta Lạc gia, các người uống gió Tây Bắc đi thôi. Chỉ một điểm này, lại bắt hắn lại chân đau, để hắn cuối cùng từ bỏ đem cái này cầu tình Lạc gia đến làm, một trường vỗ chết xúc động. Như vậy, chỉ là vì cái nhân nghĩa tên tuổi, các người liền đến cầu bản tông buông tha những thứ này phản đồ sao? Hơi hơi trầm ngâm một chút, Nhậm Khiếu Vân lần nữa thử dò xét nói, bản tông thế nhưng là đáp ứng tà tông chủ, giúp hắn tiêu diệt phản nghịch. Bất giác thản nhiên cười, Gia Cát Trường Phong nhàn nhạt lắc đầu, Nhậm tông chủ, nếu là quang vì chỉ là một cái tên tuổi, chúng ta còn thật tội gì gây loại phiền toái này. Chúng ta thật chính là muốn thu lưu bọn họ nguyên nhân, là chúng ta cũng định đối địch với Ma Sách Tông. Trong mắt bất giác một lồi,
Nhậm Khiếu Vân thủ hạ lại là siết chặt, trong mắt đã là lóe qua trần trụi sát ý, các ngươi một cái thế tục gia tộc, muốn đối địch với tông môn. Quả thực cũng là chuyện cười. Nhậm Khiếu Vân sắc mặt rất phẫn nộ, thậm chí biến đến dữ tợn. Trên thực tế, hắn nghe được câu này về sau, vừa mới bình tĩnh lại tâm, nhất thời lại chạy bốc lên. Phải biết, hiện tại bọn hắn Thiên Hành Tông thế nhưng là cùng Ma Sách Tông một đám, cùng Ma Sách Tông là địch, không phải liền là cùng bọn hắn Thiên Hành Tông là địch sao? Cái này Lạc gia, quả nhiên vẫn là đối Trác Phàm mối thù nhớ mãi không quên, không thể lại lưu. Hoàn toàn minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, Gia Cát Trường Phong trong lòng bất giác trộm cười một tiếng, nhưng trên mặt lại là thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu ai, Nhậm Tông chủ minh xét, cái này cũng không phải ta nhóm mong muốn a. Chúng ta tự nhiên nguyện ý cùng Tam Tông sống chung hòa bình, kéo dài ngàn năm thủ hộ ước định. Thế nhưng là ngài phải biết, chúng ta muốn cùng, nhưng Ma Sách Tông chưa hẳn muốn cùng a. Nghe nói Ma Sách Tông Tông chủ Tà Vô Nguyệt tính khí nóng nảy, thủ đoạn độc ác, bụng dạ hẹp hòi. Hắn muốn giết Trác Phàm, giết chính là, chúng ta có thể nói thế nào? Liền sợ hắn liên lụy vô tội, bởi vì Trác Phàm xuất từ Lạc gia, thì phải nhổ cỏ tận gốc. Bất đắc dĩ, chúng ta đành phải liên hợp có thể liên hợp tất cả chiến lực, cùng thể sống chết nhất chiến. Ngài hẳn là cũng rõ ràng một cái đạo lý, địch nhân thì là bằng hữu. Những thứ này Ma Sách Tông phản nghịch, bọn họ hận nhất khẳng định không phải ngài cùng Huyền Thiên Tông bọn họ. Dù sao bọn họ lúc trước cũng vừa mới dẫm Huyền Thiên Tông chàng tử, hai tông ở giữa chém giết một trận rất bình thường a. Bọn họ hận nhất, hẳn là Tà Vô Nguyệt, cho nên chúng ta quyết định liên hợp bọn họ, cùng chống chọi với Ma Sách Tông. Hả, nguyên lai là dạng này a. Thật dài ra một hơi, Nhậm Khiếu Vân trong lòng không khỏi nhẹ nhõm không ít. Nguyên lai Lạc gia chỉnh hợp chiến lực chỉ là vì tự vệ, mà lại chỉ là nhằm vào Ma Sách Tông, cũng không phải là liên minh bọn họ. Dạng này hắn cứ yên tâm. Mà lại, trong lúc vô tình, hắn chả bị Gia Cát Trường Phong quán thâu một cái tin tức, cũng là Bạch Cung Phụng bọn họ chỉ hận Tà Vô Nguyệt, đối với các ngươi Thiên Hành Tông là an toàn. Cứ như vậy, Nhậm Khiếu Vân đối buông tha Bạch Cung Phụng bọn họ, cũng liền không như vậy xoắn suýt. Dù sao, hắn phải bồi Tà Vô Nguyệt trảm thảo trừ căn, chính là sợ trả thù. Đã người ta đối ngươi không có cái gì cừu hận, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Mà lại, đám người này nói không chừng còn là kiềm chế Ma Sách Tông nhất đại lợi khí. Nghĩ tới đây, Nhậm Khiếu Vân trong lòng đã là có quyết đoán, nhưng vẫn là ra vẻ thâm trầm, cau mày nói thế nhưng là. Thả hay là không thả qua bọn họ, còn phải Ma Sách Tông quyết định, ta Thiên Hành Tông coi như dừng tay, Ma Sách Tông người không bỏ qua, cũng không có cách nào đi. Ha ha ha, Nhậm Tông chủ quá khiêm tốn, người nào không biết, Thiên Vũ Hậu Quốc Tam Tông lấy Thiên Hành Tông làm chủ. Nhậm Tông chủ một câu, hai người bọn họ tông ai còn dám làm càn. Lồng ngực bất giác đĩnh đĩnh, Gia Cát Trường Phong một trận xu nịnh nói, huống hồ, nói câu không khách khí lời nói, bây giờ Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông, đã cùng chó chết không có gì khác biệt, vẫn phối được xưng tụng hộ quốc Tam Tông danh hào sao. Riêng là Ma Sách Tông, hiện tại tông môn ăn cướp, có mấy người cao thủ nhưng làm bề ngoài. Nó cũng xứng lại hộ vệ Thiên Vũ, gia chủ của chúng ta chính quyết định. Đem hàng năm cung cấp Ma Sách Tông tư nguyên, tước một thành, chuyển tới Thiên Hành Tông đến. Thân thể nhịn không được chấn động, Nhậm Khiếu Vân bụng mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn là trang lấy nhíu mày, khoát tay một cái nói ai, như vậy không tốt đâu, người ta tông môn vừa ngộ đại nạn, chúng ta làm như vậy cũng quá.